Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 48. Chẳng qua tại lần này tiến vào sau, mọi người cảm thấy như trước kia khiêu chiến không giống. Trước kia là tính nhắm vào chuyên hạng khiêu chiến, chính là tiến công phòng thủ vân vân, có thể đề cao mình yếu hạng. Nhưng lúc này đây tiến vào Nguyên Thủy Thâm Lâm về sau, phảng phất hết thảy đều là ngẫu nhiên. Vô luận ngươi là tới khiêu chiến cái gì, người khả năng gặp phải khiêu chiến cùng nguy cơ đều là giống nhau. Thực lực yếu cùng thực lực mạnh khả năng gặp phải đều không khác mấy. Đây chính là ngẫu nhiên tính khiêu chiến. Mỗi người gặp được nguy hiểm xác suất đều như thế. Đây không phải người vì có thể khống chế. Ngẫm lại cũng thế. Như thế lớn rừng rậm Nguyên Thủy, Mã Nhã công nghiệp làm sao lại làm được mỗi một chỗ chi tiết khống chế đâu. Đối với cường giả đến nói khả năng dâu ria. Bản thân bọn hắn gặp phải nguy hiểm độ khó càng cao càng tốt. Có thể đối hơi yếu một chút người mà nói, vậy đơn giản chính là tàn khốc. Rất có thể đều đi không ra. Đây không phải Diệp Quân Lâm cảm giác, đây là chỗ có người tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy sau trực quan cảm thụ. Lần này khiêu chiến tuyệt đối cùng dĩ vãng khác biệt. Diệp Quân Lâm một bên đang quan sát, một bên tự hỏi. Tạm thời hắn tuyệt đối không thể bại lộ thực lực. Vạn nhất Mã Nhã công nghiệp chính là chư thần phòng thí nghiệm đâu. Như vậy, Diệp Quân Lâm sớm bại lộ, tuyệt đối không được. Phải cẩn thận một chút. Xác định rồi sao, Diệp Quân Lâm vị trí. Xác định, ngay tại chúng ta đông nam phương hướng 70 cây số chỗ. Tốt, chúng ta mặc kệ, trực tiếp xuyên qua, đem Diệp Quân Lâm giết lại nói. Đều nói Diệp Quân Lâm mệnh cứng rắn, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao thoát khỏi lần này. Chấm. Cái này một nhóm người, khoảng chừng hơn 700-800 cường giả. Bọn hắn đều là Diệp Quân Lâm trước kia bại tướng dưới tay nhóm. Tại rừng rậm Nguyên Thủy bên ngoài, bọn hắn ngay tại thương lượng như thế nào diệt trừ Diệp Quân Lâm. Tiến vào rừng rậm về sau, bọn hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là diệt trừ Diệp Quân Lâm. Nhanh nhanh nhanh, xong. Đến lúc đó, Diệp Quân Lâm khẳng định có người bảo hộ. Chúng ta một nửa người đến cuốn lấy bọn hắn. Một nửa người đi giết Diệp Quân Lâm. Những cường giả này, điên cũng giống như hướng Diệp Quân Lâm phương hướng phóng đi. Không quá sớm tại bọn hắn xuất hiện dị động thời điểm, Diệp Quân Lâm liền phát giác được. Hắn cười. Thêm phiền phức người thật đúng là không ít. Làm đám người này tới gần thời điểm, Lý Tử Nhiễm Thanh Long bọn hắn cũng phát giác được. Chẳng qua bọn hắn muốn tận lực vì Diệp Quân Lâm chế tạo hiểm cảnh, bởi vậy bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chẳng những không có chặn đường, ngược lại tránh ra đường, lẫn mất xa xa. Chỉ cần Diệp Quân Lâm tại khống chế của bọn hắn bên trong là được. Lý Tử Nhiễm nhìn xem phương xa, thở dài, hy vọng các ngươi đầy đủ mạnh, mang cho hắn tuyệt cảnh, để hắn tỉnh ngộ. Rất nhanh 7-8 top 100 người liền từ Lý Tử Nhiễm bọn hắn tránh ra con đường bên trong, nhẹ nhõm thông qua. Lại mấy phút, bọn hắn đem Diệp Quân Lâm đoàn đoàn bao vây. Diệp Quân Lâm a Diệp Quân Lâm. Rốt cục để chúng ta bắt được ngươi đi. Lần này xem ngươi còn thế nào chạy trốn. Đám người này nhìn thấy Diệp Quân Lâm, tựa như là nhìn thấy con mồi đồng dạng. Cho các ngươi một cơ hội, cút nhanh lên, đừng đến phiền ta. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Mẹ nó, muốn chết, cùng tiến lên, giết hắn. Diệp Quân Lâm một câu liền chọc giận đám người. Mọi người điên cuồng xung kích. Diệp Quân Lâm ánh mắt lóe lên, khí thế biến đổi. Oanh! Hắn ầm vang một quyền ném ra. Đem phía trước nhất một thần bảng đứng hàng hơn 800 tên cường giả oanh thành bã vụn. Ngay sau đó hắn không có chút nào nương tay. Đối ngày xưa địch nhân, thống hạ sát thủ. Oanh! Oanh! Chấm! Đáng sợ một quyền lại một quyền đánh xuống. Những người này một cái tiếp một cái đổ xuống. Kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh quanh quẩn tại rừng rậm Nguyên Thủy bên trong. Bọn này đám địch nhân đều muốn điên cuồng. Ai có thể muốn lấy được Diệp Quân Lâm mạnh như vậy? Sớm biết, ai sẽ đến tìm phiền phức? Không tốt, xảy ra chuyện. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới. Lý Tử Nhiễm trong lòng căng thẳng, lập tức liền xông ra ngoài. Những người khác cũng là như thế. Bởi vì điệu bộ này quá lớn. Tuyệt cảnh đoán chừng cho Diệp Quân Lâm tạo thành. Nguy cơ hiểm cũng là trong nháy mắt. Nếu là bọn hắn cứu viện muộn một chút điểm, Diệp Quân Lâm khả năng liền có nguy hiểm tính mạng. Cho nên hiện tại động tĩnh như thế lớn, Lý Tử Nhiễm bọn người phấn đấu quên mình tiến về. Sợ đến trễ một điểm, vậy liền triệt để xong.
Hiện tại Diệp Quân Lâm thật sự là đại khai sát giới. Không quan tâm, địch nhân trước mắt nhóm một cái đều sẽ không bỏ qua. Đám người này đều mắt trợn tròn. Liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Diệp Quân Lâm hạ lên sát thủ đến, là có một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Đương nhiên Diệp Quân Lâm đã sớm tra xét, chung quanh hắn không có người giám thị, dụng cụ những cái này cũng không tồn tại. Bởi vậy, hắn khả năng không chút kiêng kỵ thi triển thực lực. Phù phù, nương theo lấy người cuối cùng đổ xuống, tổng cộng 7-800 địch nhân toàn bộ tử vong. Không có một cái còn sống. Cộc cộc cộc, lúc này một trận loạt tiếng bước chân vang lên. Một nhóm người xuất hiện tại Diệp Quân Lâm trước mặt. Chẳng qua không phải Lý Tử Nhiễm bọn hắn, mà là Tam Hưng tập đoàn Lý Đại Trung chờ thêm 100 người. Đám người này phong trần mệt mỏi, quần áo tả tơi, trên thân khắp khuôn mặt là máu tươi. Xem ra, vừa mới trải qua một trận đáng sợ chiến đấu. Đoán chừng bọn hắn tại rừng rậm Nguyên Thủy bên trong gặp được khiêu chiến. Hẳn là có tin tức gì, ngay lập tức hướng mình đến thông báo. Tiên sinh ta, Lý Đại Trung vừa muốn nói, lời đến khóe miệng, hắn đình chỉ. Bởi vì Lý Tử Nhiễm bọn hắn đến. Thanh Long mấy người cũng thật sự là nhanh. Tại trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ đều đi vào. Lão đại, sư phụ ngươi, ngươi không sao chứ? Mọi người nhao nhao gấp gáp hỏi. Diệp Quân Lâm cười cười, không có việc gì a, bọn hắn chết hết. Mọi người lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất, thi thể đầy đất. Chính là mới vừa rồi bọn hắn cố ý để thông qua những người kia. Lại nhìn Diệp Quân Lâm trên người máu tươi, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Chẳng qua cuối cùng ánh mắt của mọi người nhao nhao đều dừng lại tại Lý Đại Trung đám người trên thân. Bọn hắn cũng là quần áo tả tơi, vết máu loang lổ. Hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến. Lại nhìn trên mặt đất thi thể đầy đất. Là người đều sẽ nghĩ đến, những người này là Lý Đại Trung bọn hắn giết chết. Diệp Quân Lâm vận khí quá tốt đi. Làm sao đều có người tới cứu. Vừa lúc cùng Tam Hưng tập đoàn quan hệ không tệ, Lý Đại Trung bực này thần bảng cường giả tại hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, chuyên môn chạy tới cứu. Nhưng bọn hắn hoàn toàn hiểu lầm. Lý Đại Trung trên người bọn họ máu tươi cùng chiến đấu vết tích, là tại một địa phương khác. Lý Tử Nhiễm sắc mặt có chút biến. Tận lực vì Diệp Quân Lâm chế tạo tuyệt cảnh, để hắn tỉnh ngộ, không nghĩ tới để Lý Đại Trung trong lúc vô tình cứu, làm hỏng rơi. Thật sự là khó a. Làm sao cứu Diệp Quân Lâm nhiều người như vậy đâu. Còn tốt, mình đã đem Quân Quân chi đi. Bằng không, Quân Quân khẳng định là cái thứ nhất lao ra cứu lão phụ thân. Lý Đại Trung tiên sinh có thể hay không cùng ngươi nói mấy câu. Lý Tử Nhiễm nói. Tốt a. Lý Đại Trung nhìn hai bên một chút, đạt được Diệp Quân Lâm cho phép về sau, hắn đi theo Lý Tử Nhiễm đi vào bên cạnh. Lý Tử Nhiễm đem kế hoạch nói cho Lý Đại Trung. Lý Đại Trung kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Bảo hộ hắn. Lý Đại Trung chấn kinh mà hỏi. Làm sao dám a? Hắn cái này chút nát thực lực, làm sao dám đi bảo hộ Diệp Quân Lâm? Điên a! Tận mắt nhìn thấy qua hắn một nhân đồ giết tới vạn biến chuyện lặt vặt người chết chàng cảnh. Đối với Diệp Quân Lâm thực lực, Lý Đại Trung nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ có thể nói như vậy, từ xưa đến nay đệ nhất nhân đi. Đúng. Ta thỉnh cầu Lý Đại Trung tiên sinh ngươi từ giờ phút này bắt đầu, không thể lại bảo hộ hắn. Giúp hắn ra tay, dù là trơ mắt nhìn hắn chết, cũng đừng xuất thủ. Van cầu ngươi, nếu như hắn cửa này không qua được, còn sống còn không bằng chết nữa nha. Lý Tử Nhiễm thành khẩn nói. Bảo hộ hắn, ta làm sao dám a? Lý Tiểu Thư, ngươi có phải hay không không biết hắn thực lực gì a? Lý Đại Trung hỏi ngược lại. Rõ ràng, hắn là trượng phu của ta. Ta đương nhiên biết rõ thực lực của hắn. So 3 năm trước đây hơi mạnh một điểm, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là chuẩn thần bảng hơn 6.000 tên. Lý Tử Nhiễm nói. Lý Đại Trung vừa muốn nói kỳ thật cái này thi thể đầy đất, đều là Diệp Quân Lâm một người giết chết. Nhưng Lý Tử Nhiễm nói thẳng, cầu ngươi. Tốt a. Lý Đại Trung cũng gấp nói cho Diệp Quân Lâm chuyện kia, chỉ có thể đáp ứng trước Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm một lần nữa trở về. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, liền có thể nhìn ra. Vừa mới cũng không có chế tạo ra tuyệt cảnh cho hắn. Đều do cái này Lý Đại Trung. Tốt, mọi người tiếp tục đơn độc hành động đi. Lý Tử Nhiễm nói. Lý Tiểu Thư, ta cùng Diệp Tiên Sinh nói mấy câu cũng rời đi.
Đợi đến Lý Tử Nhiễm bọn hắn rời đi về sau, Lý Đại Trung tiến lên trước. Đối Diệp Quân Lâm nói ra, Diệp tiên sinh chúng ta gặp được biến chủng người chết sống lại. Quả nhiên, tại dữ liệu của ta bên trong, chẳng qua bọn này biến chủng người chết sống lại, hẳn là Mã Nhã công nghiệp có thể điều khiển a. Diệp Quân Lâm hỏi. Trước mắt không biết, chẳng qua kỳ quái là những cái này biến chủng người chết sống lại đều mặc chiến giáp, mang theo mũ giáp. Nếu như không phải chúng ta sớm biết là biến chủng người chết sống lại, thật đúng là phát hiện không được. Lý Đại Trung nói. Những người khác phụ họa nói, có thể khẳng định là bọn này biến chủng người chết sống lại cường đại như trước. Chưa chắc so với chúng ta gặp phải yếu mấy phần, không bài trừ có khống chế khả năng. Diệp Quân Lâm hơi lườm bọn hắn. Từ thụ thương liền có thể đánh giá ra vừa mới bọn hắn đều ăn thiệt thòi. Xem ra Mã Nhã công nghiệp thật cầm biến chủng người chết sống lại tới khiêu chiến. Nhưng lại cho bọn hắn mặc vào chiến giáp, đây rõ ràng là không nghĩ khiến người khác biết a. Diệp Quân Lâm sờ lên cằm suy nghĩ. Đám người kia nhất định có thâm ý khác. Có khả năng hay không là trên người bọn họ xuyên chiến giáp có thể tạo được khống chế hiệu quả. Diệp Quân Lâm hỏi. Có khả năng này. Lý Đại Trung gật gật đầu. Tốt, tiếp tục hành động đi. Tiếp xuống có bất kỳ tin tức mới, máy truyền tin liên hệ, cũng không cần trực tiếp tới tìm ta. Diệp Quân Lâm dặn dò xong về sau, Lý Đại Trung nhóm cường giả toàn bộ rời đi. Diệp Quân Lâm lại một người đạp lên đường xá. Hắn một bên hỏi thăm Lý Thành Mẫn, Minh Tà Thần bọn hắn bên ngoài quan sát động tĩnh, một bên tìm kiếm lấy biến chủng người chết sống lại tung tích. Qua sau một thời gian ngắn, ở vào Diệp Quân Lâm ngoài trăm dặm Thanh Long đột nhiên biến sắc. Trước mắt hắn xuất hiện mấy mặc chiến giáp biến chủng người chết sống lại. Những người này, vừa thấy được Thanh Long, lập tức liền vọt lên. Đây chính là khiêu chiến sao. Thanh Long hứng thú bừng bừng xông tới. Thế nhưng là mấy phút đồng hồ sau, Thanh Long đã tại về sau rút lui. Hắn toàn thân trên dưới đều là vết thương. Bọn này biến chủng người chết sống lại quá cường đại, Thanh Long căn bản giết không chết. Làm sao huống có mấy cái. Vừa mới Thanh Long trải qua sinh tử, kém một chút sẽ chết. Chung quanh nghe hỏi chạy tới Kỳ Lân mấy người lập tức gia nhập chiến đoàn. Giao thủ một cái, bọn hắn liền cảm nhận được những cái này chiến giáp cường đại. Bọn hắn mặc dù thân là thần bảng cường giả, nhưng trong lúc nhất thời đối những chiến giáp này cường giả lại không thể làm gì. Cái này, đây là cái gì? Càng đáng sợ chính là biến chủng người chết sống lại tụ tập càng ngày càng nhiều. Vừa mới là 7-8 cái, trong nháy mắt liền lên 100 cái. Vẫn còn tiếp tục không ngừng gia tăng. Kỳ Lân bọn hắn mặc dù toàn bộ tụ tập, cũng đều là thần bảng cường giả, nhưng tại những cái này biến chủng sống trên thân người chết bị thiệt lớn. Toàn bộ thụ thương. Không chỉ có như thế. Tiến vào lịch luyện phạm vi các cường giả đều gặp chiến giáp. Cùng Diệp Quân Lâm dự liệu đồng dạng. Lần này lịch luyện chính là bọn này biến chủng người chết sống lại. Trong lúc nhất thời, các cường giả tử thương vô số. Liên thần bảng cường giả đều thụ thương, chớ nói chi là chuẩn thần bảng cường giả. Chính là chạy tới chịu chết làm pháo hôi. Sau đó, Tiêu Phong bọn hắn gặp. Kiếm Tà Thần bọn hắn cũng gặp phải. Lý Tử Nhiễm cũng gặp phải một đám. Lần này Mã Nhã công nghiệp khiêu chiến chính là đem một đám người ném vào rừng rậm nguyên thủy bên trong, sau đó cùng biến chủng người chết sống lại tác chiến. Thần bảng các cường giả xem thường, ngược lại hưng phấn lên. Thế nhưng là đơn giản giao thủ một cái, thần bảng các cường giả nhao nhao mắt trợn tròn. Những cái này mặc chiến giáp đều quá mạnh. Căn bản đánh có điều. Không ít người tại những đồ chơi này trước mặt thụ thương. Cho dù là Tiêu Phong, Lý Tử Nhiễm loại này thần bảng gần phía trước cường giả. Nếu như bị vây công, cũng sẽ thụ tổn thương. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người gặp phải phiền toái. Lần này khiêu chiến tới để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàn toàn không địch lại a. Cái này nếu là mạnh mẽ giết ra ngoài một con đường máu, thực lực khẳng định là đề cao lớn a. Chẳng qua mọi người phát giác được dị thường. Lần này khiêu chiến dường như không giống. Tựa hồ là có âm mưu. Mã Nhã công nghiệp từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy cường giả. Liên thần bảng cường giả đều vô kế khả thi, bó tay hết cách. Đây chẳng phải là nói Mã Nhã công nghiệp muốn áp đảo thần trên bảng rồi. Mọi người không còn kịp suy tư nữa, vội vàng cùng những cái này chiến giáp triển khai quyết tử đấu tranh. Rất nhanh, thần bảng các cường giả phát hiện, những cái này người xuyên chiến giáp cường giả chỉ là đánh không chết.
Bất kể như thế nào công kích đối bọn hắn đều vô dụng. Chẳng qua vui mừng một điểm là bọn này biến chủng người chết sống lại thủ đoạn công kích có hạn. Đối thần bảng cường giả, nếu như không phải đại lượng vây công, rất khó để bọn hắn thụ thương. Chẳng qua bọn hắn muốn giết ra ngoài cũng là rất khó. Diệp Quân Lâm lo lắng sự tình phát sinh. Bên người tất cả mọi người đều có nguy hiểm. Còn tốt mọi người cách hắn gần, hắn đều có thể cứu. Diệp Quân Lâm cảm giác một chút. Thanh Long bị thương không nhỏ, chẳng qua bây giờ Kỳ Lân bọn hắn đều đến. Mấy người cùng một chỗ hỗn chiến, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Những người khác cứ việc cũng đều gặp phải biến chủng người chết sống lại, chẳng qua tạm thời vẫn là không có nguy hiểm tính mạng. Lý Tử Nhiễm, Kiếm Tà Thần bọn hắn đang liều chết vật lộn bên trong. Diệp Quân Lâm tạm thời không tuyển chọn nhúng tay. Loại này thực chiến đối bọn hắn đề cao là nhanh nhất. Nếu như bọn hắn tự hành có thể chiến thắng cấp bậc này khó khăn, khẳng định đề cao thật nhanh. Chẳng qua cái này tại người khác xem ra không cách nào chiến thắng khó khăn, Diệp Quân Lâm cũng không biết giết bao nhiêu cái. Đối mặt cái này kiếm không dễ khiêu chiến, Lý Tử Nhiễm bọn hắn đang liều tận tất cả vốn liếng để chiến đấu. Để cầu tại cực hạn bên trong đề cao. Không được. Nhưng bỗng nhiên bọn hắn nghĩ đến một vấn đề, Diệp Quân Lâm. Hiện tại tất cả mọi người gặp được nguy hiểm. Như vậy Diệp Quân Lâm đâu? Hắn khẳng định cũng sẽ gặp phải loại này đánh không chết siêu cấp cường giả. Cái này so với bọn hắn trước đó dự tính tuyệt cảnh còn đáng sợ hơn nhiều. Là bọn hắn không cách nào khống chế tuyệt cảnh. Một khi Diệp Quân Lâm chân chính gặp phải loại này bất tử quái vật, như vậy chính là chết. Nhanh, mọi người đi cứu Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm lập tức muốn thoát khỏi những cái này biến chủng người chết sống lại, muốn đi giải cứu Diệp Quân Lâm. Những người khác cũng đều kịp phản ứng. Nhao nhao chạy tới giải cứu Diệp Quân Lâm. Chẳng qua những cái này biến chủng người chết sống lại dường như cố ý ngăn cản bọn họ lại muốn đi phương hướng. Cái này cho bọn hắn gia tăng không ít độ khó. Mọi người càng thêm nổi điên muốn đi giải cứu Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm tại dạo bước. Chẳng qua trước mắt xác thực xuất hiện mấy người mặc chiến giáp biến chủng người chết sống lại. Khí tức quen thuộc truyền đến. Diệp Quân Lâm cười. Giống các ngươi loại này ta đều không phải lần đầu tiên giết, ta đều giết qua hơn vạn cái. Bọn này biến chủng người chết sống lại, vừa thấy được Diệp Quân Lâm, liền như bị điên xông lại. Diệp Quân Lâm vừa muốn động. Trong máy bộ đàm truyền đến Minh Tà Thần thanh âm của bọn hắn. Chủ nhân, ngươi trước đừng nhúc nhích. Bọn này biến chủng sống trên thân người chết có thông tin trang bị. Có thể đem hết thảy quét hình truyền về hệ thống. Thậm chí còn có hệ thống phân tích, đối ngươi tiến hành chiến lược ước định phân tích. Diệp Quân Lâm cười cười, vậy ta làm sao bây giờ? Đứng bất động. Chúng ta đang nghĩ biện pháp. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Minh Tà Thần bọn hắn nóng nảy nói. Không có việc gì, các ngươi từ từ sẽ đến. Bây giờ Diệp Quân Lâm sức chiến đấu khủng bố, một quyền hủy thiên diệt địa. Nhưng mà phải thừa nhận ở loại công kích này lực lượng, thân thể của hắn cũng nhận được không thể phá vỡ tình trạng. Tu luyện cực hạn tốc độ cùng cực hạn lực lượng đồng thời, trong vô hình chế tạo ra tối cường thể chất tới. Chí ít Diệp Quân Lâm cho rằng, trước mắt, hẳn là không có bất kỳ vật gì có thể thương tổn được hắn. Cho dù là trước đó thần khí thiên kiếm địa đao, đều không thể xuyên thấu thân thể của hắn. Chớ đừng nói chi là cái khác. Để đám người kia đánh mấy quyền, làm sao rồi? Biến chủng người chết sống lại đột kích, nhao nhao công kích Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm thích hợp tính phản kháng mấy lần. Sau đó gặp phải biến chủng người chết sống lại bạo kích. Đáng sợ công kích toàn bộ rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân, muốn đem hắn xé rách đồng dạng. Ta nói các ngươi còn chưa tốt sao? Lão tử nhanh không nín được. Diệp Quân Lâm thúc giục nói. Biến chủng người chết sống lại công kích đối Diệp Quân Lâm đến nói, một tia tính thực chất tổn thương đều không có. Liền gãi ngứa ngứa đều chưa nói tới. Thế nhưng là hắn không nín được a. Đã sớm muốn đem bầy quái vật này xé nát. Cùng Diệp Quân Lâm dự liệu không sai. Mã Nhã công nghiệp không thể giám sát đến rừng rậm nguyên thủy mỗi một cái góc. Bọn hắn chỉ có thể tại biến chủng người chết sống lại cùng tham dự khiêu chiến cường giả trên thân làm văn chương. Hiện tại hắn chỉ cần vừa ra tay giết chết biến chủng quái vật, Mã Nhã công nghiệp bên kia khẳng định lập tức biết. Chờ một chút. Chúng ta tại nếm thử. Minh Tà Thần bọn họ nói. Muốn làm nhiễu đến những cái này biến chủng sống trên thân người chết trang bị, vẫn là rất khó. Dù sao cũng không thể bại lộ Diệp Quân Lâm thực lực chân thật a. Phanh phanh phanh.
biến chủng người chết sống lại nhóm càng tụ tập càng nhiều, mà lại đánh lâu không xong, nhìn thấy Diệp Quân Lâm không có việc gì, cả đám đều sinh khí phẫn nộ. Công kích càng phát tấp nập cùng ngoan lệ. Diệp Quân Lâm thật sự có chút giận. Cho mặt rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gây gấp, lão tử tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong, đem các ngươi từng cái đều xé nát, đến bao nhiêu xé nát bao nhiêu. Xong chưa? Diệp Quân Lâm ngữ khí đã là cực độ phẫn nộ. Minh Tà Thần bọn hắn còn không có về tin tức, chung quanh vang lên rất thưa thớt động tĩnh tới. Lý Tử Nhiễm bọn hắn đến. Thanh Long bọn người, Kiếm Tà Thần bọn người, Tiêu Phong mấy người cũng đều ngay lập tức từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bọn hắn vừa tới, lần đầu tiên chính là biến chủng bọn quái vật đang vây công Diệp Quân Lâm, mười mấy cái quái vật tụ tập cùng một chỗ, muốn đem Diệp Quân Lâm xé rách ăn hết đồng dạng. Oanh! Tất cả mọi người đại não đều ông một chút, Diệp Quân Lâm quả nhiên gặp được cực hạn nguy hiểm. Nếu là mọi người lại đến muộn một chút, sợ là liền Diệp Quân Lâm hoàn chỉnh thi thể đều không gặp được. Vừa mới cùng bọn này biến chủng quái vật giao thủ qua, bọn họ cũng đều biết cường đại cỡ nào. Nhiều như vậy cùng một chỗ vây công Diệp Quân Lâm một người. Hắn nơi nào còn có đường sống? Sốt ruột. Tất cả mọi người sốt ruột. Quân Lâm. Sư phụ. Lão đại. Chấm. Lý Tử Nhiễm đám người lập tức xông lên trước. Oanh. 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 Chấm. Mỗi người đều thi triển ra tất cả vốn liếng, mạnh mẽ đem vây công Diệp Quân Lâm biến chủng người chết sống lại nhóm toàn bộ đánh bay. Đem Diệp Quân Lâm giải cứu ra. Diệp Quân Lâm đều muốn khóc. Minh Tà Thần bọn này ngu xuẩn, hiệu suất làm việc quá thấp. Gắng sức đuổi theo, Lý Tử Nhiễm bọn hắn đều chạy tới cứu mình. Để bọn hắn lầm cho là mình tại bị biến chủng người chết sống lại khi dễ, để bọn hắn tưởng lầm là bọn hắn cứu mình. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm quần áo tả tơi, Lý Tử Nhiễm đều khóc. May mắn bọn hắn phản ứng kịp thời, cứu viện nhanh. Không phải Diệp Quân Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Là bọn hắn sơ sẩy. Không có cho Diệp Quân Lâm đầy đủ bảo hộ. Rút, trước mang lão đại rút lui nơi này. Thanh Long hạ lệnh. Còn tốt rừng rậm nguyên thủy địa phương cũng đủ lớn. Rất nhanh mọi người liền chạy trốn đến khu vực an toàn. Mọi người lẫn nhau cố lên đánh lực. Chúng ta lại cứu sư phụ, lão đại một lần. Tất cả mọi người lộ ra rất hưng phấn. Diệp Quân Lâm im lặng lắc đầu. Dù sao để bọn hắn tận mắt nhìn đến mình bị biến chủng người chết sống lại kém chút xé nát. Khẳng định là cho là mình thực lực không đủ, mới bị bắt nạt. Đều do Minh Tà Thần bọn hắn. Nếu là sớm một chút giải quyết, mình liền đem những vật này toàn trục chết, nào có loại chuyện này. Diệp Quân Lâm một mặt ảo não. Nếu là Minh Tà Thần mấy người kia ở trước mặt hắn, Diệp Quân Lâm không phải đá bọn hắn mấy cước không thể. Diệp Quân Lâm bộ này ảo não dáng vẻ. Rơi trong mắt của mọi người, biến tầng ý tứ. Để mọi người coi là đây là Diệp Quân Lâm khắc sâu nhận thức đến mình bây giờ thực lực rất yếu không đủ hiện thực, đối với nguy hiểm tuyệt cảnh, không thể làm gì, chỉ thuận theo ý trời bất đắc dĩ. Dù sao ngày xưa vương giả đại sát tứ phương, cho tới bây giờ đều là hắn làm chúa cứu thế. Nhưng hôm nay mình gặp được nguy hiểm, căn bản không có cách nào giải quyết, sử xuất tất cả vốn liếng đều không được một chút tác dụng. Cuối cùng vẫn là dựa vào người cứu được. Người chỉ có thể tại loại này nghịch cảnh bên trong, khả năng hoàn toàn tỉnh ngộ. Khả năng vứt bỏ đi qua, tu luyện hiện tại. Cứ việc vừa rồi Diệp Quân Lâm nguy hiểm trùng điệp. Nhưng Lý Tử Nhiễm mục đích của bọn hắn đều đạt tới. Để Diệp Quân Lâm chân chính cảm nhận được sinh tử, hắn sẽ tỉnh ngộ. Sự thật tàn khốc vĩnh viễn so thuyết giáo càng có sức thuyết phục. Chuyện này chúng ta đều có trách nhiệm, là chúng ta không làm tốt bảo hộ, kém chút để ngươi nguy hiểm. Lý Tử Nhiễm tự trách đạo. Chẳng qua nàng trên mặt nụ cười, chuyển đề tài nói, Quân Lâm ngươi hiện tại đã biết rõ đến quá khứ và hiện tại chênh lệch sao. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, đây quả thật là có khoảng cách. Trước kia dạng này cho ta mấy cái, đều có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Quân Lâm có ý tứ là trước kia nào có loại này vật thí nghiệm a? Muốn trước kia có mấy cái, đầy đủ diệt đi hết thảy. Nhưng nghe vào trong tai mọi người. Ý tứ biến thành Diệp Quân Lâm đã thừa nhận qua đi cùng hiện đại chênh lệch. Hắn bắt đầu chậm rãi tiếp nhận cùng thời đại này. Ý thức được thiếu sót của mình, muốn từ bỏ trước đó hết thảy. Lý Tử Nhiễm cười, cho nên a, Quân Lâm chờ sau này trở về ngươi muốn khổ luyện hiện đại công pháp. Ý thức được chênh lệch, liền phải cố gắng. Tiêu Phong cười cười, đúng a,
Sư phụ, ngươi xem một chút vừa rồi những cái kia bất tử quái vật, ngươi căn bản là không có cách giải quyết. Chúng ta còn tốt, miễn cưỡng có thể ứng phó. Truyền đi sư phụ bị đồ đệ cứu loại lời này cũng không tốt nghe. Ngươi mau chóng đề cao a. Bọn hắn tại trình bày một sự thật. Gặp được loại cường giả cấp bậc này, Diệp Quân Lâm hoàn toàn không được, chỉ có thể bị đánh bị ngược. Mà bọn hắn thì là có thể giải quyết, xông ra vòng vây. Đây chính là chênh lệch rõ ràng. Nếu như Diệp Quân Lâm sĩ diệt, trở về liền sẽ khắc khổ tu luyện, tận khả năng đề cao mình thực lực. Mà không phải giống như vậy bị đồ đệ các huynh đệ cứu. Vị này ai cũng mặt mũi không nhịn được a. Cái này còn đại triệt đại ngộ, kia không có khả năng. Cái gì đồ đệ công pháp, cái gì huynh đệ công pháp. Những cái này đều không mất mặt. Bị các đồ đệ lần lượt giải quyết mới là nhất mất mặt. Nhìn xem Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm bọn hắn đều vui mừng cười. Cảm thấy kế hoạch đã hoàn thành. Diệp Quân Lâm đã tỉnh ngộ. Đã mục đích của chúng ta đạt thành. Như vậy tiếp xuống, Quân Lâm liền không thể đơn độc một người hành động. Lý Tử Nhiễm nói. À, chị dâu, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta kia cũng không thể tất cả mọi người vây quanh lão đại một người chuyển a. Kỳ Lân hỏi. Lần này mọi người đến rừng rậm nguyên thủy hai cái mục tiêu. Một cái đã đạt thành. Sau đó tất cả mọi người nghĩ lịch luyện. Không có khả năng vây quanh Diệp Quân Lâm một người chuyển. Dù sao cơ hội lần này quá hiếm có. Lý Tử Nhiễm cười cười, trước khi đến ta đều sớm nghĩ kỹ. Nói thế nào? Chúng ta thay phiên đến. Tất cả chúng ta đều phân tổ, ba người một tổ. Mỗi một tổ đều cùng Quân Lâm cùng một chỗ đại khái nửa ngày thời gian. Từng tổ thay phiên đổi. Trừ một tổ bảo hộ Quân Lâm bên ngoài, những người khác có thể tự do hoạt động lịch luyện. Đợi đến các ngươi tổ thời gian thời điểm tại tụ hợp. Những người khác rối rít nói, minh bạch. Không, ta muốn đơn độc hành động. Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu nhìn xem hắn. Vừa mới trải qua sinh tử tuyệt cảnh, hắn còn muốn đơn độc hành động. Có phải bị bệnh hay không? Vẫn là đại triệt đại ngộ không đủ. Hắn còn không có ý thức được mình rất yếu. Nhưng làm sao có thể? Vừa mới Diệp Quân Lâm đều bị bắt nạt thành như thế. Đều muốn bị đám kia quái vật mạnh mẽ xé nát. Diệp Quân Lâm nơi nào có thể cùng mọi người cùng nhau hành động, hắn còn có sự tình khác a. Không được, phía trước đơn độc hành động là cần để cho ngươi trải qua sinh tử tuyệt cảnh, minh bạch nhược điểm của mình cùng nhận rõ lập tức thực lực. Hiện tại không cần, một mình ngươi đi, quá nguy hiểm. Nghe ta thu xếp, từ giờ trở đi, mọi người phân tổ, ta, Chu Tước cùng Độc Tà Thần ba người một tổ. Chúng ta bắt đầu trước. Những người khác tự do lịch luyện, sau 6 tiếng, mọi người phát tín hiệu tụ hợp. Tốt, xuất phát. Cuối cùng, Lý Tử Nhiễm Chu Tước Độc Tà Thần ba người trước che chở Diệp Quân Lâm. Những người khác cũng đều phân tốt tổ. Theo thứ tự là một vị siêu cường giả cùng hai vị cường giả một tổ. Mọi người phân tán ra hành động. Diệp Quân Lâm rất là bất đắc dĩ. Đi theo Lý Tử Nhiễm ba người một tổ. Quả nhiên không đi ra ngoài mấy bước đường. Đối mặt liền có biến chuyện lặt vặt người chết xuất hiện. Lý Tử Nhiễm thấy thế cười cười, xem đi, nếu như ngươi đơn độc hành động. Khả năng vừa rời đi liền gặp được nguy hiểm tính mạng. Đi theo chúng ta đi, mới là sống sót đường. Vâng, lão đại ngươi phải cùng tốt chúng ta. Nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm. Chu Tước nói. Độc Tà Thần cũng nói, Tà Thần, đám gia hỏa này quá tà môn. Ta độc vậy mà đối bọn hắn đều vô dụng, vẫn là phải cẩn thận một chút. Diệp Quân Lâm cười cười, cái này có cái gì tốt đáng sợ, cái đồ chơi này ta giết qua cũng phải có hơn một vạn. Ngươi, tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem Diệp Quân Lâm. Không phải hoài nghi không nghi ngờ vấn đề, là căn bản không có khả năng vấn đề. Loại này biến chủng bất tử quái vật hẳn là trong phạm vi toàn thế giới lần thứ nhất xuất hiện đi. Tất cả mọi người trước đó đều chưa thấy qua. Càng là nghe đều chưa từng nghe qua có loại tồn tại này. Diệp Quân Lâm từ chỗ nào đi gặp? 3 năm trước đây, nếu là sớm nhìn thấy những cái này bất tử quái vật, hắn chết sớm. Hắn lại bị trọn vẹn khốn 3 năm. Từ nơi đó đi gặp được những quái vật này, đồng thời giết chết hơn vạn cái. Làm sao có thể? Loại quái vật này, bọn hắn cũng không phải chưa thử qua. Từng cái cường đại muốn chết. Vô luận như thế nào bọn hắn đều giết không chết một cái. Chỉ có thể đem bọn hắn đánh bay. Giết tới vạn cái. Không cách nào tưởng tượng. Trừ phi.
trừ phi phải là hai ngón tay gõ nát thiên kiếm cái chủng loại kia tồn tại. Nếu không, tuyệt đối không thể. Diệp Quân Lâm cái này khoác lác công phu thật sự là lợi hại. Loại chuyện này cũng dám thổi. Giết chết một cái đều là khoác lác. Dù sao thần bảng hàng đầu Tiêu Phong Kỳ Lân bọn hắn đều làm không được. Giết chết hơn vạn cái, càng là thổi phá thiên. Ba người quái dị nhìn xem hắn. Không có việc gì, các lão đại của ngươi là giảng chuyện Tiếu Lâm, tại điều tiết không khí khẩn trương đâu. Lý Tử Nhiễm cười cười. Cũng thế, khẩn trương như vậy không khí, nhẹ nhõm nhẹ nhõm. Chu Tước hai người cười cười. Lời này nghe xong, Diệp Quân Lâm liền khó chịu. Đã các ngươi cũng không tin, vậy ta liền cho các ngươi giết mấy cái nhìn xem. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Cái này, nghe vậy. Lý Tử Nhiễm ba người sắc mặt đại biến. Bọn hắn thật làm Diệp Quân Lâm ở nơi nào nói đùa. Không nghĩ tới hắn đến thật. Ba người đều mắt trợn tròn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể nhìn. Diệp Quân Lâm từng bước một tiến lên. Ngoài ngàn mét mấy cái biến chủng người chết sống lại, như là phát điên vọt tới. Chị dâu ngươi nhìn. Chu Tước tại xin chỉ thị muốn đừng xuất thủ, hoặc là làm gì. Xem trước một chút. Lý Tử Nhiễm ngược lại là muốn nhìn, Diệp Quân Lâm trong hồ lô muốn làm cái gì. Vạn nhất hắn thật sự có thể đánh giết những quái vật này đâu. Cũng không nhất định. Lý Tử Nhiễm ba người lựa chọn án binh bất động, nhìn xem Diệp Quân Lâm hành động. Một đám cặn bã. Các ngươi làm đã định chưa? Ta hiện tại hẳn là có thể đại khai sát giới đi. Diệp Quân Lâm thông qua máy truyền tin, cùng Minh Tà Thần bọn hắn hỏi thăm. Vẫn chưa được, lại cho chúng ta một chút thời gian. Mã Nhã công nghiệp quá lợi hại. Minh Tà Thần buồn bực thanh âm truyền đến. Diệp Quân Lâm thật sự là muốn chọc giận chết rồi. Cùng đã từng Chu Tước, Tây Thiên Vương bọn hắn so ra. Cái này Minh Tà Thần chính là một phế vật. Thời gian dài như vậy còn không giải quyết được. Lằng nhằng. Diệp Quân Lâm đều muốn chửi mẹ. Minh Tà Thần bên này không giải quyết được, Diệp Quân Lâm liền không thể ra tay. Vừa ra tay liền trực tiếp bại lộ cho Mã Nhã công nghiệp. Cho nên còn không thể ra tay. Diệp Quân Lâm muốn mắng đường phố công phu, mấy cái biến chủng người chết sống lại đã lao đến. Bọn chúng đối với máu tươi khát vọng thật đáng sợ. Mắt thấy khoảng cách của song phương không đủ 10 mét. Lý Tử Nhiễm ba người cũng đi theo khẩn trương lên, tâm gần như treo tại cổ họng. Ba người thần kinh căng cứng, chuẩn bị tùy thời ra tay cứu viện. Nhưng cùng lúc cũng có một tia chờ mong, vạn nhất Diệp Quân Lâm nổi lên, đem những quái vật này chém giết đây. Tại loại mâu thuẫn này dưới tâm lý, bọn hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. 5 mét. Đúng vào lúc này, Diệp Quân Lâm đột nhiên quay người, chạy. Phốc. Lý Tử Nhiễm ba người kém chút máu tươi phun ra ngoài. Chờ nửa ngày, chờ mong nửa ngày. Kết quả là chạy. Nhưng Diệp Quân Lâm đều chạy. Bọn hắn cũng chỉ có thể chạy. Thất vọng sao? Ngược lại là không có. Vốn là đối với chuyện này gần như không ôm ấp kỳ vọng. Bởi vậy không có thất vọng nói chuyện. Ta đã nói rồi, hắn làm sao có thể có thực lực giết chết cái này bất tử quái vật. Chính là chỉ đùa một chút, cho mọi người điều tiết hạ bầu không khí. Lý Tử Nhiễm bất đắc dĩ cười cười. Lão đại khẳng định là nhìn chúng ta đều tại, bởi vậy nếm thử một cái cảm giác nguy hiểm. Chu Tước nói. Xác thực, chí ít chúng ta là bảo hộ. Đám người một bên chạy, một bên nói chuyện phiếm. Diệp Quân Lâm toàn bộ hành trình trầm mặc không nói. Mất mặt a, ném người chết, chỉ trách Minh Tà Thần. Tiểu tử này, hại mình ném hai lần người. Lý Tử Nhiễm phân tổ mục đích đúng là tổ ba người bảo hộ Diệp Quân Lâm, bởi vậy bọn hắn gặp được những cái này biến chủng người chết sống lại, tận lực là có thể tránh né liền tránh né. Chỉ có tại đơn độc thời điểm, bọn hắn mới có thể cùng những cái này biến chủng người chết sống lại chính diện cứng đối cứng. Toàn bộ hành trình Diệp Quân Lâm đều đang nghĩ, như thế nào thoát ly những người này, bắt đầu đơn độc hành động. Hiện tại Mã Nhã công nghiệp ý đồ đều không có làm rõ ràng. Bên ngoài Lý Thành Mẫn bọn hắn cũng không có tin tức xác thực. Một đường né tránh, rất nhanh thời gian 6 tiếng đi qua. Lý Tử Nhiễm cái này 3 tổ thời gian đến. Phải đổi được tổ kế tiếp. Tổ thứ 2 là Kỳ Lân Phối Yêu Tà Thần cùng Diệp Quân Lâm trước kia đồ đệ Tuần Khắc. Cẩn thận một chút ha. Tận lực trốn tránh, không muốn tiếp xúc. Lý Tử Nhiễm tại hướng bọn hắn truyền thụ một chút kinh nghiệm. Minh Bạch, Kỳ Lân ba người gật gật đầu.
Diệp Quân Lâm còn đang suy nghĩ như thế nào thoát ra được những người này. Trước mắt mà nói, thật không có gì tốt biện pháp. Không thể thoát khỏi. Được rồi, bắt đầu đi. Lão đại chúng ta xuất phát. Kỳ Lân nói. Chấm. Lúc này rừng rậm nguyên thủy bên trong lịch luyện tại tàn khốc tiến hành. Có thể nói là tử thương vô số. Mà tại nơi nào đó hải vực hàng không mẫu hạm bên trên. Mã Nhã công nghiệp chính đang quan sát hết thảy động thái. Cái này Diệp Quân Lâm còn không có chết sao? Mã Nhã công nghiệp một cao tầng, đột nhiên tìm kiếm đến Diệp Quân Lâm tung tích, kinh ngạc nói. Không có, không có, Diệp Quân Lâm có một nhóm lớn thần bảng cường giả che chở. Làm sao cũng không chết được. Một thuộc hạ nói. Thật sao, đã như vậy, tiếp xuống, liền đem bảo hộ ở Diệp Quân Lâm bên người cường giả toàn bộ mở ra. Ta liền không tin giết không chết Diệp Quân Lâm. Truyền mệnh lệnh của ta, phái một vạn biến chủng người chết sống lại đi qua, đem Diệp Quân Lâm bên người các cường giả đều nhất nhất mở ra. Chấm. Đây là Diệp Quân Lâm vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Mã Nhã công nghiệp vậy mà giúp hắn. Diệp Quân Lâm đều chưa hề dự liệu được. Chẳng qua Mã Nhã công nghiệp dự tính ban đầu là để hắn chết. Trước đó Mã Nhã công nghiệp không đối Diệp Quân Lâm xuống tay, đó là bởi vì Diệp Quân Lâm trúng một đao, nguyên tố tác dụng. Bây giờ bị biển sâu mới vật chất cứu chữa tốt về sau, hiện tại có cơ hội, bọn hắn đương nhiên phải giết Diệp Quân Lâm. Giờ phút này, Kỳ Lân ba người cùng Diệp Quân Lâm cùng một chỗ tránh né. Nhìn thấy ba người máu me khắp người, Diệp Quân Lâm hỏi, đều thụ thương rồi. Một chút vết thương nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Kỳ Lân mấy người không thèm để ý chút nào. Nếu như chúng ta một mực tránh né, tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong, thần bảng cường giả vẫn là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Gần như 100% có thể tránh thoát lần này bất tử quái vật. Chẳng qua chúng ta là đến rèn luyện, là đến đề cao. Phải cùng bọn hắn chính diện cứng đối cứng, nghĩ là như thế nào đánh bại bọn hắn, mà không phải chạy trốn. Thụ bị thương rất bình thường. Yêu tà thần cùng đồ đệ tuần khắc cũng nói. Yêu tà thần loại này lấy thân pháp lấy xưng, ở thời đại này vậy mà tu luyện tiến công thủ đoạn. Có lẽ hắn thấy, càng hữu dụng đi. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Đúng là đạo lý này. Cũng không phải Tam Hưng tập đoàn kim loại thành lũy, cứ như vậy điểm cái rắm lớn địa phương, một lúc sau liền sẽ bị vây quanh. Nhưng cái này rừng rậm nguyên thủy, địa phương phạm vi quá lớn quá lớn. Dù là ngươi ném vào tới đếm trăm vạn biến chủng người chết sống lại ở bên trong, đều không đánh nổi bọt nước tới. Không đạt được dày đặc trình độ. Muốn trốn, thần bảng gần phía trước cường giả không chút phí sức. Chớ nói chi là hiện tại, đoán chừng Mã Nhã công nghiệp đầu nhập tiến đến biến chủng người chết sống lại cũng liền hơn 10 vạn. Thậm chí còn không có. Chạy trốn lên, rất nhẹ nhàng. Nhưng đông đảo cường giả đều là đến rèn luyện, nhất định phải chính diện cương, chắc chắn sẽ không thoát đi. Cho đến nay, hắn còn đang suy nghĩ Mã Nhã công nghiệp mục đích đến cùng là cái gì. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Đúng, ta nhìn xem. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bắt đầu kiểm tra Kỳ Lân đám người vết thương. Kiểm tra một bên về sau, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra không phải mình nghĩ như vậy. Ngay từ đầu Diệp Quân Lâm nghĩ đến một loại khả năng tính. Mã Nhã công nghiệp lợi dụng bọn này biến chủng người chết sống lại, để tới khiêu chiến các cường giả toàn bộ thụ thương. Mà vết thương thì là xâm nhập bọn hắn đặc thù nguyên tố, từ đó mỗi người tương đương với tử vong. Sau đó Mã Nhã công nghiệp chính mình trưởng khống lấy giải quyết loại này nguyên tố biện pháp. Cứ như vậy, tương đương với thần bảng chuẩn thần bảng tuyệt đại bộ phận cường giả đều tại khống chế của bọn hắn chúng. Bọn hắn dùng giải dược để khống chế những người này, vì bọn họ sử dụng. Bởi vậy Diệp Quân Lâm vội vàng xem xét miệng vết thương của bọn hắn, phải chăng bị loại này đặc thù nguyên tố xâm lấn. Kết quả là cũng không có. Đoán chừng dạng này làm khó độ tương đối lớn. Biến chủng người chết sống lại tiến công là có hạn, mà lại một khi biến chủng người chết sống lại sử dụng loại này đặc thù nguyên tố lời nói, sẽ rất nhanh bị phát hiện. Nếu như toàn thế giới đều biết, như vậy Mã Nhã công nghiệp sẽ trở thành thế giới kẻ thù chung. Đem lọt vào toàn thế giới phản đối. Đây đối với Mã Nhã công nghiệp đến nói, không phải chuyện tốt. Bởi vậy bọn hắn cũng không có khả năng mạo hiểm làm như thế. Như vậy Diệp Quân Lâm nghĩ liền sai. Mã Nhã công nghiệp mục đích không phải cái này. Như vậy sẽ là gì chứ? Diệp Quân Lâm đầu đều lớn. Lão đại ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
chẳng lẽ ngươi có giải quyết loại này bất tử quái vật biện pháp? Kỳ Lân coi là Diệp Quân Lâm đang suy nghĩ cái này. Diệp Quân Lâm cũng không ngẩng đầu lên mà nói, có. Đây coi là cái gì, ta không biết từng giết bao nhiêu. Kỳ Lân, yêu tà thần, chấm. Bọn hắn liền không nên hỏi. Diệp Quân Lâm sẽ chỉ khoác lác. Đến cùng là cái gì đây? Diệp Quân Lâm sờ lấy mũi. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, đại địa bỗng nhiên rung động. Giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Xa xa bọn hắn liền thấy phía trước rừng cây có động tĩnh to lớn, số lớn biến chủng người chết sống lại đột kích. Lý Tử Nhiễm, Tiêu Phong, Thanh Long. Mỗi người trước mắt xuất hiện mấy trăm, thậm chí hơn ngàn biến chủng người chết sống lại. Trước đó đám người bị vây quanh, nhiều lắm là cũng liền trên trăm cái biến chủng người chết sống lại thôi. Lần này hơn mấy trăm cái. Mấu chốt nhất chính là mỗi người trước mắt đều có nhiều như vậy. Tăng thêm tất cả mọi người là tách ra. Trong lúc nhất thời, Lý Tử Nhiễm chờ tất cả mọi người bị mấy trăm biến chủng người chết sống lại cho vây khốn. Không được, mọi người cẩn thận. Thanh Long hô to. Còn có lão đại nơi nào khẳng định cũng nguy hiểm. Nhiều như vậy quái vật, dựa vào Kỳ Lân ba người bọn họ căn bản không bảo vệ được. Chúng ta tận lực hướng lão đại bên kia dựa vào, còn nữa nói, mọi người tụ tập cùng một chỗ lực lượng lớn. Chấm. Tất cả mọi người tán đồng Thanh Long ý nghĩ cùng chỉ huy. Nhưng khi thi triển ra thời điểm, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Mỗi người bị mấy trăm cái biến chủng người chết sống lại vây khốn. Tự thân khó đảm bảo. Cùng Tam Hưng tập đoàn kim loại trong thành lũy những cái kia biến chủng người chết sống lại không giống. Bọn hắn là man hoang dã thú đồng dạng. Không có suy nghĩ, không có tổ chức. Nhưng trước mắt những cái này biến chủng người chết sống lại rõ ràng là bị Mã Nhã công nghiệp khống chế, để bọn chúng làm gì liền làm cái đó. Nếu như là một đám không bị khống chế biến chủng người chết sống lại, như vậy mọi người đều rất tốt thoát đi. Nhưng bây giờ bị Mã Nhã công nghiệp thao túng, bọn hắn lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, đem riêng phần mình ưu thế phát huy đến lớn nhất. Đem Lý Tử Nhiễm những cường giả này gắt gao khóa lại, liền nửa bước đều chuyển không ra. Mà lại mỗi người rất nhanh ngàn cân treo sợi tóc. Ngay cả mình đều không để ý tới, chớ đừng nói chi là đi cứu Diệp Quân Lâm. Làm sao có thể? Một bên khác, Diệp Quân Lâm bốn người trước mặt, trọn vẹn xuất hiện 2.000 biến chủng người chết sống lại. Bên trái, bên phải, đằng sau cũng đều có biến chuyện lặt vặt người chết xuất hiện. Tổng cộng 4-5.000 biến chủng người chết sống lại. Đem bọn hắn gắt gao vây lại. CMN, cái này. Kỳ Lân thân thể đều có chút run rẩy. Mặt khác hai cái càng đáng sợ. Đây là muốn làm gì? Một cái bọn hắn đều giết không chết. Đến mấy ngàn. Diệp Quân Lâm thần sắc lãnh đạm. So cái này nhiều đều giết qua. Chớ nói chi là trước mắt những cái này. Chẳng qua Diệp Quân Lâm đột nhiên cười. Cơ hội tốt a. Cái này đối với hắn mà nói là cái cơ hội tuyệt hảo a. Có thể đơn độc ra ngoài hành động. Ầm ầm. Đám người không kịp nghĩ nhiều. Đối diện số lớn biến chủng người chết sống lại toàn bộ lao đến. Bên trái yếu kém nhất, lão đại chúng ta từ bên trái giết mở một đầu lỗ hổng, người nhất định phải lao ra a. Kỳ Lân lập tức tìm tới yếu kém điểm. Hắn một ngựa đi đầu, từ bên trái mạnh mẽ giết ra ngoài. Tuần khắc đoạn hậu. Về phần yêu tà thần lợi dụng thân pháp quỷ mị, đem Diệp Quân Lâm đưa ra ngoài. Sau đó, ba người ngăn cản. Diệp Quân Lâm quan sát. Phần lớn biến chủng người chết sống lại vẫn là trực tiếp xông mình tới. Còn lại đem Kỳ Lân ba người bọn họ cuốn lấy. Còn có chung quanh Lý Tử Nhiễm bọn hắn cũng giống như vậy, những cái này biến chủng người chết sống lại chỉ là cuốn lấy. Mà lại bọn hắn không phải hướng về phía giết người đi, lại một cái thủ đoạn công kích có hạn. Mọi người có thể sẽ bị thương nặng, nhưng sẽ không tử vong. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là tốt nhất lịch luyện cơ hội. Không có nguy hiểm tính mạng. Diệp Quân Lâm vẫn là lựa chọn không xuất thủ. Giống như bọn này biến chủng người chết sống lại là hướng về phía mình đến, là cố ý đang thao túng. Mã Nhã công nghiệp muốn mình chết a. Diệp Quân Lâm lập tức rời đi. Tạm thời đi vào một cái tương đối Lý Tử Nhiễm bọn hắn khá xa khu vực. Chẳng qua nếu là cứu viện, hắn vẫn là sẽ ngay lập tức xuất hiện. Phía sau hắn vẫn như cũ đi theo 2-3 ngàn biến chủng người chết sống lại nhóm. Ngay tại hướng phương hướng này truy quét hắn. Diệp Quân Lâm cái này lúc sau đã mở ra che đậy tín hiệu dụng cụ, để hắn không ở vào Mã Nhã công nghiệp giám thị bên trong.
Ừm, người đâu, Diệp Quân Lâm làm sao đột nhiên không gặp rồi? Hắn chẳng lẽ chạy sao? Rất nhanh, Mã Nhã công nghiệp bên này liền loạn. Tìm không thấy Diệp Quân Lâm. Tìm, tranh thủ thời gian vận dụng hết thảy thiết bị tìm tới hắn. Diệp Quân Lâm phải chết, ta đã nhịn hắn cực kỳ lâu. Chấm. Hàng không mẫu hạm bên trên, Mã Nhã công nghiệp cao tầng đối Diệp Quân Lâm sâu đau nhức muốn tuyệt. Mà lại nghe lời ngữ, là Diệp Quân Lâm người quen. Cực kỳ lâu cửu nhân. Một khối khác khối trên màn hình lớn có hình ảnh cùng tin tức số liệu không ngừng truyền tống tới. Ha ha ha, lần này bước ra Kỳ Lân, Tiêu Phong, Lý Tử Nhiễm tuyệt chiêu của bọn họ. Toàn bộ đều truyền tới. Tương đương nói, hiện tại Kỳ Lân những cường giả này, bọn hắn đối với chúng ta đến nói là không giữ lại chút nào. Đây là nhất tiễn song điêu a. Có người kinh hỉ nói. Người kia gật gật đầu, không sai. Chỉ là đáng tiếc a. Có 1/3 cường giả toàn bộ rút khỏi, bọn hắn đều cùng Thánh Kinh tổ chức có quan hệ, có phải là Hắc Ám Thượng Đế đoán được chúng ta đều ý đồ rồi. Bởi vậy để cho thủ hạ tất cả mọi người rút rồi. Có người hỏi, có khả năng này, không có Thánh Kinh tổ chức, chúng ta lập tức liền thiếu đi 1/3 số liệu. Cái này đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi. Cho tới bây giờ, chúng ta còn không rõ ràng lắm Hắc Ám Thượng Đế thân phận thật sự, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Chấm. Mã Nhã công nghiệp ngay tại nghị sự thời điểm, Diệp Quân Lâm đang núp ở một chỗ trên đại thụ che trời. Phía dưới chính là lao nhanh mà qua biến chủng người chết sống lại bầy. Chỉ cần hắn nghĩ, những người này đừng nghĩ tìm tới hắn. Chủ nhân ở đây sao? Chúng ta đã tốt, có thể tạm thời che đậy Mã Nhã công nghiệp trang bị. Hoặc là nói để tín hiệu của bọn hắn phản hồi có trì hoãn. Lúc này, Minh Tà thần thanh âm truyền đến. Diệp Quân Lâm một mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử này sớm làm gì đi? Tự mình một người thời điểm liền tốt. Tốt a, bắt đầu, ta bắt mấy cái nghiên cứu một chút, ngươi che đậy quấy nhiễu liền có thể. Diệp Quân Lâm nói. Giờ phút này, phía dưới biến chủng người chết sống lại bầy chậm rãi đi qua. Diệp Quân Lâm đột nhiên đáp xuống. Bắt lấy hai người, lặng yên không một tiếng động liền kéo đi. Biến chủng người chết sống lại đại bộ đội căn bản không có phát hiện, vẫn còn tiếp tục hướng phía trước tiến. Hai cái này biến chủng người chết sống lại còn muốn giãy giụa phản kháng. Diệp Quân Lâm vừa dùng lực, sức mạnh đáng sợ xuyên thấu qua chiến giáp, xâm nhập thân thể, trực tiếp đem hai cái biến chủng người chết sống lại giết chết. Đi vào yên tĩnh chỗ. Diệp Quân Lâm cầm xuống hai cái biến chủng sống trên thân người chết trang bị, dùng mang theo dụng cụ tiến hành quét hình, truyền tống cho Minh Tà Thần cùng Lý Thành Mẫn bọn hắn. Hiện tại Mã Nhã công nghiệp mục đích là cái gì? Sợ là phân tích trang bị này liền có thể biết. Tại thu được số liệu về sau, Lý Thành Mẫn cùng Minh Tà Thần bọn hắn liền đi nghiên cứu. Diệp Quân Lâm vừa quan sát Lý Tử Nhiễm bọn hắn động tĩnh, một bên đang đợi kết quả. Chấm. Mã Nhã công nghiệp hàng không mẫu hạm bên trên. Chuyện gì xảy ra, còn không có tìm tới Diệp Quân Lâm sao? Mấy vị cao tầng lộ ra có chút phát cuồng. Đúng, vẫn là không tìm được Diệp Quân Lâm, cảm giác hắn hẳn là trốn. Hắn thực lực mặc dù bình thường, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, là trong đám người này giảo hoạt nhất tên giảo hoạt. Nếu là hắn ẩn nấp, thật nhiều khó tìm đến. Bọn hắn đem có thể tìm địa phương đều tìm một lần, căn bản không có Diệp Quân Lâm thân ảnh. Hiện tại đi, phải dựa vào những người khác tìm. Cứ việc chúng ta có thể điều khiển những cái này biến chủng người chết sống lại, nhưng cuối cùng bọn hắn không phải người, đại não chỉ là tràn ngập bạo lực, trí thông minh còn chưa đủ cao. Tam Hưng tập đoàn không phải có 100-200 người đi vào sao? Cho bọn hắn một đường đèn xanh, tranh thủ thời gian cho ta đi tìm người. Còn có chúng ta trà trộn vào đi người, toàn bộ đều cho ta đi tìm Diệp Quân Lâm. Sau đó giật dây những cái kia cùng Diệp Quân Lâm có thủ đều đi tìm. Ta liền không tin tìm không thấy hắn. Chấm. Trong lúc nhất thời rừng rậm nguyên thủy bên trong, khắp nơi đều là tìm Diệp Quân Lâm. Chẳng qua hắn đang chờ đợi lấy Lý Thành Mẫn bọn hắn cho ra kết quả, Mã Nhã công nghiệp đến cùng muốn làm gì. Kết quả đến. Mã Nhã công nghiệp đang thu thập tin tức số liệu, tham dự khiêu chiến tất cả mọi người tin tức số liệu đều bị bọn hắn thu thập đi. Bao quát mỗi người công pháp, tuyệt kỹ, chỉ cần đối mặt biến chủng quái vật thi triển đi ra hết thảy thủ đoạn đều bị thu nhận. Lý Thành Mẫn đem phân tích ra được kết quả nói cho Diệp Quân Lâm. Nói cách khác, lần này Mã Nhã công nghiệp mục đích là thu thập mỗi người tất cả tin tức, công pháp, tuyệt kỹ, tiến công phòng ngự thủ đoạn. Không, hẳn là tiến công thủ đoạn.
Diệp Quân Lâm minh bạch. Mã Nhã công nghiệp lợi dụng tất cả mọi người khiêu chiến tâm lý. Gặp được biến chủng người chết sống lại sau, gần như không có người sẽ đi chạy trốn. Đều lựa chọn chính diện cương, trực tiếp tiến hành tiến công. Mã Nhã công nghiệp đây là tại thu thập tiến công thủ đoạn A. Tương đương với thần bảng cùng chuẩn thần bảng 2/3 cường giả tiến công tuyệt chiêu đều lộ rõ, đều bị bọn hắn hoàn toàn cho nắm giữ. Vậy bọn hắn thu thập những cái này phe tấn công pháp làm gì? Diệp Quân Lâm minh bạch. Đây là dùng để phong phú biến chủng người chết sống lại tiến công thủ đoạn. Biến chủng người chết sống lại phòng ngự là đứng đầu nhất, thần bảng cao thủ đều giết không chết. Duy chỉ có thiếu chính là tiến công thủ đoạn không đủ phong phú. Đối cường giả chân chính nhóm không tạo được uy hiếp. Dù là số lượng lại nhiều, chỉ cần không bị vây ở trong lao tù, cường giả vẫn có thể nhẹ nhõm thoát đi. Nhưng nếu là có những cường giả này tiến công thủ đoạn về sau, vậy liền không giống. Công phòng nhất thể kinh khủng nhất. Ngươi đánh không chết ta. Ngươi còn không đánh lại ta. Dạng này chơi như thế nào? Đây mới thực sự là mục đích. Tận khả năng thu thập trên thế giới này cường giả phe tấn công pháp, đến trang bị sống quân đoàn người chết. Vậy sẽ là một loại không cách nào tưởng tượng sức chiến đấu a. Ai có thể đỡ nổi? Còn tốt, Diệp Quân Lâm sớm mệnh lệnh Thánh Kinh tổ chức điều khiển 1/3 thế lực cường giả toàn bộ rời khỏi. Không phải kia thật đáng sợ. Những cái này muốn đều để Mã Nhã công nghiệp đạt được, như vậy sống quân đoàn người chết đem vô cùng cường đại. Đối thế giới uy hiếp cũng quá lớn. Còn có một điểm, bọn hắn thu thập đầy đủ cường giả tin tức về sau, tương đương với tất cả mọi người ưu điểm nhược điểm toàn bộ bại lộ, toàn bộ bị bọn hắn trưởng khống. Chính là nói Tiêu Phong, Kỳ Lân, Lý Tử Nhiễm loại này cường giả đối Mã Nhã công nghiệp đến nói, hoàn toàn không cần. Ngươi hết thảy đều bị bọn hắn nắm trong tay. Bọn hắn có thể chuyên môn đến nhằm vào ngươi, lực chiến đấu của ngươi tương đương với là không. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Mà lại đây không phải một hai người. Đây là thần bảng cùng chuẩn thần bảng 2/3 cường giả. Điểm này thật đáng sợ. Đương nhiên cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn sẽ đánh tạo ra một chi vô địch sống quân đoàn người chết. Lại thêm Mã Nhã công nghiệp đặc thù vũ khí, cứ như vậy, ai có thể địch. Chẳng qua đây hết thảy đối Diệp Quân Lâm đến nói, đều là trò cười. Hắn cảm thấy hứng thú chỉ là Mã Nhã công nghiệp mục đích. Cử chỉ này xác thực cực giống chư thần phòng thí nghiệm. Chẳng qua bây giờ còn tìm không thấy bọn hắn cùng chư thần phòng thí nghiệm tương tự chứng cứ. Còn phải tiếp tục tìm. Sau đó Diệp Quân Lâm muốn làm gì? Nếu biết Mã Nhã công nghiệp mục đích. Như vậy Diệp Quân Lâm liền phải ngăn cản. Để Lý Tử Nhiễm bọn hắn tất cả mọi người từ bỏ khiêu chiến, đừng đem mình bộc lộ ra đi. Lúc này, Lý Đại Trung bắt đầu liên hệ Diệp Quân Lâm. Công bố hắn đạt được mệnh lệnh. Cái gì, Mã Nhã công nghiệp muốn nhất định phải giết chết ta, còn nói ta là cửu nhân cũ rồi. Diệp Quân Lâm cười cười. Thú vị a. Cứ như vậy, Diệp Quân Lâm càng đem Mã Nhã công nghiệp cùng chư thần phòng thí nghiệm móc nối. Tốt, kia tạm thời rời đi nơi này. Diệp Quân Lâm tạm thời rời đi. Sau đó không lâu, một đám lại cùng một bọn người đến nơi này. Liền xông ra vòng vây Lý Tử Nhiễm mấy người cũng tụ hợp đến nơi này. Chẳng qua Diệp Quân Lâm thân ảnh mọi người cũng không thấy. Chỉ thấy hai cái biến chủng người chết sống lại ngã trên mặt đất. Cái gì, quái vật này bị người giết rồi. Cái này sao có thể, là ai giết? Khi thấy biến chủng người chết sống lại bị phá hủy, tất cả mọi người chấn kinh. Thứ này còn có người có thể giết rồi. Lấy ra tất cả vốn liếng, đem bản lĩnh giữ nhà toàn bộ đều lấy ra, đều không thể đánh giết một cái. Dùng hết đủ loại biện pháp đều không được. Thậm chí Thanh Long cùng Bạch Hổ bọn hắn, 4-5 cái thần bảng cường giả liên hợp, đến giết chết một cái đều làm không được. Bọn hắn thần bảng 3-40 cường giả đều không được. Làm sao lại có người giết chết đâu? Chuyện không thể nào. Ở đây mấy trăm hơn ngàn người đều kinh ngạc đến ngây người. Đều là cho rằng như vậy. Thứ này làm sao lại có người giết chết? Hoàn toàn không có khả năng. Vô luận có phải là cường giả, đều cho rằng như vậy. Những chiến giáp này hạ quái vật là giết không chết. Nhưng sự thực là trước mắt thật có người khô rơi hai cái. Sống sờ sờ bầy ở mọi người trước mắt. Đây là sự thật. Tất cả mọi người nhìn thấy sự thật. Cái này đến cùng là ai làm? Cái này, đây chẳng phải là nói rõ trong chúng ta xuất hiện có thể giết chết quái vật này cường giả rồi.
có người nói ra một cái sự thực đáng sợ tới. Nhưng là ở đây có thần bảng 30 vị trí đầu, thậm chí trước 20 cường giả. Người người đều hiểu một sự thật, bọn hắn căn bản không có năng lực giết chết những quái vật này. Trừ phi thần bảng trước 10. Không, khả năng thần bảng trước 10 cũng không được. Có lẽ đến thần bảng thứ nhất hắc ám thượng đế cấp bậc kia mới được. Lần này tới khiêu chiến người mạnh nhất, cũng chỉ là thần bảng thứ 13. Là không thể nào giết chết loại quái vật này. Hiện tại biến chủng quái vật bị đánh giết. Vậy nói rõ ngay trong bọn họ trà trộn vào đến siêu cấp cường giả. Tình thế so trước kia còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đám người chấn kinh. Đều tại hiếu kỳ là dạng gì cường giả có thể đánh giết quái vật. Đúng, lão đại đâu? Chúng ta tìm lão đại quan trọng. Thanh Long bọn hắn vẫn là quan tâm Diệp Quân Lâm tình huống. Đúng, Diệp Quân Lâm đâu? Những người khác cũng đều nhao nhao kịp phản ứng. Tất cả mọi người là đến tìm Diệp Quân Lâm. Không nghĩ tới lại tại nửa đường gặp loại tình huống này. Tìm, tiếp tục tìm. Vô luận là thi thể vẫn là người sống, mọi người nhất định phải tìm tới. Lý Tử Nhiễm bọn hắn khẩn trương đến đang run rẩy suốt mồ hôi. Bọn hắn hiện tại hy vọng nhất Diệp Quân Lâm có thể ẩn nấp. Đám người lại bắt đầu đạp lên tìm kiếm Diệp Quân Lâm đường xá. Đoạn đường này tìm xuống dưới, mọi người kinh ngạc phát hiện càng ngày càng nhiều biến chủng người chết sống lại nằm trên mặt đất. Toàn bộ bị đánh giết. Đầu nổ tung, thân thể nổ tung. Còn có chiến giáp hoàn hảo, bên trong biến thành thịt nát. Khẳng định. Lần này tất cả mọi người khẳng định. Nhất định có siêu cấp cường giả trà trộn vào đến. Đoán chừng mục đích của bọn hắn căn bản không phải khiêu chiến, hẳn là những chuyện khác. Xử lý những cái này biến chủng người chết sống lại tự nhiên là Diệp Quân Lâm. Hiện tại Minh Tà Thần bọn hắn có thể giúp đỡ, cho nên Diệp Quân Lâm trên cơ bản thấy một cái giết một cái. Cũng không tiếp tục nuông chiều mau bệnh. Bởi vậy đoạn đường này, biến chủng người chết sống lại khắp nơi đều có. Kiểu chết thảm thiết, làm người sợ hãi. Càng tìm Diệp Quân Lâm, mọi người trong lòng run rẩy liền càng lợi hại. Cái gì, có hai cái người chết sống lại bị giết chết rồi. Mã Nhã công nghiệp cũng tiếp vào tin tức. Lúc đầu bọn hắn là không cách nào biết được biến chủng người chết sống lại bị diệt mất sự tình, nhưng bọn hắn thu xếp rất nhiều nội ứng, tại những cường giả này bên trong. Bởi vậy bọn hắn cũng tiếp vào tin tức. Có biến chuyện lặt vặt người chết bị xử lý. Làm sao có thể? Mã Nhã công nghiệp hàng không mẫu hạm trong căn cứ, tất cả mọi người sắp điên. Làm biến chủng người chết sống lại người chế tạo. Không có người so với bọn hắn cũng biết biến chủng người chết sống lại có bao nhiêu khó giết chết. Bọn hắn so Tam Hưng tập đoàn còn muốn rõ ràng nhiều. Nếu có thể giết chết biến chủng người chết sống lại, thực lực kia quá siêu cấp khủng bố. Chí ít tới khiêu chiến trong những người này, căn bản không có một cái có thể làm đến. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này cường giả? Cha, cha cho ta, đến cùng là ai? Mã Nhã công nghiệp đám người phi thường tò mò. Lại phát hiện 4 cỗ. Lại phát hiện 7 bộ. Chấm. Không ngừng có tin tức báo cáo đến, chỉ trong chốc lát, biến chủng người chết sống lại trọn vẹn đổ xuống hơn mấy trăm. Xuất động chúng ta có thể xuất động hết thảy lực lượng đi tìm, Diệp Quân Lâm trước tạm thời không cần phải để ý đến. Chấm. Mã Nhã công nghiệp bên này muốn gấp. Lập tức động hết sức lượng đi tìm người. Đây hết thảy đều là hắn làm. Biến chủng người chết sống lại hắn là giết đến càng nhiều càng tốt. Sau đó tốt nhất để Lý Tử Nhiễm bọn hắn một cái biến chủng người chết sống lại đều không đụng tới. Chỉ cần mọi người không đụng tới biến chủng người chết sống lại, liền sẽ không bại lộ mình đồ vật. Mã Nhã công nghiệp kế hoạch tự nhiên sẽ bị phá hư. Không biết, hắn khả năng mặc kệ. Nhưng biết Mã Nhã công nghiệp mục đích, khẳng định phải quản. Lý Tử Nhiễm bọn hắn tìm nửa ngày, rốt cục tại một chỗ rừng rậm đầm lầy khu vực nhìn thấy Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm vừa mới giải quyết xong mấy cái biến chủng người chết sống lại. Bọn chúng vừa ngã xuống về sau, liền lâm vào trong đầm lầy, càng lún càng sâu. Phù phù, phù phù, chấm. Đầm lầy mặt ngoài, ừng ực bốc lên bọt ngâm. Hiển nhiên là có đồ vật đang chìm xuống. Lý Tử Nhiễm đám người đi tới về sau, toàn bộ nhìn chằm chằm đầm lầy cốt cốt nổi lên. Tăng thêm Diệp Quân Lâm trên thân máu me khắp người. Bọn hắn đều tưởng rằng Diệp Quân Lâm vừa mới giết người. Còn đem người ném đến đầm lầy bên trong. Dù sao Diệp Quân Lâm cửu nhân rất nhiều, xuất hiện mấy cái cũng là bình thường. Chẳng qua bọn hắn không nghĩ tới chính là trong ao đầm là biến chủng người chết sống lại.
nhưng là mọi người cũng không có khả năng đi xem liếc mắt. Dù là đầm lầy đối với mọi người đến nói, căn bản là vô dụng. Lão đại ngươi làm sao giấu đến nơi đây rồi? Thanh Long hỏi. Diệp Quân Lâm lắc đầu, ta không có giấu a, ta chỉ là đi tới nơi này, dọn sạch trừ tất cả chướng ngại thôi. Các ngươi cùng nhau đi tới, hẳn là không gặp được biến chủng người chết sống lại a. Đúng, không sai. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thật đúng là không sai. Đoạn đường này đi ở giữa, thật sự chính là nửa cái biến chủng người chết sống lại đều không thấy. Duy nhất nhìn thấy mấy cái, vẫn là bị người phá hủy tiêu diệt. Đều là ta thanh trừ hết. Diệp Quân Lâm cười cười. Kiểu nói này, mọi người càng phát sẽ không tin tưởng. Nhìn một chút nơi này thế núi hình dạng mặt đất. Rất thích hợp ẩn núp. Diệp Quân Lâm hoặc là trốn ở trong đầm lầy, vẫn là trốn đến địa phương khác, rất dễ dàng tránh đi biến chủng người chết sống lại. Hắn một mực trốn ở chỗ này, đúng là không gặp được. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, vừa mới lo lắng chết chúng ta. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Các ngươi tề tựu đúng không? Có những người khác phương thức liên lạc sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Có, 70-80% người phương thức liên lạc chúng ta đều có. Chu Tước gật gật đầu. Tốt, hiện tại các ngươi liên hệ có thể liên hệ với tất cả mọi người. Để mọi người toàn bộ rời khỏi khiêu chiến, từ rừng rậm nguyên thủy rút khỏi đi. Nhanh nhanh nhanh. Diệp Quân Lâm hạ mệnh lệnh. Ừm, nhưng cái này làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Rời khỏi khiêu chiến, rút khỏi đi. Mọi người mới từ khiêu chiến bên trong tìm tới một tia niềm vui thú, vừa mới thích ứng cái này sinh tử tiết tấu. Vừa mới một trận chiến bên trong, mọi người đề cao rất rất nhiều. Vốn định tìm tới Diệp Quân Lâm về sau, tiếp tục liều đọ sức chém giết, tiếp tục đề cao. Lúc này nói để mọi người rời khỏi, rút đi. Vị này ai cũng đều phải hoài nghi a. Lão đại, sư phụ, làm sao rồi? Vì cái gì để chúng ta những người này rời khỏi khiêu chiến đâu? Mọi người nhao nhao không hiểu nhìn xem Diệp Quân Lâm. Đúng vậy a, chúng ta đều luyện được ra sức đâu, đều đề cao không ít. Không rõ ràng cho lắm rời khỏi, có chút không được. Nhìn ra được, mọi người cũng không nguyện ý rời khỏi. Không chỉ là các ngươi rời khỏi, là tất cả mọi người từ giờ trở đi toàn bộ rời khỏi. Nhanh, thông báo những người khác, chờ sau này giải thích với các ngươi. Hiện tại không kịp. Diệp Quân Lâm không nghĩ những cường giả này hết thảy đều bại lộ, có thể vãn hồi liền vãn hồi. Hiện tại là khẩn yếu nhất thời khắc. Không được, chúng ta không thể rời khỏi. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, ta chưa hề tăng lên nhanh như vậy, ta tuyệt đối không thể rời khỏi. Lý Tử Nhiễm đột nhiên nói. Trực tiếp cự tuyệt. Nàng không nghĩ rời khỏi. Tiêu Phong, Tuần Khắc chờ một đám đồ đệ cũng tỏ thái độ, sư phụ nếu như là những chuyện khác chúng ta có thể nghe ngươi. Nhưng cơ hội này chúng ta trọn vẹn chờ 3 năm, chúng ta không muốn bỏ qua, càng không muốn bỏ dở nửa chừng. Sư phụ chúng ta cùng sư nương đồng dạng, không rời khỏi. Càng sẽ không rút khỏi đi. Kiếm Tà Thần, Kỳ Lân bọn người mặc dù trầm mặc không nói. Nhưng bọn hắn lựa chọn Lý Tử Nhiễm bên này. Về phần Lý Triệu hai nhà tất cả mọi người nếm đến khiêu chiến ngon ngọt, thực lực từ từ lên nhanh. Loại này cơ hội thật tốt dưới, làm sao lại rời khỏi rút lui đâu. Liền Diệp Quân Lâm lý do gì đều không muốn nghe. Dù là Diệp Quân Lâm nói toạc trời, bọn hắn cũng không nghe. Người bên ngoài nhiều lời vô ích. Bọn hắn muốn là bản thân trải nghiệm. Trước mắt mà nói, chết nguy hiểm có, mà lại xác suất không nhỏ. Nhưng sinh tử tuyệt cảnh dưới, mọi người trưởng thành cũng nhanh, tiềm lực kích phát cũng nhanh. Cứ như vậy nửa ngày thời gian, mọi người đề cao hiệu suất so với quá khứ mấy tháng đều mạnh. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt, làm sao lại rời khỏi đâu. Mọi người trước đừng có gấp cự tuyệt, nghe một chút lão đại nói lý do gì. Thanh Long khống chế lại cục diện. Nhìn xem Diệp Quân Lâm nói ra, lão đại cái này trong lúc mấu chốt, người nếu là không có thuyết phục mọi người lý do, là không có người sẽ rời khỏi cái này khiêu chiến. Thanh Long có ý tứ là Diệp Quân Lâm nhất định phải nói, không thể chờ đến đằng sau giải thích. Hiện tại giải thích tất cả mọi người không muốn nghe, chớ đừng nói chi là về sau. Đây là Mã Nhã công nghiệp âm mưu, bọn hắn lợi dụng những cái này biến chủng người chết sống lại cùng các ngươi so chiêu, đem các ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Để các ngươi thi triển ra tất cả vốn liếng, đem tất cả tuyệt chiêu đều không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Dạng này Mã Nhã công nghiệp liền có thể cướp đi các ngươi tất cả công pháp tuyệt kỹ. Nhìn như các ngươi đang cùng bọn hắn đối chiến,
trên thực tế bọn hắn đang thu thập các ngươi chiến lược tin tức số liệu những thứ này. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Quân Lâm chỉ có thể giải thích. Nhưng lời giải thích này vừa ra tới, liền lộ ra tái nhợt bất lực. Không có người tin. Lý Văn Hải trực tiếp tại chỗ nói, Diệp Quân Lâm ngươi cũng không cần lòe người. Mã Nhã công nghiệp liền biến thái như vậy, quái vật đều có một đống lớn, muốn công pháp của chúng ta làm cái gì? Đừng nói là chúng ta người bình thường, chính là thần bảng 50 vị trí đầu cường giả công pháp, đối với Mã Nhã công nghiệp đến nói đều là bình thường a. Không tính đỉnh tiêm a. Những người khác rối rít hùa theo, đúng, bọn hắn muốn công pháp của chúng ta làm cái gì? Nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đó là bởi vì bọn hắn muốn phong phú bọn này biến chủng người chết sống lại tiến công thủ đoạn. Đem bọn hắn chế tạo ra người chết sống lại vô địch quân đoàn. Diệp Quân Lâm nói. Phốc. Lần này, mọi người cười đến càng thêm lợi hại. Diệp Quân Lâm ngươi là tại đem chúng ta làm đồ đần sao? Ngươi xác định bầy quái vật này tiến công rất yếu, cần cầm công pháp của chúng ta đi phong phú tiến công thủ đoạn. Đúng, Diệp Quân Lâm ngươi xác định. Chấm. Gần như ở đây tất cả mọi người đang nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm vỗ trán một cái. Hắn quên đi một chuyện. Những cái này biến chủng người chết sống lại tiến công đối với mình đến nói rất yếu, cần phải nhìn đối với người nào a? Đối cái khác người, đối những người trước mắt này đây tuyệt đối là mạnh vô địch. Dù là đối Lý Tử Nhiễm loại này thần bảng cường giả đến nói, cũng là có uy hiếp, chưa nói tới siêu cấp mạnh, nhưng căn bản không kém được không? Cho nên Diệp Quân Lâm bây giờ nói, dùng để phong phú tiến công thủ đoạn. Bọn hắn tự nhiên không tin. Kia cũng là bởi vì Mã Nhã công nghiệp mục tiêu quần thể, căn bản không phải phần lớn người. Bọn hắn nhằm vào chính là thần bảng trước mấy chục nhất cường giả đỉnh cao. Trước mắt lấy biến chủng người chết sống lại bất tử bất diệt thể chế, tăng thêm bạo lực nhất đại não, nếu như dù có được thích hợp tiến công thủ đoạn. Liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết thần bảng hàng đầu cường giả. Chấm. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm lời nói này nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt. Đều cho rằng Diệp Quân Lâm tại nói linh tinh. Lý Tùng Khuê bất mãn nói. Diệp Quân Lâm ngươi thực lực gì mình không rõ ràng sao? Còn nói cái này biến chủng quái vật tiến công thủ đoạn cần phong phú. Ngươi thật sự là nghĩ mới ra là mới ra a? Loại lời này nói hết ra. Chấm. Lúc này Triệu Quân Phi đột nhiên hô, ta minh bạch. Cái gì? Mọi người toàn bộ nhìn về phía Triệu Quân Phi. Nhất định là Diệp Quân Lâm sợ hãi. Hắn mới khiến cho mọi người rời khỏi rút lui. Vừa mới các ngươi có gặp bị mấy trăm quái vật vây quanh tràng cảnh, Diệp Quân Lâm kỳ lân kia một tổ càng khó, mấy ngàn cái quái vật vây quanh. Diệp Quân Lâm khẳng định là khi đó bị hù dọa, bây giờ muốn rút lui cũng không kỳ quái. Triệu Quân Phi như thế một giải thích, tất cả mọi người cảm thấy nói đến có lý. Diệp Quân Lâm nhất định là sợ. Nghĩ rời đi nơi này. Mới nói ra tới một cái lý do hoang đường như thế. Vậy các ngươi nói một chút, vì sao Mã Nhã công nghiệp sẽ tổ chức lần này khiêu chiến, bọn hắn vì cái gì? Diệp Quân Lâm không khỏi hỏi lại. Nhưng đến hiện tại, hắn tất cả mọi người nghe không vào. Dù sao ai sợ ai liền rút khỏi đi, chúng ta dù sao không đi. Chúng ta cũng là. Còn có chúng ta. Chấm. Mọi người một cái tiếp một cái tỏ thái độ. Còn nữa nói, chúng ta đã xâm nhập rừng rậm nguyên thủy, hiện tại nếu là rút đi ra ngoài. Cũng phải tốn hao lớn nửa ngày thời gian, người dám nói sẽ không đụng tới cái này biến chủng quái vật sao. Có người nói ra một sự thật tới. Hiện tại rút đi, cũng là nan quan trùng điệp. Từ tuyến đường này rút đi là được, ta đã vừa mới đem tuyến đường này bên trên tất cả biến chủng người chết sống lại đều thanh lý một lần. Mọi người muốn rút lui, nhất định là bình yên vô sự. Diệp Quân Lâm nói, vừa mới hắn ngay tại làm chuẩn bị. Ha 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 ha. Nhưng nói như vậy, mọi người càng phát ra không ai tin tưởng. Diệp Quân Lâm phải có bản lãnh này, không đến mức bị dọa chạy. Vậy làm sao bây giờ? Lão đại sợ hãi, chẳng lẽ muốn chúng ta đem lão đại đưa ra ngoài sao? Thanh Long hỏi. Lông mày cũng đám. Chuyện này hắn cũng rất khó khăn. Nếu là đem Diệp Quân Lâm đưa đi ra ngoài. Mọi người hao tổn quá lớn. Chí ít một nửa người lấy được hộ tống Diệp Quân Lâm. Những người khác cũng đều là một mặt khó xử. Thà rằng mang theo Diệp Quân Lâm ở bên người, dựa theo trước đó Lý Tử Nhiễm như thế phân tổ tiến hành. Cũng không nguyện ý hiện tại đem Diệp Quân Lâm đưa ra ngoài. Cứ như vậy một lần tiêu tốn thời gian nhiều lắm. Mọi người cũng không nguyện ý.
Đã Quân Lâm ngươi sợ hãi, như vậy ngươi trốn trước, dù sao ngươi vừa mới ở đây lẫn mất thật tốt, biến chủng quái vật căn bản không có phát hiện ngươi. Chúng ta đây, trước tiếp tục tham gia khiêu chiến, chờ chúng ta khiêu chiến kết thúc sau liền đến nơi này, mang ngươi rời đi. Hoặc là ngươi gặp nguy hiểm, gửi đi tín hiệu, chúng ta sẽ lập tức xuất hiện. Lý Tử Nhiễm nói. Đúng, chúng ta lại thu xếp một chút người ở chung quanh tham dự khiêu chiến đi, thuận tiện tùy thời có thể chi viện. Thanh Long lại đề nghị. Được, có thể, ta đồng ý làm như vậy. Ta cũng đồng ý. Chấm. Giờ phút này, đối bọn hắn đến nói, thời gian bức thiết, đều mặc kệ Diệp Quân Lâm có đồng ý hay không. Bọn hắn trực tiếp chấp hành. Để bọn hắn giấu kín ở chỗ này về sau, bọn hắn lập tức đều rời đi. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ tính ra, cái này 2 vạn cường giả chỉ ít một nửa tin tức số liệu đều bị Mã Nhã công nghiệp thu thập được. Diệp Quân Lâm tuyệt không cho phép bọn hắn thu thập còn lại tin tức số liệu. Vô luận người mạnh kẻ yếu. Mặc kệ Mã Nhã công nghiệp phía sau là ai. Là chư thần phòng thí nghiệm càng tốt hơn. Nhưng Diệp Quân Lâm giờ phút này phạm lên khó xử. Nói thẳng nguyên nhân, thế nhưng là không có mấy người tin a. Thậm chí nói căn bản không ai tin. Như vậy làm sao ngăn cản đâu. Đây là hắn sầu muộn địa phương. Sờ lên cằm, suy nghĩ nửa ngày, Diệp Quân Lâm đột nhiên cười. Có biện pháp giải quyết. Diệp Quân Lâm sau khi rời khỏi đây, đem những này biến chủng người chết sống lại toàn bộ giết sạch. Thấy một cái giết một cái. Để Lý Tử Nhiễm bọn hắn một cái đều không đụng tới, đến lúc đó nhìn xem Mã Nhã công nghiệp làm sao thu thập còn lại tin tức số liệu. Đem tất cả biến chủng người chết sống lại giết sạch, vẫn là tương đối tại khó khăn. Nhiều, hoặc là giết nhanh. Minh Tà Thần Lý Thành Mẫn bên kia che đậy quấy nhiễu theo không kịp. Mà lại một lúc sau, Diệp Quân Lâm tuyệt đối sẽ lộ rõ. Đã như vậy, Diệp Quân Lâm nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn chậm rãi từ trên thân lấy ra một khối mặt nạ màu đen. Bán thần bán ma mặt nạ. Hắc ám thượng đế mặt nạ. Đeo lên khối này mặt nạ, không ai biết thân phận chân thật của hắn, đều sẽ hướng hắc ám thượng đế trên thân nghĩ. Tuyệt sẽ không bại lộ hắn. Vậy cái này thời điểm Diệp Quân Lâm mang theo mặt nạ, có thể muốn làm gì thì làm, có thể đại khai sát giới. Mã Nhã công nghiệp bên kia có bất kỳ nghi vấn nào, đều sẽ hướng hắc ám thượng đế trên thân nghĩ. Hắc ám thượng đế có thực lực này, cũng có động cơ cùng lý do. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra Diệp Quân Lâm trên thân đến. Về phần Diệp Quân Lâm bản nhân tại đầm lầy bị phát hiện sự tình, xen lẫn trong cường giả một đám bên trong Mã Nhã công nghiệp gian tế, sớm đã đem đầm lầy bại lộ cho Mã Nhã công nghiệp. Tốt, Diệp Quân Lâm giấu kín chi địa có, chẳng qua bây giờ trọng điểm không phải hắn, là cái kia có thể giết chết biến chủng người chết sống lại cường giả. Dù sao Diệp Quân Lâm liền giấu ở nơi nào, chạy không thoát. Cuối cùng tại giết hắn là được. Hiện tại cái kia có thể giết chết biến chủng người chết sống lại cường giả có chút manh mối không? Mã Nhã công nghiệp cao tầng hỏi. Không có, trước mắt không có cái gì manh mối. Chúng ta vẫn đang tra. Một khi vị cường giả này xuất thủ lần nữa, khẳng định có đầu mối. Chấm. Diệp Quân Lâm giấu ở đầm lầy sự tình, người người đều biết. Nhưng hắn hiện tại là tiểu nhân vật, không có người quan tâm. Hiện tại Diệp Quân Lâm đeo lên một bộ bán thần bán ma mặt nạ xuất hiện. Giết. Lần này hắn đụng phải biến chủng người chết sống lại về sau, không kiêng nể gì cả, trực tiếp xé rách. Oanh. Xoẹt. Răng rắc. Chấm. Không kiêng nể gì cả, đại khai sát giới Diệp Quân Lâm khủng bố tuyệt luân. Bọn này biến chủng người chết sống lại tại Diệp Quân Lâm trong tay, liền cùng giấy lão hổ đồng dạng. Nhẹ nhàng đụng một cái sờ liền vỡ vụn. Một cái. Hai cái. Chấm. 100 cái. Biến chủng người chết sống lại, Diệp Quân Lâm thật sự là nhìn thấy hủy đi, nhìn thấy giết chết. Ngươi không phải muốn thu thập tin tức số liệu sao? Vậy ta toàn bộ giết sạch liền có thể a? Chấm. 500. Chấm. 1000. Chấm. 2000. Chấm. 3000. Diệp Quân Lâm thủ hạ biến chủng người chết sống lại càng ngày càng nhiều đổ xuống. Số lượng càng ngày càng nhiều. Cũng chính là rừng rậm nguyên thủy quá lớn. Không phải Diệp Quân Lâm tuyệt đối có thể làm đến để trong này thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là thi thể. Chấm. Rất nhanh, ngã xuống biến chủng người chết sống lại số lượng liền đến 5000. Giết nhiều như vậy. Diệp Quân Lâm cũng phát hiện một vấn đề.
trước đó Tam Hưng tập đoàn phòng thí nghiệm biến chủng người chết sống lại mạnh hơn một chút. Đó là bởi vì bọn chúng không ai khống chế, thực lực hoàn toàn phóng thích, tại bạo lực nhất đại não thôi động dưới, là đánh bạc hết thảy. Hiện tại mã nhã công nghiệp biến chủng người chết sống lại nhận khống chế, liền không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Bởi vậy yếu nhược một điểm. Diệp Quân Lâm giống như tử thần giáng lâm tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, rất nhanh giết hơn 6.000 biến chủng người chết sống lại. Đến cuối cùng, bọn này biến chủng người chết sống lại vậy mà sợ Diệp Quân Lâm. Nhìn thấy những người khác, vô luận mạnh cỡ nào, quản ngươi có đúng hay không thần bảng trước mấy chục, bọn hắn sẽ phấn đấu quên mình toàn bộ nhào lên. Trực tiếp cắn xé máu tươi của ngươi cùng thịt. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Quân Lâm về sau, sợ. Bọn này biến chủng người chết sống lại đều sợ. Không nhận mã nhã công nghiệp đều điều khiển, phát ra sợ hãi thanh âm. Vừa thấy được Diệp Quân Lâm, trực tiếp xoay người chạy. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn áp chế. Bọn hắn sợ hãi. Trước mắt Diệp Quân Lâm thần ma tồn tại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bởi vì chung quanh còn có rất nhiều khiêu chiến lịch luyện cường giả, số lượng cũng không ít, đại khái mấy trăm hơn ngàn. Mỗi người vết thương chằng chịt, vừa mới cùng bọn này biến chủng người chết sống lại một trận chiến, cửu tử nhất sinh sống tiếp được. Vốn cho rằng né tránh bọn chúng, có thể nghỉ một lát. Không nghĩ tới hơn ngàn biến chủng người chết sống lại lao nhanh đi vào. Vốn cho rằng là hướng về phía mọi người đến. Thật không nghĩ đến, những cái này biến chủng người chết sống lại giống như là nhận cái gì kinh hãi. Từng cái nổi điên giống như thoát đi, từ bọn hắn trước mắt chạy tới. Không lọt vào mắt bọn hắn tồn tại. Cái này khiến đông đảo cường giả tâm tính đều muốn băng. Chẳng lẽ mình tại bọn này biến chủng quái vật trong mắt, liền đối thủ cũng không tính là sao? Bọn chúng trước đó không phải nhìn thấy, liền phải xông lại cắn xé sao? Hiện tại chuyện gì xảy ra? Nhìn biến chủng người chết sống lại phát ra tiếng kêu thê thảm, chạy trốn dáng vẻ. Mọi người rất khó tưởng tượng, có đồ vật có thể hù đến bọn hắn. Cái này sao có thể a? Khi bọn hắn xem đến phần sau một thân ảnh thời điểm, hết thảy đều minh bạch. Bọn này biến chủng người chết sống lại là đang sợ hắn. Bởi vì mọi người từ trên người người này cảm nhận được đáng sợ sát khí. Phảng phất tới từ địa ngục Tu La. Phảng phất là chấp trưởng chúng sinh sinh tử thiên thần. Trên người hắn cỗ này đáng sợ sát ý. Cho dù ai nhìn thấy, đều phải nằm xuống cúng bái. Phù phù. Phù phù. Chấm. Tại loại này đáng sợ uy áp dưới, đám cao thủ này nhóm một cái tiếp một cái ngã sấp trên mặt đất. Hô hấp dồn dập, thậm chí không thể thở dốc. Như có một cái bàn tay vô hình ngay tại bóp chặt cổ họng của bọn hắn. Đây chính là khí thế. Khí thế vừa mở, chúng sinh phủ phục. Diệp Quân Lâm từ trước người bọn họ vượt qua, bay thẳng lấy biến chủng người chết sống lại mà đi. Tại bọn hắn dưới mí mắt, lại tay không xé nát mấy trăm biến chủng người chết sống lại. Phía trước ngay tại lưu truyền rừng rậm nguyên thủy bên trong trà trộn vào đến một vị nhất cường giả đứng đầu, có thể xé nát biến chủng người chết sống lại. Giờ phút này, bọn hắn rốt cục nhìn thấy. Thượng đế a, ta gặp được chiến lực trần nhà. Ta trời à, đời này không có tiếc nuối. Vô số người phát ra cảm thán như vậy âm thanh tới. Chấm. Mã nhã công nghiệp hàng không mẫu hạm bên trên. Cái gì, biến chủng sống quân đoàn người chết bị đánh sợ rồi. Chạy trốn rồi, bị giết đến quân lính tan rã. Làm các cao tầng nghe được tin tức này về sau, đều muốn điên. Không có khả năng, biến chủng người chết sống lại thiết lập là bạo lực nhất đại não. Hoảng hốt sợ hãi là không thể nào. Bọn hắn không phải nhân loại. Bọn hắn có được bạo lực nhất đại não, những vật này không cách nào cảm giác được. Bọn hắn sẽ chạy trốn. Cái này là chuyện không thể nào. Chúng ta không tin, chúng ta vật thí nghiệm, chúng ta có thể đánh cái này cam đoan. Biết bạo lực nhất đại não ý vị như thế nào sao? Sợ hãi cũng chỉ có thể là người khác sợ hãi. Chấm. Mã nhã công nghiệp mấy vị trường đại học nhà, kiên quyết không tin biến chủng người chết sống lại sợ hãi. Còn chạy trốn. Lý luận cùng thực tế đều là chuyện không thể nào. Biết các ngươi không tin, nhưng chúng ta có chứng cứ, có hiện trường video cùng ảnh chụp. Những người khác lập tức đem video hình chiếu. Trong video, thời gian thực truyền về hình tượng. Biến chủng sống quân đoàn người chết chạy trối chết. Từng cái trên mặt vậy mà hiện ra thần sắc kinh khủng, còn phát ra cùng loại nhân loại, không thuộc về tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn tới. Một bên chạy,
còn vừa hướng phía sau nhìn xem. Cái này khiến mấy vị chuyên gia tại chỗ hộc máu. Bọn hắn đắc ý nhất nhất tác phẩm hoàn mỹ. Lại bị người hù đến sợ hãi. Nguyên lai không có chút nào khuyết điểm biến chủng người chết sống lại, hiện tại có khuyết điểm. Ta minh bạch, nói rõ đối phương siêu cấp khủng bố cường đại, sâu trong linh hồn cùng khí tức áp chế, để bọn chúng đều sợ. Có người hô. Giờ phút này, bọn hắn đều muốn biết đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể đem biến chủng sống quân đoàn người chết sợ đến như vậy. Đem hình tượng cắt đến đằng sau. Có cao tầng chỉ huy ra lệnh. Rất nhanh hình tượng cắt đến sống quân đoàn người chết chạy trốn đằng sau. Một thân ảnh không nhanh không chậm đuổi theo. Khi thấy trên mặt hắn bán thần bán ma thần bí mặt nạ. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Hắn là Hắc Ám Thượng Đế. Tìm được. Biết. Cái kia có thể giết chết biến chủng người chết sống lại tồn tại là ai? Hắc Ám Thượng Đế. Thần bảng đệ nhất. Trước đó các phương suy đoán có thể giết chết biến chủng người chết sống lại khẳng định phải là thần bảng trước mấy. Thậm chí trước mấy đều làm không được. Chỉ có thể trong truyền thuyết kia Hắc Ám Thượng Đế mới có thể làm được. Kỳ thật chân chính là ai, mọi người không có đoán được. Nhưng cái dạng gì chiến lực, tất cả mọi người là minh bạch, phải thần bảng thứ nhất tiêu chuẩn. Chính là gần đây phát huy qua Hắc Ám Thượng Đế. Cho tới nay, Hắc Ám Thượng Đế đều bị xếp tại thần bảng vị trí thứ nhất. Nhưng cụ thể chiến lực, thế lực khắp nơi đều tại phân tích. Dựa theo trước kia phân tích đến nói, Hắc Ám Thượng Đế thần bảng thứ nhất, so thứ hai cùng thứ ba kỳ thật không mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên thần bảng thứ nhất tuyệt không phải nghiền ép cấp bậc bá chủ. Thậm chí có thể nói, tùy thời đều có người có thể khiêu chiến, dung chuyển vị trí này. Nhưng gần đây, Hắc Ám Thượng Đế đầu tiên làm ra chấn kinh toàn bộ phương Tây Châu động tĩnh. Đằng sau lại tiếp nhận đông đảo các cường giả khiêu chiến, toàn bộ một chiêu diệt đi. Chân chính ra tay về sau, lại đem tất cả mọi người hù đến. Bao quát Mã Nhã công nghiệp. Bởi vì Hắc Ám Thượng Đế ra tay về sau, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắn làm sao mạnh như vậy? Hoàn toàn cùng mọi người tưởng tượng khác biệt. Đối với toàn bộ thần bảng đều là nghiền ép cấp bậc. Trước đó, tại mọi người phân tích bên trong, Hắc Ám Thượng Đế thần bảng thứ nhất chiến lực đại khái là thứ hai thứ ba 1,5 lần, chừng gấp 2. Nhưng tại hắn rung động ra tay về sau, số liệu này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắc Ám Thượng Đế thực lực chân thật có thể là thần bảng thứ hai cùng thứ ba gấp 100 lần trở lên. Cái này Mã Nhã công nghiệp những cái này thế lực lớn đều kinh ngạc đến ngây người. Luôn cảm thấy nơi nào xảy ra vấn đề. Cứ việc Hắc Ám Thượng Đế vẫn luôn rất thần bí, đều tại bọn hắn giám sát bên trong A. Thực lực của hắn có cái đại khái hiểu rõ. Nhưng lần này vừa ra tới, cường đại chỉ ít gấp 100 lần, hoặc là càng nhiều. Đây là có chuyện gì? Cái này khiến tất cả mọi người rất là kỳ quái. Mà lại dựa theo Mã Nhã công nghiệp các trường đại học nhà đối biến chủng người chết sống lại thân thể lớn não cường độ đến nói. Trước đó thần bảng trước ba chiến lực cũng là không thể nào trực tiếp giết chết, chỉ có thể trên phạm vi lớn phá hư tổn thương. Nhưng bây giờ thần bảng thứ nhất Hắc Ám Thượng Đế chiến lực quá khủng bố. Hoàn toàn cùng trước đó thần bảng thứ nhất không phải một cái cấp bậc. Hắn hoàn toàn có thể giết chết biến chủng người chết sống lại. Muốn nói hiện tại thế gian này ai có thể giết chết biến chủng người chết sống lại, diệt trừ những cái kia ẩn thế không ra cường giả bên ngoài. Bên ngoài cũng liền Hắc Ám Thượng Đế một người. Là hắn, quả nhiên là hắn. Mã Nhã công nghiệp cao tầng không ít kỳ thật đã đoán được là Hắc Ám Thượng Đế. Dù sao trước đó Thánh Kinh tổ chức để 1/3 cường giả rời khỏi, nhưng chính là hắn ra lệnh. Bởi vậy mọi người trong lòng có dự đoán. Chẳng qua tận mắt thấy Hắc Ám Thượng Đế thời điểm. Tất cả mọi người vẫn là lau vệt mồ hôi. Quá khủng bố. Là cái thứ nhất có thể giết chết biến chủng người chết sống lại, còn có thể đem bọn này đại não tràn ngập bạo lực máy móc nhóm sợ đến như vậy. Quá khủng bố. Cái này cho Mã Nhã công nghiệp mạnh mẽ bên trên bài học. Bọn hắn biến chủng người chết sống lại cũng không phải là hoàn mỹ. Tiến công không đủ vấn đề lại thôi, mấu chốt là phòng ngự cùng cường độ thân thể vấn đề cũng không phải hoàn mỹ. Hắc Ám Thượng Đế đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối đầu sao? Chúng ta không có đắc tội qua hắn A, thậm chí một điểm xung đột đều không có A. Chấm. Mã Nhã công nghiệp ngay từ đầu liền kiêng kỵ Thánh Kinh tổ chức, cho nên vẫn luôn là né tránh thái độ. Có thể không có nên tiếp xúc hay không, chớ đừng nói chi là lên mâu thuẫn. Đúng A, giữa chúng ta không có cái gì cừu hận,
hắn là đang làm gì? Chẳng lẽ là ý đồ của chúng ta bại lộ rồi, cố ý chạy tới ngăn cản? Nhưng cái này cũng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ à? Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Vấn đề ở nơi nào đâu? Mã Nhã Công Nghiệp lâm vào nghi hoặc. Cảm thấy sự tình nơi nào có điểm gì là lạ. Bọn hắn cảm thấy chỗ không đúng chính là Hắc Ám Thượng Đế không phải trước kia cái nào, là Diệp Quân Lâm. Đáng tiếc thân phận này ai có thể biết. Mọi người liền trước kia Hắc Ám Thượng Đế là ai, cũng không biết. Chớ đừng nói chi là hiện tại là ai. Dù sao đều mang theo độc nhất vô nhị mặt nạ. Giờ phút này Diệp Quân Lâm còn tại đuổi theo 200 cái biến chủng người chết sống lại đánh. Cuối cùng bọn này biến chủng người chết sống lại toàn bộ đổ xuống. Diệp Quân Lâm lại tìm kiếm địa phương khác biến chủng người chết sống lại. Có. Lần này Diệp Quân Lâm phát giác được một đoàn. Ít nhất phải có hơn ngàn. Cũng là vừa mới bị mình dọa chạy một đám. Chẳng qua giờ phút này, bọn này biến chủng người chết sống lại đang cùng khiêu chiến những cao thủ kịch chiến. Nguyên lai sống quân đoàn người chết bị Diệp Quân Lâm dọa chạy, bọn hắn trực tiếp hướng một cái phương hướng thoát đi. Làm sao biết trước mắt xuất hiện trên 100 cái cường giả, ngăn trở bọn hắn đường đi. Bản thân, bọn chúng liền vô tâm ham chiến, muốn mau sớm thoát đi. Nhưng những người này gắt gao cuốn lấy bọn hắn, ngăn lại đường đi. Cái này biến chủng người chết sống lại cửa toàn bộ chọc giận. Chúng ta mẹ hắn đánh không lại Diệp Quân Lâm, còn không đánh lại các ngươi sao? Có thể để các ngươi cho ta khi dễ rồi. Cho nên, bị chọc giận biến chủng người chết sống lại nhóm, đại não lần nữa bị bạo lực tràn ngập. Từng cái điên, muốn đem trước mắt tất cả mọi người xé rách. Một trận chiến này xem như kịch liệt nhất một trận chiến. Chuyện gì xảy ra, chúng ta gặp phải quái vật làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Lý Tử Nhiễm phát ra kinh ngạc thanh âm. Nàng cánh tay phía sau lưng bị cào thương nhiều lắm. Đúng vậy à. Bầy quái vật này liền cùng thăng cấp đồng dạng, so trước đó đụng phải mạnh hơn nhiều lắm. Chúng ta áp lực đột nhiên tăng, phải nghĩ biện pháp rút, khiêu chiến của chúng ta trình độ không sai biệt lắm đủ. Lại tiếp tục, chúng ta khả năng đi đều đi không được. Thanh Long cùng kiếm tà thần bọn hắn cũng nói. Nguyên lai đám người này, chính là Lý Tử Nhiễm đám người. Bọn hắn ra ngoài lịch luyện khiêu chiến về sau, lại phát hiện một cái đáng sợ tình huống. Bây giờ biến chủng người chết sống lại nhóm không còn là mấy cái mười mấy cái hoạt động, vừa xuất hiện chính là hơn trăm, hơn ngàn. Bất đắc dĩ, bọn hắn không còn đơn độc hành động, toàn bộ tụ tập lại một chỗ, khiêu chiến hơn ngàn số lượng biến chủng sống quân đoàn người chết. Phía trước mấy đợt, bọn hắn đều là tương đối khó khăn, trên cơ bản đều có thể ứng phó được. Nhưng lúc này đây gặp phải biến chủng sống quân đoàn người chết, mạnh đến mức đáng sợ. So phía trước trọn vẹn mạnh hơn một cái cấp độ tới. Trong lúc nhất thời, vậy mà để bọn hắn tất cả mọi người lâm vào khốn cảnh. Mỗi người đều nhận khác biệt trình độ tổn thương. Đồng thời biến chủng người chết sống lại số lượng là càng ngày càng nhiều. Chí ít đều 2.000 đi. Bọn hắn nếu ngươi không đi. Thật đúng là liền đi không được. Liền Tiêu Phong, kiếm tà thần, kỳ lân bạch hổ chiến đấu như vậy cuồng nhân, cũng đều đưa ra đi ý nghĩ. Vừa cùng ngốc vẫn là có khác biệt. Bọn hắn chỉ là vừa, nhưng không ngốc. Lại tiếp tục, mạng nhỏ liền phải bỏ ở nơi này. Rút, rút. Mọi người mở ra lỗ hổng, chuẩn bị chạy đi. Chấm. Tất cả mọi người chuẩn bị thoát đi. Đừng để bọn hắn sống. Kiên quyết đem bọn hắn đóng đinh chết ở đây. Mã Nhã Công Nghiệp các cao tầng bởi vì Hắc Ám Thượng Đế nguyên nhân, chính phẫn nộ đâu. Vừa vặn lại bị Lý Tử Nhiễm bọn hắn chọc giận. Trực tiếp hạ quyết tâm. Không để Lý Tử Nhiễm bọn hắn sống sót. Cộc cộc cộc. Một trận loạt tiếng bước chân vang lên. Quanh mình biến chủng người chết sống lại toàn bộ đều đến. Số lượng càng ngày càng nhiều, trên cơ bản vượt qua 3.000. Đem Lý Tử Nhiễm bọn hắn muốn chạy trốn lỗ hổng đều phá hỏng. Kiên quyết không để bọn hắn rút đi. Không tốt, lần này xong. Chúng ta chọc tới không nên dây vào. Mọi người nếm thử đột phá, đều thất bại. Còn thụ càng nặng tổn thương. Mọi người liều mạng đi, khả năng hôm nay sẽ có một nửa người chết ở chỗ này. Mọi người làm tốt quyết tâm quyết tử. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, sống quân đoàn người chết xuất hiện từng đợt sao động. Sư phụ! Lý Tử Nhiễm kinh hô. Lý Tử Nhiễm muốn chết phải không? Không muốn chết. Hiện tại nàng đã chậm rãi khôi phục. Có hài tử,
có trượng phu, có gia đình nàng càng không muốn chết rồi. Nhất là tình huống hiện tại, nàng còn tại nhớ đầm lầy giấu đi Diệp Quân Lâm. Càng không muốn chết. Nhưng có biện pháp không? Dường như không có bất kỳ biện pháp nào. Biến chủng người chết sống lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng điên cuồng. Một cái so một cái cường đại. Bọn hắn căn bản không có phá vòng vây khả năng. Chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Nhưng lại tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, biến chủng sống quân đoàn người chết đột nhiên bắt đầu sao động. Tây Nam phương hướng biến chủng người chết sống lại nhóm dường như nhận cái gì công kích, từng cái tại chạy trốn. Nhưng càng nhiều biến chủng người chết sống lại đem bọn hắn ngăn trở. Trong lúc nhất thời đại loạn lên, tất cả mọi người dừng lại, nhìn xem Tây Nam phương hướng. Đều muốn biết xảy ra chuyện gì. Cái này xem xét, Lý Tử Nhiễm đều muốn kém chút quỳ xuống. Bởi vì Tây Nam phương hướng nơi nào đó đại thụ trên trà cây có một thân ảnh đứng, mang theo một khối độc nhất vô nhị mặt nạ. Sư phụ, Lý Tử Nhiễm nhận ra Hắc Ám Thượng Đế về sau, lên tiếng kinh hô. Cái này đem còn lại đám người giật nảy mình. Hắc Ám Thượng Đế xuất hiện rồi. Hẳn là bọn hắn nhìn thấy bị giết chết biến chủng người chết sống lại đều là Hắc Ám Thượng Đế giết. Ầm ầm. Vừa thấy được Diệp Quân Lâm xuất hiện, bọn này biến chủng người chết sống lại liền sợ. Bắt đầu hốt hoảng bốn phía chạy. Bốn phương tám hướng đều đang chạy. Nhìn thấy một màn này. Tê. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cái này cái này cái này. Hắn lại đem biến chủng sống quân đoàn người chết dọa cho chạy rồi. Không cách nào tưởng tượng. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Đến cùng là cái gì cường giả, có thể đem những cái này người chết sống lại sợ đến như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nghe được, không có người sẽ tin tưởng. Cái này chính là sư phụ của ta. Lý Tử Nhiễm một mặt kiêu ngạo. Lớn tiếng cùng Thanh Long bọn hắn giới thiệu. Tại biểu hiện ra sư phụ của nàng. Hiện tại muốn chạy trốn biến chủng người chết sống lại đều là trải qua Diệp Quân Lâm đổ sát, hoặc là nhận qua tổn thương, hoặc là thấy tận mắt. Nhưng còn có một bộ phận biến chủng người chết sống lại là căn bản chưa thấy qua Diệp Quân Lâm. Nhìn thấy hắn, những cái này mảy may đều không có phản ứng. Thế là, một bộ phận người chết sống lại muốn chạy, một bộ phận không chạy. Tình cảnh càng ngày càng loạn. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên khởi động. Tiến lên bắt lấy một cái biến chủng người chết sống lại. Xoẹt trực tiếp đem nó liền người mang chiến giáp xé thành hai nửa. Chấm. Yên tĩnh. Giờ khắc này, giữa sân trở nên yên tĩnh vô cùng. Trầm mặc. Tất cả mọi người trầm mặc. Bao quát Thanh Long bọn hắn, cùng biến chủng sống quân đoàn người chết. Toàn bộ mắt trợn tròn. Đoán chừng đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy tay xé biến chủng người chết sống lại. Toàn bộ đắm chìm trong loại rung động này ở trong. Thật sự có người có thể đem biến chủng người chết sống lại đánh chết tại chỗ. Quá khó mà tin nổi. Mà lại Hắc Ám Thượng Đế là thần bảng thứ nhất, nhưng nhìn đến hắn xuất thủ người ít càng thêm ít. Hết thảy đều dừng lại tại trong truyền thuyết. Bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Ám Thượng Đế ra tay, toàn thể rung động. Mạnh. Quá mạnh. Mạnh đến người tê cả da đầu. Cũng nhìn thấy mình cùng chiến lực trần nhà chênh lệch. Đây chính là sư phụ thực lực. Quân Lâm ngươi nhìn thấy sao? Đây chính là sư phụ chỗ kinh khủng. Ta làm gì luyện ngươi đồ vật? Ta luyện sư phụ giao cho ta là được. Sư phụ, đồ nhi vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi là trên thế giới này mạnh nhất. Chấm. Lý Tử Nhiễm cảm xúc bộc phát, không hề cố kỵ la to. Đây là đồ đệ đối sư phụ sùng bái. Những người khác cũng đều ao ước nhìn xem Lý Tử Nhiễm. Có được thần bảng thứ nhất sư phụ, trên thế giới này chiến lực trần nhà. Ai không ao ước, nếu như bị Hắc Ám Thượng Đế chỉ điểm một chút, thực lực sợ là sẽ phải đột nhiên tăng mạnh a. Ta nghe nói kỳ thật ngay từ đầu Hắc Ám Thượng Đế là nghĩ bồi dưỡng lão đại. Chỉ là bị lão đại luân phiên cự tuyệt, Hắc Ám Thượng Đế trong cơn tức giận, mới đem lão đại đóng 3 năm. Đúng, nếu là lão đại bái Hắc Ám Thượng Đế vi sư, thành tựu không thấp a. Chí ít cao hơn ta nhiều, hắn thiên phú cao hơn ta. Kinh nghiệm lịch duyệt những cái này hết thảy so với ta mạnh hơn. Lý Tử Nhiễm đối Diệp Quân Lâm một số phương diện vẫn là phục. Thanh Long mấy người cũng gật gật đầu, hạn cuối thần bảng trước 10. Hạn mức cao nhất thần bảng thứ 2, đến gần vô hạn tại Hắc Ám Thượng Đế. Đại khái suất là thần bảng thứ 2, tương lai khả năng trò giỏi hơn thầy, là lão đại không chân quý a. Đúng a, ta còn nghe lão đại nói Hắc Ám Thượng Đế lợi dụng như thế nào như thế nào.
ngươi nhìn chị dâu không phải liền là thật tốt. Ai, hẳn là lão đại mệnh trung chú định không thể ở thời đại này hiển lộ tài năng. Bởi vậy không cách nào bái hắc ám thượng đế sư phụ. Chấm. Mọi người lao nhau thảo luận. Xác thực, là hắn không có cái này mệnh trở thành sư phụ đồ đệ. Đoán chừng may mắn đều để cho ta. Lý Tử Nhiễm cười cười. Hiện tại, toàn thế giới ai không muốn trở thành hắc ám thượng đế đồ đệ đâu. Ai có thể cự tuyệt đâu. Tiêu Phong những người này dù là không ý nghĩ gì, thế nhưng là bọn hắn muốn để sư phụ Diệp Quân Lâm cũng nhanh chóng đề cao, có thể dạy cho bọn hắn nhiều thứ hơn. Mọi người nói chuyện công phu, Diệp Quân Lâm đã tuần tự xử lý trên trăm cái biến chủng người chết sống lại. Loại này vô địch quái vật, nhất là tại cuồng bạo trạng thái dưới, càng là không người có thể địch. Căn bản là không có cách phá hủy. Nhưng tại Diệp Quân Lâm thủ hạ, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Một chiêu liền giải quyết một cái. 100, 200, chấm, 500, chấm, hơn ngàn, chấm. Tại tất cả mọi người ngay dưới mắt, Diệp Quân Lâm vô dụng bao lớn công phu liền trọn vẹn xử lý hơn ngàn tên biến chủng người chết sống lại. Phốc, tất cả mọi người muốn hộc máu. Đại thần mời nhận lấy đầu gối của chúng ta, cúng bái, quá sùng bái. Ngươi chính là thần, thế gian này chiến lực mạnh nhất. Chấm. Thanh Long bọn hắn triệt để hưng phấn. Nhìn thấy mạnh như thế người ra tay, đời này vinh hạnh lớn nhất đi. Bọn hắn cũng đều nắm thật chặt nắm đấm, phát thệ muốn gấp trăm ngàn lần cố gắng. Cường giả cực hạn ở đâu? Không có làm không được, chỉ có nghĩ không ra. Trước mắt chính là cực hạn. Đáng giá bọn hắn dùng cả một đời thế gian đuổi theo. Về phần hưng phấn nhất không ai qua được Lý Tử Nhiễm. Thỉnh thoảng hướng người bên cạnh hô to, đây là sư phụ của nàng. Nhất là nhìn thấy hắc ám thượng đế cường đại như vậy. Càng phát ra cảm thấy con đường của nàng lựa chọn là đúng. Từ bỏ Diệp Quân Lâm cổ xưa công pháp là đúng. Sau đó ta van cầu nhìn, thăm sư phụ một chút có thể hay không thu Quân Lâm làm đồ đệ. Lý Tử Nhiễm cười nói. Những người khác lập tức phụ họa, đúng, biện pháp này tốt. Sư phụ hiện tại không học công pháp của chúng ta những cái này. Cuối cùng là chúng ta không đủ mạnh, cũng không đủ uy thế, không cách nào làm cho hắn tin phục. Nhưng hắc ám thượng đế khác biệt, có quét ngang hết thảy thực lực cùng tin phục lực, nếu là hắn thu sư phụ làm đồ đệ, sư phụ khẳng định đáp ứng, thậm chí mừng rỡ không thôi. Tiêu Phong nói, đúng, Tiêu Phong vừa nói như vậy, đúng là dạng này. Vô luận đi qua vẫn là hiện tại, hắc ám thượng đế đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nếu là hắn thu sư phụ làm đồ đệ. Sư phụ khẳng định đáp ứng. Những người khác rối rít nói. Một khi lão đại bị hắc ám thượng đế loại tồn tại này thu làm đồ đệ, ta tin tưởng thần bảng thứ hai sau đó không lâu chính là lão đại. Mọi người đối Diệp Quân Lâm có không hiểu lòng tin. Đương nhiên càng nhiều nhưng thật ra là đối hắc ám thượng đế có lòng tin. Trong sân hắc ám thượng đế còn tại đại phát thần uy. Giết đến biến chủng sống quân đoàn người chết quân lính tan rã. Lần này, trước đó sợ cùng không sợ biến chủng người chết sống lại đều muốn sợ Diệp Quân Lâm. Toàn bộ điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy, có dễ dàng như vậy sao? Diệp Quân Lâm một ngựa đi đầu, đuổi theo. Dù sao hắn chính là vì phá hư. Giết sạch tất cả biến chủng người chết sống lại mới tốt. Diệp Quân Lâm đuổi theo. Lý Tử Nhiễm bọn hắn cũng theo sát. Hưởng thụ một cái truy kích biến chủng người chết sống lại cảm giác. Tất cả mọi người rất hưởng thụ đi theo cường giả xuất kích quá trình. Thanh Long Kỳ Lân cảm thán nói, nhớ năm đó chúng ta chính là như thế đi theo lão đại. Cảnh còn người mất a. Bây giờ, tràng cảnh không sai biệt lắm, nhưng dẫn đầu người biến. Không còn là Diệp Quân Lâm. Mọi người cảm thán công phu, Diệp Quân Lâm lần nữa đại phát thần uy, chu sát không ít biến chủng người chết sống lại. Biến chủng người chết sống lại số lượng tại kịch liệt giảm bớt. Mỗi lần đều là 500-500 giảm bớt. Quá khủng bố. Biến chủng người chết sống lại gặp được Diệp Quân Lâm, chính là bị giảm chiều không gian đả kích. Không có chút nào còn sống khả năng. Vô luận đến bao nhiêu, đều bị Diệp Quân Lâm một người giết đến tè ra quần. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mã Nhã công nghiệp hàng không mẫu hạm bên trên, cao tầng cùng với khác người đều bị Diệp Quân Lâm một người giết tới hoảng hốt. Triệt để loạn. Bọn hắn đều muốn điên. Trong lúc nhất thời mọi người chân tay luống cuống. Tin tức số liệu ngược lại là không có truyền đến bao nhiêu, tử vong tin tức một cái tiếp một cái. Mà lại mỗi cái tử vong tin tức,
số lượng đều là hơn mấy trăm. Làm sao bây giờ a? Chúng ta bây giờ phải làm gì? Như thế nào cho phải? Tất cả mọi người không có chủ ý. Nghe ta, từ giờ trở đi rút lui, để tất cả biến chủng người chết sống lại toàn bộ rời khỏi. Khiêu chiến tạm dừng, hết thảy hoạt động đều hủy bỏ. Mau đem mệnh lệnh được đưa ra đến mỗi cái địa phương. Chấm. Mã Nhã Công nghiệp tổng bộ tin tức vừa phát ra sau. Tất cả biến chủng người chết sống lại bắt đầu từ rừng rậm nguyên thủy rút lui. Sau đó khiêu chiến dừng lại tin tức từng cái truyền đến người khiêu chiến trên thân. Cái gì, khiêu chiến đình chỉ rồi. Vì cái gì a? Làm sao đình chỉ rồi? Rất nhiều không biết rõ tình hình, vừa tiếp xúc với đến tin tức về sau, đều mắt trợn tròn. Rất nhanh Lý Tử Nhiễm bọn hắn cũng tiếp vào tin tức. Khiêu chiến đình chỉ. Biến chủng người chết sống lại toàn bộ rút khỏi rừng rậm nguyên thủy. Người khác không biết nguyên nhân, bọn hắn vẫn là biết một chút. Khẳng định là cùng Hắc Ám Thượng Đế có quan hệ. Hắn trắng trợn như vậy đồ sát biến chủng người chết sống lại, là trực tiếp dẫn đến Mã Nhã Công nghiệp dừng lại nguyên nhân. Đã khiêu chiến đình chỉ, biến chủng người chết sống lại toàn bộ rút lui. Như vậy mọi người tiếp xuống cũng không có ý nghĩa ở lại đây. Chẳng qua trước khi đi, Lý Tử Nhiễm khẳng định phải tìm Hắc Ám Thượng Đế hỏi rõ ràng. Lý Tử Nhiễm mang theo đám người đi theo bên trên Diệp Quân Lâm bước chân, đem hắn ngăn lại. Có việc. Diệp Quân Lâm sắc mặt âm trầm nói. Sư phụ, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngài. Lý Tử Nhiễm lên tiếng nói. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng. Lý Tử Nhiễm nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, mình là sư phụ của nàng a. Nói đi. Diệp Quân Lâm rất hiếu kỳ nàng muốn hỏi điều gì. Sư phụ vấn đề thứ nhất, ngài tại sao phải đem những quái vật này đuổi giết đến cùng đâu? Cũng là bởi vì ngài, Mã Nhã Công nghiệp trực tiếp đình chỉ khiêu chiến. Lý Tử Nhiễm hỏi. Thứ nhất, những cái này biến chủng người chết sống lại muốn giết các ngươi, ta xuất thủ cứu người. Thứ hai, từ góc độ của ta xuất phát, vô luận Mã Nhã Công nghiệp bắt bọn hắn làm cái gì? Muốn giết người, vẫn là tôi luyện sống quân đoàn người chết. Đều là đối ta uy hiếp, ta nhất định phải ngăn cản. Diệp Quân Lâm lấy Hắc Ám Thượng Đế góc độ phân tích chuyện này. Nghe vậy, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Đúng là dạng này, không có vấn đề. Chẳng qua cái này cùng Diệp Quân Lâm ngăn cản bọn hắn, để bọn hắn rời khỏi khiêu chiến, rút khỏi đi không giống. Hiện tại mặc dù Hắc Ám Thượng Đế cũng làm ngăn cản bọn hắn đề cao sự tình, nhưng mọi người không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Ngược lại còn muốn cảm tạ Hắc Ám Thượng Đế ân cứu mạng. Không có người nói một câu không phải. Nhưng Diệp Quân Lâm làm chuyện này, tất cả mọi người sẽ không để ý tới hắn. Ngược lại còn muốn nói hắn sợ hãi. Kỳ thật đều là cùng một việc. Nhưng hai cái thân phận người khác nhau làm được, hiệu quả hoàn toàn là tương phản. Đây là ví dụ tốt nhất. Thậm chí bọn hắn sẽ còn đem Hắc Ám Thượng Đế tại chỗ đại anh hùng, ngăn cản Mã Nhã Công nghiệp tà ác dụng tâm, cứu vớt bọn hắn, ngăn trở tai nạn. Sư phụ ta còn có ca thỉnh cầu. Lý Tử Nhiễm cười cười. Cái gì? Ngài có thể hay không thu trưởng phu ta làm đồ đệ? Lý Tử Nhiễm do dự một chút, vẫn là nói ra. Giờ khắc này, những người khác cũng đều nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Thân thể bọn họ đều đang run rẩy, đều đang đợi lấy Hắc Ám Thượng Đế trả lời. Bởi vì chuyện này quá trọng đại. Bị Hắc Ám Thượng Đế thu làm đồ đệ, liền tương đương với một bước lên trời, nhân sinh triệt để đạt được thay đổi. Cá chép hóa rồng, trở thành tuyệt thế chúa tể cơ hội. Cũng bởi vì Hắc Ám Thượng Đế một câu tốt chữ. Mọi người đều đang đợi. Đây đối với ai cũng là cơ hội a. Nếu không phải bận tâm mặt mũi, mà lại biết không có thể nói, Thanh Long bọn hắn đều muốn thử xem bái Hắc Ám Thượng Đế vi sư đâu. Thu Diệp Quân Lâm làm đồ đệ. Diệp Quân Lâm cười nói. Đúng, thỉnh cầu sư phụ ngài thu hắn làm đồ. Lý Tử Nhiễm khẩn cầu. Ta nào dám thu hắn làm đồ đệ a? Ta có tài đức gì? Thu hắn cũng phải có thu thực lực của hắn a. Ha ha ha. Diệp Quân Lâm cười to vài tiếng. Quay người rời đi. Không nói đến lúc trước Hắc Ám Thượng Đế, không có tư cách thu hắn làm đồ đệ. Chính là mình cũng không được a. Sư phụ của hắn chỉ có vị kia. Nhìn xem Hắc Ám Thượng Đế rời đi bóng lưng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Lời này nghe vào mọi người trong lỗ tai, chính là tại âm dương quái khí nói chuyện chanh chua. Tại phản phúng Diệp Quân Lâm. Nói hắn căn bản không có tư cách làm đồ đệ.
Xong, lần này triệt để xong. Nguyên lai sư phụ một mực biết hết thảy. Quân Lâm tại hắn nơi này xem như triệt để bị pass. Đoán chừng là Hắc Ám Thượng Đế biết lão đại nát đến thực chất bên trong. Biết hắn tự cho là thanh cao. Đoán chừng là hắn kẻ rất đáng ghét. Thu đồ làm sao có thể. Mọi người nói. Tiêu Phong cảm thán nói. Vốn cho rằng sư phụ có thể bái Hắc Ám Thượng Đế sư phụ. Chúng ta làm đồ tôn, có thể cọ đến một điểm. Làm sao biết Hắc Ám Thượng Đế căn bản chướng mắt sư phụ. Ai? Kiếm Tà Thần mấy người cũng nói. Còn không phải sao, chúng ta cũng muốn cọ một điểm. Hiện tại không có cơ hội. Thực sự không được, ta lại khuyên nhủ sư phụ a. Lý Tử Nhiễm mím môi. Quên đi thôi, Hắc Ám Thượng Đế khẳng định là căn bản không nguyện ý thu lão đại làm đồ đệ, người nói nhiều, ngược lại không được. Chuyện này như vậy coi như thôi đi. Dù sao lần này lão đại cảm nhận được tuyệt cảnh, biết mình thực lực không còn gì khác. Cũng sợ hãi loại địa phương này, rõ ràng chính mình bất lực. Sau này trở về, ta nghĩ lão đại khẳng định sẽ hăng hái tu luyện. Hắn cơ hội nhiều nữa đâu. Chấm. Mọi người bắt đầu nghiên cứu thảo luận Diệp Quân Lâm thời điểm, Lý Tử Nhiễm vỗ trán một cái, đúng, Quân Lâm. Diệp Quân Lâm còn bị giấu ở đầm lầy. Nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm đâu. Nhanh đi tìm lão đại. Một đám người toàn bộ xông hướng đầm lầy chi địa. Chấm. Mã Nhã công nghiệp hàng không mẫu hạm bên trên. Kia kế hoạch của chúng ta liền xem như thất bại rồi. Nhân viên công tác thở dài. Không, xem như thành công một nửa đi. Không phải thu thập trở về một nửa tin tức sao. Có điều, Hắc Ám Thượng Đế đột nhiên xuất hiện, đúng là phiền phức sự tình. Hắn cùng Thánh Kinh ngăn cản sẽ thành chúng ta trở ngại lớn nhất. Chúng ta muốn tiếp tục đi tới đích, nhất định phải diệt trừ hắn. Nhưng đây cũng quá khó đi. Chiến lực của hắn để người tuyệt vọng a. Có ai có thể diệt trừ hắn? Chấm. Trầm mặc. Hàng không mẫu hạm bên trên tất cả mọi người trầm mặc. Không phải ai có thể diệt trừ. Là căn bản không có người. Đúng, Diệp Quân Lâm đâu, muốn hay không giết chết. Dù sao hiện tại sự tình khác làm không được. Có người đưa ra một vấn đề khác, phá vỡ cục diện bế tắc. Giết Diệp Quân Lâm dễ dàng, nhưng Hắc Ám Thượng Đế khả năng còn tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, cùng hắn gặp phải không tốt. Làm không cẩn thận chúng ta người sẽ chết hết ở bên trong. Chúng ta cũng rút lui trước lui. Đừng để Hắc Ám Thượng Đế tìm tới cửa. Mã Nhã công nghiệp bị Hắc Ám Thượng Đế tuyệt đỉnh chiến lực, hù đến trực tiếp chạy trốn. Một bên khác đầm lầy chi địa. Lý Tử Nhiễm bọn hắn vội vàng chạy đến. Nhìn thấy một đạo bóng lưng, mọi người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Diệp Quân Lâm không có việc gì liền tốt. À, nhưng khi cái này đạo bóng lưng quay tới về sau. Đám người giật nảy cả mình. Hết 2350. Hắc Ám Thượng Đế. Hắn làm sao ở chỗ này? Không phải là Diệp Quân Lâm ở đây sao? Thế nào lại là hắn? Còn có Hắc Ám Thượng Đế cùng Diệp Quân Lâm bóng lưng cũng quá giống đi. Quả thực là giống nhau như đúc a. Đều để mọi người sinh ra hoảng hốt. Có chuyện gì sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Ta, chúng ta tới tìm người. Vậy chúng ta nên rời đi trước. Đám người run run rẩy rẩy đạo. Vị này ai chọc nổi. Mọi người nhìn một vòng, Diệp Quân Lâm cũng không ở nơi này. Chẳng lẽ hắn gặp nguy hiểm, hoặc là chạy trốn rồi. Còn nữa nói, Hắc Ám Thượng Đế xuất hiện chỗ này, chẳng phải là nói nơi này có biến chuyện lặt vặt người chết. Như vậy Diệp Quân Lâm hơn phân nửa. Nghĩ đến đây cái khả năng, tất cả mọi người dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Ta biết các ngươi đang tìm ai. Hắn đã rời đi rừng rậm nguyên thủy, tại các ngươi xuất phát địa phương chờ các ngươi đâu. Vì không để mọi người lo lắng, Diệp Quân Lâm không khỏi nói. Hắn lúc đầu chuẩn bị mới vừa tới nơi này chờ bọn hắn. Chỉ là trên đường gặp được một điểm nhỏ trở ngại, đi tới thời điểm, Lý Tử Nhiễm bọn hắn đã chạy đến. Hắn liền mặt nạ lấy xuống công phu đều không có. Tạ ơn sư phụ. Lý Tử Nhiễm bọn người vui mừng không thôi, vội vàng chạy đi. Đi gặp Diệp Quân Lâm. Theo bọn hắn nghĩ, khẳng định là Hắc Ám Thượng Đế xuất thủ cứu Diệp Quân Lâm. Mà lại hành tung biết được cặn kẽ như vậy. Càng phát ra khẳng định. Chờ Lý Tử Nhiễm bọn hắn rời đi sau. Diệp Quân Lâm cũng rời đi. Chẳng qua hắn từ một phương hướng khác. Xác định lách qua Mã Nhã công nghiệp giám thị về sau, Diệp Quân Lâm chạy trốn. Làm Lý Tử Nhiễm bọn hắn rút khỏi rừng rậm nguyên thủy thời điểm, Diệp Quân Lâm quả nhiên đang chờ bọn hắn. Không có việc gì, chúng ta liền trở về đi. Lưu tại nơi này, giữ nhiều lành ít.
mọi người cũng chưa lưu thêm, trực tiếp rời đi. Chấm. Mã Nhã công nghiệp hàng không mẫu hạm bên trên. Nhắc tới cũng kỳ quái, Hắc Ám Thượng Đế một mực đều nằm trong sự giám sát của chúng ta. Làm sao đột nhiên liền biến mất đâu? Giám sát tổ toàn bộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bình thường, Hắc Ám Thượng Đế mạnh như vậy, để ngươi giám sát đến, đều là cố ý. Cao tầng nói, nếu như có Hắc Ám Thượng Đế tại, chúng ta tiếp xuống một hệ liệt kế hoạch đều rất khó thi hành. Nhưng lại trừ không xong, ai, khó làm. Mọi người sắc mặt âm trầm. Ai nói nhất định phải diệt trừ đâu, hợp tác cũng được à. Chúng ta có thể tìm Hắc Ám Thượng Đế hợp tác. Dù sao trong tay chúng ta thẻ đánh bạc cũng không ít. Hợp tác có thể, xác thực có thể. Như vậy tiếp xuống hai chúng ta nhiệm vụ, thứ nhất, tìm Hắc Ám Thượng Đế nói chuyện hợp tác, thứ hai, phân tích thu thập lại số liệu, phong phú người chết sống lại tiến công thủ đoạn. Chẳng qua mọi người sắc mặt vẫn là âm trầm. Vốn cho rằng chế tạo ra sống quân đoàn người chết là vô địch, liền thần bảng trước 10 đều không thể làm gì. Với cái thế giới này, tiến hành quét ngang, tiến hành nghiền ép. Làm cho tất cả mọi người vô kế khả thi, bó tay hết cách. Nhưng lúc này đây, kiểm tra đo lường ra tới. Đối với cường giả chân chính đến nói, căn bản là vô dụng. Bọn hắn chỉ có thể chậm rãi từng bước một đến. Chấm. Lần này khiêu chiến tiến hành đến một nửa, liền kết thúc. Chẳng qua thần bảng cùng chuẩn thần bảng cũng có trọng đại điều chỉnh. Nhưng bởi vì tham gia người khá nhiều, trên phạm vi lớn điều chỉnh không có. Trên cơ bản đều tại mấy vị bồi hồi. Chẳng qua Lý Tử Nhiễm tiến bộ to lớn. Theo thần bảng trước 100, trực tiếp xiết vào thần bảng 50 vị trí đầu. Cùng Kỳ Lân, Kiếm Tà Thần, Tiêu Phong mấy người khác biệt không lớn. Đi cùng Lý Triệu hai nhà cũng là trải qua cửu tử nhất sinh, sống sót đều chiếm được nhanh chóng trưởng thành. Chiến lực tăng lên, mang ý nghĩa xếp hạng cũng tại tăng lên. Từng cái mừng rỡ không thôi. Ngược lại là Diệp Quân Lâm chuẩn thần bảng xếp hạng vậy mà rút lui. Đó là bởi vì Diệp Quân Lâm lần này không có tính thực chất biểu hiện, căn bản không nhúc nhích. Tăng thêm rất nhiều đến rèn luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bởi vậy, hắn xếp hạng tự nhiên mà vậy rơi xuống. Sư phụ ngươi cùng sư mẫu 3 tháng kỳ hạn, chỉ còn lại nửa tháng đi. Ngươi thứ hạng này làm sao còn hạ xuống rồi? Tiêu Phong nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm. Tràn đầy lo lắng. Đúng à, sư mẫu đều đã là thần bảng 50 vị trí đầu. Sư phụ, ngài chuẩn thần bảng xếp hạng hơn 7,900 tên. Cái này hoàn toàn là trời cùng đất khác biệt à. Tuần Khắc bất đắc dĩ nói. Làm Diệp Quân Lâm đồ đệ, bọn hắn không nghĩ Diệp Quân Lâm bị ngược quá thảm. Việc quan hệ mặt mũi à. Ai cũng không muốn bị tàn ngược. Hiện tại đừng nói cùng Lý Tử Nhiễm so. Chính là cùng Lý Tùng Khuê những người này so, đều là một cái trên trời, một cái dưới đất. Huống chi Lý Tử Nhiễm thật đáng sợ đi. Đã tiến vào thần bảng 50 vị trí đầu. Dựa theo nàng cái này tốc độ khủng khiếp, tiếp xuống thời gian nửa tháng, tiến vào 30 vị trí đầu khẳng định không thành vấn đề. Trước 20, trước 10, trở lại đỉnh phong cũng có thể. Trừ nàng tự thân cố gắng ưu tú bên ngoài, mấu chốt là sư phụ của nàng A. Đây chính là Hắc Ám Thượng Đế. Lần này rừng rậm nguyên thủy một trận chiến, để tất cả mọi người biết Hắc Ám Thượng Đế có bao nhiêu đáng sợ khủng bố. Đồ đệ của hắn tiến bộ nhanh như vậy, đương nhiên. Mọi người đừng bảo là, Quân Lâm xếp hạng hạ xuống đó là bởi vì trước đó hắn đều không hảo hảo luyện, một mực luyện cũ đồ vật. Lần này hắn khẳng định hoàn toàn tỉnh ngộ, tu luyện hiện tại công pháp chiến kỹ, khẳng định nhanh chóng vô cùng. Lý Tử Nhiễm nhìn xem Diệp Quân Lâm nói ra, Quân Lâm như vậy đi, 3 tháng kỳ hạn, đối ngươi không công bằng. Chúng ta kéo dài thời gian đi, nửa năm, thậm chí một năm đều có thể. Chúng ta đến lúc đó lại so. Những người khác cũng nhao nhao gật gật đầu, đúng, ta cũng cảm thấy không sai. Hẳn là kéo dài thời gian. Rừng rậm nguyên thủy, Diệp Quân Lâm cảm nhận được tuyệt cảnh về sau, tiếp xuống chính là điên cuồng tu luyện, vứt bỏ cũ đồ vật. Cho Diệp Quân Lâm đầy đủ thời gian, chưa chắc không thể cùng Lý Tử Nhiễm liều một phen. Diệp Quân Lâm cười cười, không có việc gì, 3 tháng liền 3 tháng. Định tốt ngày không muốn đổi, ta cũng không cần thời gian dài như vậy. Cái này, tất cả mọi người sắc mặt quỷ dị nhìn xem Diệp Quân Lâm. Đều loại thời điểm này, còn như thế mạnh hơn. Kéo dài thời gian lại không mất mặt, thua Lý Tử Nhiễm mới mất mặt đâu. Nhất là chỉ còn lại thời gian nửa tháng, chênh lệch lớn như vậy như thế nào đền bù.
Tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào. Diệp Quân Lâm hoặc là chính là tên điên, hoặc là chính là đồ đần. Chẳng qua Lý Tử Nhiễm ngược lại là không nói gì, trực tiếp đáp ứng, tốt, 3 tháng kỳ hạn liền 3 tháng. Dù sao nàng lúc trước lập thành 3 tháng kỳ hạn, đầu tiên là vì khích lệ mình đề cao. Thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu, để Diệp Quân Lâm khắc sâu nhận thức đến tự thân không đủ cùng nhỏ yếu, từ đó nổi điên đồ cường. So không thể so, không trọng yếu. Chủ yếu là để Diệp Quân Lâm đề cao. Hiện tại Diệp Quân Lâm mình tìm tai vạ, kia nàng cũng không có cách nào. 15 ngày, Diệp Quân Lâm căn bản không làm được cái gì thay đổi. Dù sao muốn ngược hắn, liền phải ngược phải triệt để một điểm, để hắn càng thêm cố gắng thích ứng thời đại này. Cái này ngược lại là Lý Tử Nhiễm muốn nhìn đến. Lý Tử Nhiễm gật gật đầu, được thôi. Sau 15 ngày thấy rõ ràng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trưởng thành tới trình độ nào. Ai? Tiêu Phong bọn hắn than thở. Lần này người muốn ném lớn. So sư phụ, căn bản không sánh bằng. So đồ đệ, bọn hắn cũng treo. Tiêu Phong vị trí sớm tối phải làm cho Lý Tử Nhiễm vượt qua. Tất cả mọi người tiếp xuống đều nổi điên đồng dạng tu luyện. Bởi vì bọn hắn được chứng kiến thế gian này chiến lực trần nhà, biết cực hạn ở nơi nào. Lý Tử Nhiễm còn đi tới Diệp Quân Lâm trước người, thật có lỗi a, Quân Lâm. Trước đó sư phụ xuất hiện, còn để ta lựa chọn công pháp của ngươi. Ta biết nàng là đang khảo nghiệm ta, thật xin lỗi Quân Lâm, cuối cùng ta vẫn là lựa chọn sư phụ công pháp. Hiệu quả đâu, ngươi cũng nhìn thấy. Ta tiến bộ rất nhanh. Mặt khác, sư phụ nhiều khủng bố, ngươi mặc dù không có tận mắt thấy, thế nhưng nghe những người khác nói qua đi. Thần bảng thứ nhất mạnh bao nhiêu? Lý Tử Nhiễm tại hướng Diệp Quân Lâm khoe khoang sư phụ của mình. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, hiện tại Hắc Ám Thượng Đế xác thực rất lợi hại. Bởi vì là ta, có thể không lợi hại sao? Diệp Quân Lâm ở trong lòng bổ sung một câu. Nhưng lời này nghe, giống như là có nghĩa khác. Lý Tử Nhiễm nghi ngờ hỏi, nói như vậy trước kia liền không lợi hại rồi. Không sai, ngươi nghe hiểu ta ý tứ. Trước kia nàng xác thực rất yếu. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Phốc, Lý Tử Nhiễm lập tức liền cười. Sư phụ ta vẫn luôn rất mạnh. Lời này của ngươi nói thật giống như giao thủ qua đồng dạng. Hắc Ám Thượng Đế tại Lý Tử Nhiễm trong suy nghĩ chính là vô địch. Chính là tín ngưỡng một loại tồn tại. Diệp Quân Lâm nói nàng trước kia yếu, Lý Tử Nhiễm tự nhiên không đáp ứng. Ta không chỉ có giao thủ qua, ta vẫn là giết qua. Diệp Quân Lâm không có tiếp tục nói hết. Nói thêm gì đi nữa, liền tổn thương hòa khí. Loại sự tình này lần sau đừng nói, bị những người khác nghe được không được. Lý Tử Nhiễm thoáng có chút bất mãn. Chấm. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Quân Lâm tìm không thấy người. Bởi vì hắn tại tra rõ Mã Nhã công nghiệp cùng chư thần phòng thí nghiệm quan hệ. Càng ngày càng cảm thấy có chỗ tương tự. Cái này khiến Lý Tử Nhiễm bọn hắn vui mừng quá đỗi. Tưởng rằng lần này khiêu chiến khích lệ đến Diệp Quân Lâm, để hắn triệt để nổi điên đồ cường. Kỳ thật ta không phải nhất định phải so với kết quả gì, đều là vì khích lệ hắn cố gắng. Hiện tại hiệu quả không phải đã tới sao? Lý Tử Nhiễm rất hài lòng. Thanh Long, Kỳ Lân bọn hắn cũng rất hài lòng. Đúng, chúng ta chuẩn bị đưa lão đại một kiện lễ vật đâu. Chờ lão đại xuất quan, chúng ta tới tìm hắn đi. Chu Tước mấy người cười nói. Lễ vật gì à? Mọi người tò mò hỏi. Đây không phải Mã Nhã công nghiệp vũ khí không thể phá vỡ không nói, còn có đặc thù nguyên tố sao? Thế lực khắp nơi đều đang nghiên cứu đối sách. Trước mắt trừ biển sâu trước vật chất, cái khác biện pháp giải quyết đều không có. Mặc dù không có giải quyết, nhưng có biện pháp dự phòng a. Côn Luân công nghiệp nghiên cứu ra một cái, dung hợp hiện đại khoa học kỹ thuật cùng cổ đại cơ quan thuật đặc chế chiến y. Không chỉ có thể phòng ngừa Mã Nhã công nghiệp vũ khí đâm thủng, còn có thể dự phòng đặc thù nguyên tố xâm nhập. Điểm trọng yếu nhất là cái này đặc chế chiến y có thể gánh vác thần bảng trước ngũ cường người khủng bố một kích. Thậm chí số liệu có thể chính xác đến thần bảng thứ hai cùng thứ ba khủng bố một kích. Chấm. Cái gì? Làm Chu Tước nói ra chuyện này về sau, toàn trường đều xôn xao. Còn có loại này chiến y. Có thể gánh vác thần bảng thứ hai cùng thứ ba công kích. Kia phải là dạng gì chiến y a? Còn có dự phòng Mã Nhã công nghiệp nguyên tố xâm nhập. Cái này nếu là truyền đi, sợ là toàn thế giới đều muốn oanh động đi. Đây là một hạng siêu cấp vĩ đại kiệt tác a. Trừ thần bảng thứ nhất bên ngoài, cái khác đều có thể miễn dịch công kích.
không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên thần bảng thứ nhất quá mạnh, căn bản không có người bắt hắn làm văn chương. Nghiên cứu 10 năm đều nghiên cứu không rõ. Chẳng qua thần bảng thứ hai liền có thể nghiên cứu, chỉ có thể theo thần bảng thứ hai nghiên cứu lên. Đây là có hy vọng. Thần bảng thứ nhất, cũng đừng nghĩ. Không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chẳng qua trước mắt phải chăng có thể ngăn cản thần bảng thứ hai thứ ba công kích cấp bậc hiệu quả còn tại giai đoạn thí nghiệm, còn phải cần tìm người tình nguyện đi mặc lấy đặc chế chiến y kiểm tra. Trước mắt không xác định, khả năng người tình nguyện có nguy hiểm tính mạng, hiện tại người tình nguyện đều không có mấy cái. Chu Tước thở dài nói, hiện tại cái này đặc chế chiến y chỉ là thí nghiệm thần bảng 30 vị trí đầu cùng trước 20 cường giả cấp bậc công kích. Về phần lại hướng phía trước, thần bảng trước 10 thậm chí trước 5, đều là lý luận. Hết thảy vẫn còn thí nghiệm giai đoạn. Thiên Sách thiếu soái còn tại tìm người tình nguyện. Người một nhà hắn là không cho phép tham dự thí nghiệm. Lấy chúng ta quan hệ, hẳn là có thể cầm tới một kiện đặc chế chiến y. Tại lão đại còn không có lên giai đoạn này, có thể đưa đến đại tác dụng. Có thể bảo mệnh dùng. Nhìn thấy lão đại cố gắng như vậy, chúng ta liền tiễn hắn một kiện đi. Đâu, nhất định phải tranh thủ đến một kiện. Chấm. Vì Diệp Quân Lâm, Chu Tước bọn hắn nguyện ý cùng Thiên Sách thiếu soái đi tranh thủ. Diệp Quân Lâm xuất hiện. Nguyên nhân cũng không phải có cái gì trọng đại thành quả phát hiện. Là bởi vì Thánh Kinh tổ chức liên hệ Diệp Quân Lâm. Sương Mã Nhã công nghiệp bên kia muốn cùng hắn gặp mặt, cần hợp tác. Diệp Quân Lâm lúc này mới xuất hiện. Về phần cùng Mã Nhã công nghiệp sự tình, Diệp Quân Lâm muốn suy nghĩ một chút đáp lại. Chu Tước bọn hắn tìm tới Diệp Quân Lâm. Lão đại nhìn thấy người gần đây rất cố gắng, thực lực đề cao bao nhiêu? Kỳ Lân hỏi. Thanh Long lập tức nói, thực lực đề cao bao nhiêu không trọng yếu, cố gắng là được. Lão đại cùng chúng ta đi Côn Luân công nghiệp tổng bộ đi, chúng ta vì ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật. Đám người hưng phấn nói. Tốt. Cuối cùng liền Lý Tử Nhiễm, Tiêu Phong bọn hắn cũng đều cùng nhau đi tới. Mọi người đối Côn Luân công nghiệp đặc chế chiến y đều có hứng thú nồng hậu. Đi vào Côn Luân công nghiệp phòng thí nghiệm về sau, đám người vừa muốn đi vào. Thiên Sách thiếu soái xuất hiện. Gần đây hắn đang tìm người tình nguyện đến thí nghiệm đặc chế chiến y lực phòng ngự. Bởi vậy những ngày này đều tại Côn Luân công nghiệp tổng bộ. Các ngươi tới làm gì? Thiên Sách thiếu soái tò mò hỏi. Thiếu soái chúng ta tới lấy chiến y, ngài đã đáp ứng. Thanh Long mấy người nói. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm về sau, Thiên Sách thiếu soái cười lạnh, các ngươi muốn chiến y là vì cho Diệp Quân Lâm. Là. Thanh Long đám người sắc mặt biến. Lúc này bọn hắn lại rảo biện, cũng là vô dụng. Ta coi là cái này chiến y là chính các ngươi dùng, cho nên ta mới đáp ứng. Sớm biết cùng các ngươi không quan hệ, là cho người ngoài. Ta khẳng định không đáp ứng. Thiên Sách thiếu soái nói. Thanh Long bọn hắn không lời nói. Xác thực như thế. Lần này đặc chế chiến y đều là chỉ có thể phân phối cho Côn Luân công nghiệp nội bộ nhân viên sử dụng. Người ngoài không được. Diệp Quân Lâm tại Côn Luân công nghiệp xem ra chính là người ngoài. Dựa theo quy định. Tuyệt đối không thể được đến chiến y. Chu Tước nghĩ đến cái gì, không khỏi nói, thiếu soái. Người ngoài không được, thế nhưng là lão đại của chúng ta không phải người ngoài a. Tối thiểu là Côn Luân công nghiệp người sáng lập a, làm sao đều xem như nội bộ nhân viên. Mấy người khác cũng lập tức nói, đúng, thiếu soái, lão đại làm sao cũng đều xem như Côn Luân công nghiệp nội bộ nhân viên. Thiên Sách thiếu soái cười, các ngươi lời nói này phải có điểm gượng ép a. Muốn hay không để Côn Luân công nghiệp tất cả mọi người bỏ phiếu nhìn xem, là thừa nhận hắn nhiều người, vẫn là không thừa nhận nhiều người. Nghe nói như thế, Thanh Long mấy người biến sắc. Nếu như bỏ phiếu, 70-80%, thậm chí nhiều hơn người sẽ cho rằng Diệp Quân Lâm không phải Côn Luân công nghiệp nội bộ nhân viên. Thiên Sách thiếu soái chuyển đề tài nói, chẳng qua đâu, xem ở thật sự là hắn là đưa ra Côn Luân công nghiệp sáng lập phân thượng, ta quyết định cho một bộ mặt. Tạ ơn thiếu soái. Đám người vội vàng cảm tạ. Trước chớ vội cảm tạ, có điều kiện. Gần đây ta không phải một mực đang tìm người tình nguyện sao? Dùng để thí nghiệm chiến y lực phòng ngự đến tột cùng cực hạn ở nơi nào? Chấm. Nghe đến đó, mọi người sắc mặt đều soát phải biến. Quả nhiên không có chuyện tốt. Như vậy đi, chỉ cần Diệp Quân Lâm làm người tình nguyện, mặc đặc chế chiến y, đến tiến hành lực phòng ngự thí nghiệm. Đặc chế chiến y liền miễn phí đưa cho hắn. Thiên Sách thiếu soái cười lạnh.
thiếu soái cái này không được a, có nguy hiểm tính mạng, vạn nhất không chịu nổi cực hạn, như thế người sẽ bị xé rách. Thanh Long bọn hắn lập tức không đáp ứng. Thiên Sách thiếu soái gật gật đầu, đúng a, ta biết. Cho nên người tình nguyện khó tìm, nhưng vì thí nghiệm, nhất định phải từ chân nhân mặc đến thí nghiệm, mới có tốt nhất hiệu quả. Cái này không được, có nguy hiểm tính mạng không tham gia, chiến y cũng không cần. Lý Tử Nhiễm Tiêu Phong bọn hắn cũng không đáp ứng. Thiên Sách thiếu soái cười lạnh, tốt, không có việc gì, không miễn cưỡng. Không có việc gì, ta đáp ứng, ta đi thử một chút cái này chiến y a. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Diệp Quân Lâm. Hắn đáp ứng. Cái này chiến y thành công, đối đại hạ có chỗ tốt. Hắn vì cái gì không thể thử xem đâu. Trực tiếp dùng nắm đấm của hắn đến kiểm tra là được. Nhìn xem có thể hay không chịu được hắn một quyền hoặc là một chỉ. Nếu như dựa theo Diệp Quân Lâm tiêu chuẩn, như vậy thiên kiếm địa đao cũng không hợp cách. Dù sao đầu ngón tay gõ nát. Nào có chất lượng cùng lực phòng ngự có thể nói. Tốt, là để ta trực tiếp tới một quyền đánh nát trong miệng các ngươi chiến y sao? Diệp Quân Lâm chăm chú hỏi. Hắn coi là khảo nghiệm là cái này. Không phải, ngươi kiểm tra thế nào? Ngươi có phải hay không không có nghe rõ? Là bảo ngươi mặc vào đặc chế chiến y, sau đó gặp công kích tới kiểm tra chiến y lực phòng ngự, hiểu không? Thiên Sách thiếu soái cười lạnh nói. Được thôi, được thôi. Lằng nhà lằng nhằng. Diệp Quân Lâm cũng chủ yếu là vì các huynh đệ, xuyên liền xuyên đi, không quan trọng. Nếu như công kích kiểm tra, có thể thương tổn được hắn, tính Côn Luân công nghiệp châu bò. Lão đại, sư phụ, nguy hiểm a, chúng ta không muốn. Vốn chính là cầu cái an ổn. Muốn cho Diệp Quân Lâm an toàn thêm một tầng bảo hộ. Nhưng cái này đại giới có chút lớn. Còn không có hưởng thụ được bảo hộ, ngược lại muốn sớm đối mặt nguy hiểm. Không có việc gì, liền để ta thử xem đi. Diệp Quân Lâm cười cười. Đi vào đặc biệt phòng thí nghiệm về sau, Diệp Quân Lâm mặc vào một kiện đặc chế chiến y. Cùng hắn trong tưởng tượng cồng kềnh chiến giáp khác biệt. Cái này chiến y so phổ thông quần áo thậm chí càng mỏng một điểm. Trọng lượng cũng rất nhẹ, mặc vào rất dễ chịu, không có một chút điểm vướng víu cảm giác. Không sai, có thể. Diệp Quân Lâm từ đáy lòng khen ngợi. Hiện tại cái này khoa học kỹ thuật có sao nói vậy, xác thực thật sự có tài. Vẫn là có khuyết điểm, không thể kiêm dung tiến công khoa học kỹ thuật, chỉ có thể đưa đến phòng ngự tác dụng. Thiên Sách thiếu soái trên mặt mấy phần ưu sầu chi sắc. Phòng ngự kỳ thật cũng là tiến công. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Thiên Sách thiếu soái bỗng nhiên cười, nghe một chút, vương giả cấp bậc nói chuyện chính là có trình độ. Một điểm liền thông a. Diệp Quân Lâm mặc vào đặc chế chiến y, đi vào rất rất lớn trong phòng thí nghiệm. Tòa này phòng thí nghiệm ở vào dưới mặt đất vài trăm mét vị trí. Thu xếp Diệp Quân Lâm đứng tại chỉ định vị trí về sau, những người khác toàn bộ rời đi. Ầm ầm. Phòng thí nghiệm đại môn đóng lại về sau, mọi người cách pha lê nhìn xem bên trong Diệp Quân Lâm. Mọi người nắm đấm đều nắm chặt, khẩn trương cực. Diệp Quân Lâm một mặt bình tĩnh, quan sát đến phòng thí nghiệm cấu tạo. Tại hắn phía trước 500 mét vị trí, có mấy cái cửa hang lớn. Thiếu soái, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, phải chăng bắt đầu kiểm tra? Phòng thí nghiệm nhân viên hỏi thăm. Tốt, bắt đầu. Thiên Sách thiếu soái nói. Như vậy công kích bố trí đẳng cấp vì? Phòng thí nghiệm nhân viên hỏi. Bình thường có thần bảng người thứ 30 cấp bậc một kích chí mạng, trước 20 vân vân. Hiện tại Côn Luân công nghiệp thế nhưng là thử một chút thần bảng trước 10 cấp khác. Trực tiếp thiết lập đến tối cao, bắt trước được thần bảng thứ 2 thứ 3 một kích toàn lực. Đến tiến công Diệp Quân Lâm. Thiên Sách thiếu soái âm thanh lạnh lùng nói. Đã có người tình nguyện kiểm tra, sao không trực tiếp kiểm tra cực hạn? Thần bảng thứ nhất mạnh bao nhiêu, mọi người không biết. Thiên Sách thiếu soái cũng không được. Nhưng thần bảng thứ 2 thứ 3, hắn có thể căn cứ tự thân thực lực cùng rất nhiều người thực lực đến mô phỏng thiết lập. Sai lầm sẽ không vượt qua 1%. Chỉ có điều bắt trước được cái này khủng bố một kích, cần đại lượng nguồn năng lượng vật chất. Chuyển hóa thành siêu cấp năng lượng mới có thể hội tụ ra cường lực một kích. Không tốt a, thiếu soái, cái này có chút quá. Lập tức cực hạn nhất, từ từ sẽ đến đi. Lúc trước 10, lại hướng phía trước chậm rãi kéo dài a. Cái này Thanh Long bọn hắn dọa sợ. Dù sao đây là kiểm tra. Kiểm tra liền mang ý nghĩa có phong hiểm. Vạn nhất đặc chế chiến y bị xé nứt. Diệp Quân Lâm cũng liền nguy hiểm.
Chúng ta không làm thí nghiệm, chiến y cũng không cần. Đem người thả ra, chúng ta đi. Lý Tử Nhiễm sinh khí, liền phải đi động cửa. Chỉ là Thiên Sách thiếu soái đưa nàng ngăn lại, không được, đã bắt đầu, không thể rời khỏi. Hắn làm sao lại bỏ qua đâu? Bắt đầu. Thiên Sách thiếu soái một lần ngăn cản, một lần hô to. Sau một khắc, phòng thí nghiệm trực tiếp mở ra kiểm tra. Ong ong ong. Rất nhanh, tất cả mọi người nghe được đáng sợ tiếng ầm ầm, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang lay động đồng dạng. Tạch tạch tạch. Ở ngoài phòng thí nghiệm mặt lại xuất hiện từng tầng hộ giáp, đem phòng thí nghiệm gắt gao che chở. Đây là song trọng cam đoan. Sợ hãi siêu cường một kích đem hết thảy đều phá hủy. Lúc này, Diệp Quân Lâm phía trước cửa hang lớn bên trong ánh lửa bắn ra bốn phía, phát ra đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng. Bên trong có siêu cao đẳng cấp nguồn năng lượng vật chất tại hội tụ, cuối cùng đem chuyển hóa thành siêu cường năng lượng thúc. Trên cơ bản có thể mô phỏng thần bảng thứ hai thứ ba cường giả một kích. Đây chính là hiện đại khoa học kỹ thuật cường đại. Vậy mà có thể mô phỏng đến mạnh như vậy năng lượng thúc. Cái này trước kia là không thể nào thực hiện. Trước kia nhiều lắm là chính là Hứa Chính Kiệt giết thần võ khí. Hiện tại nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chấm. Cảm nhận được đất rung núi chuyển động tĩnh, tất cả mọi người đang run rẩy. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng sợ hãi. Kia là để linh hồn đều rung động một kích. Đối bọn hắn đến nói, hoàn toàn chính là nghiền ép cấp bậc. Lý Tử Nhiễm không được. Kỳ Lân Tiêu Phong không được. Những người khác càng không được. Thậm chí liền Thiên Sách thiếu soái gặp được cái này sức mạnh đáng sợ, cũng chỉ có quỳ lạy phần. Cái này không cách nào tưởng tượng. Lập tức tất cả mọi người không có lòng tin. Đối cái này chiến y. Ong ong ong. Rung động thanh âm càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng trang bị bên trong, năng lượng chuyển hóa hoàn tất, hội tụ thành một luồng năng lượng buộc. Oanh! Cuối cùng cái này luồng năng lượng buộc hướng phía Diệp Quân Lâm phóng tới. Cái này năng lượng buộc vừa ra tới, giống như mặt trời chói chang trên không lóa mắt, để người không thể nhìn thẳng. Lại không dám đối kháng chính diện. Tất cả mọi người tại thời khắc này nhắm mắt lại. Chẳng qua Diệp Quân Lâm khóe miệng mỉm cười, cái này luồng năng lượng buộc với hắn mà nói, quá yếu quá yếu. Gãi ngứa ngứa đều không đủ. Thậm chí nói liền chết đi hắc ám thượng đế một kích đều không có. Nhưng làm Thiên Sách thiếu soái, Lý Tử Nhiễm bọn hắn dọa thành như thế. Một đám không có thấy qua việc đời người. Diệp Quân Lâm vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại hắn chủ yếu là nghĩ trực tiếp qua khảo nghiệm cái này chiến y lực phòng ngự như thế nào. Phải chăng gánh vác được. Oanh! Rất nhanh, năng lượng thúc đánh ở trên người hắn. Phanh phanh phanh! Liên tiếp tiếng nổ tung vang lên, phòng thí nghiệm kém chút chia năm xẻ bảy, nếu không phải phòng thí nghiệm chỗ sâu dưới lòng đất, sợ là động tĩnh này đều có thể gây nên toàn đại hạ chú ý. Đáng sợ liệt dương tia sáng bắn ra bốn phía, chiếu xạ phải tất cả mọi người mắt mở không ra. Uy lực thực sự quá khủng bố. Đợi đến hết thảy đều dừng lại. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía phòng thí nghiệm, chỉ thấy Diệp Quân Lâm bình yên vô sự đứng ở chỗ đó. Trên người đặc chế chiến y cũng là một chút sự tình đều không có. Thành công, chúng ta thành công. Thấy cảnh này, mọi người là vừa mừng vừa sợ. Nhao nhao cười lớn. Cái này đặc chế chiến y có thể gánh vác thần bảng thứ ba mạnh thứ hai lực một kích A. Khả năng này sẽ dẫn phát trọng đại chuyển hướng. Mở ra chương mới. Thiên Sách thiếu soái thực lực rất mạnh, nhưng chiếu thần bảng trước 5 cùng trước 3 vẫn là có khoảng cách. Nhưng nếu như có cái này chiến y, hắn có thể cùng bọn hắn tách ra vật tay. Có cấp bậc này chiến y, Côn Luân công nghiệp tương lai câu trở nên không giống. Thứ này cũng liền thành thẻ đánh bạc. Sẽ mang đến rất nhiều không tưởng được chỗ tốt. Tương lai cách cục, chính là xem ai trong tay thẻ đánh bạc nhiều. Cái này không thể nghi ngờ sẽ thành Thiên Sách thiếu soái một lớn chiến thắng pháp bảo. Lý Tử Nhiễm bọn hắn cũng rất hưng phấn. Diệp Quân Lâm không có việc gì. Không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Còn có thể trắng đến một kiện đặc chế chiến y. Thiếu soái, chúng ta cần phải giữ lời nói. Lão đại kiểm tra, như vậy cho hắn một kiện chiến y a. Thanh Long mấy người nói. Không có vấn đề, ta nói lời giữ lời. Lúc này, Diệp Quân Lâm cởi chiến y đi tới. Rất nghiêu bức sao, có muốn hay không ta cho kiểm tra kiểm tra. Diệp Quân Lâm nhìn không được. Muốn làm mặt khảo nghiệm bọn hắn kiểm tra. Để bọn hắn biết cái này chiến y yếu kém như tờ giấy.
xé ra liền vỡ ra. Thiên sách thiếu soái cười lạnh, người muốn làm sao kiểm tra? Đương nhiên là trực tiếp đưa nó xé thành hai nửa a. Diệp Quân Lâm nói, ha 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 ha, chỉ là lời này mới ra, thiên sách thiếu soái cùng Côn Luân công nghiệp người toàn bộ đều cười. Giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Diệp Quân Lâm. Chỉ có ngớ ngẩn mới có thể nói ra những lời này a. Người bình thường tuyệt đối nói không nên lời này tới. Cái này chiến y đừng nhìn khinh bạc, nhưng vật liệu là cấp cao nhất, hiếm thấy nhất hy hữu. Chỉ là tài liệu này, liền vượt qua hàng không vũ trụ cấp bậc. Cái dạng gì nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp đều có thể tiếp nhận. Bén nhọn vật chất cùng thần bảng cường giả cấp bậc công kích, toàn bộ đều có thể chịu nổi. Nhất là vận dụng hiện đại khoa học kỹ thuật cùng cổ đại bí kỹ thuật pháp dung hợp được chế tạo, càng phát ra cứng rắn vô địch. Nói như vậy, tại Côn Luân công nghiệp, không ai có thể đem nó xé mở. Dù là dùng hết thảy biện pháp, dùng hết Côn Luân công nghiệp bất luận cái gì trang bị vũ khí đều không thể hủy đi. Đem cái này chiến y ném tới nơi này, để ngươi phá hư, người ở chỗ này căn bản không có cách nào. Vừa mới kiểm tra càng là chứng minh điểm này. Tụ lực cường đại một kích đều không có biện pháp gì. Chớ nói chi là dựa vào nhân lực. Đó chính là trò cười. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm lời này vừa ra tới, mọi người cười thành dạng này. Lời này nghe rất yếu chí. Nhưng kia là đối bọn hắn đám người này đến nói. Diệp Quân Lâm thế nhưng là như thần tồn tại. Không tin đúng không? Diệp Quân Lâm vừa muốn xé rách, Lý Tử Nhiễm bọn người vội vàng kéo hắn lại. Không có việc gì, chúng ta rời đi. Thiếu soái, chiến y chúng ta mang đi, cảm tạ. Lý Tử Nhiễm sợ thiên sách thiếu soái bọn hắn sẽ đổi ý. Lập tức lôi kéo Diệp Quân Lâm, mang theo chiến y rời đi. Những người khác cũng đi theo rời đi. Thiên sách thiếu soái hiện tại một lòng nhào vào đặc chế chiến y thành quả bên trên, nơi nào quản Diệp Quân Lâm a? Đi cái kia đều không có quan hệ gì với hắn. Nếu không cái này chiến y cho các ngươi a, dù sao ta không dùng đến. Diệp Quân Lâm định cho đồ đệ, các huynh đệ. Ai cần ai mặc. Xác thực đối bọn hắn đến nói, có chút dùng. Chí ít thần người trên bảng không đả thương được bọn hắn, trừ mình. Không được, vẫn là lão đại chính ngươi giữ lại. Đúng, mọi người tiêu tốn như thế lớn công phu, chính là muốn để sư phụ ngươi an toàn. Chấm. Đám người tự nhiên không chịu. Lý Tử Nhiễm cười cười, như vậy đi, chúng ta đem cái này chiến y cho cần nhất người a. Ừm, tất cả mọi người là sững sờ. Không hiểu nhiều Lý Tử Nhiễm ý tứ. Chị dâu, ngươi có ý tứ gì? Ai là cần nhất chiến y người? Huyền Võ ồm ồm mà hỏi. Đó là đương nhiên là ở đây ở trong yếu nhất một người. Chúng ta liền căn cứ thần bảng cùng chuẩn thần bảng xếp hạng tới đi. Ai xếp hạng thấp nhất, như vậy nói rõ người đó là cần nhất chiến y người. Thế nào? Lý Tử Nhiễm nói. Đồng ý, dạng này tâm phục khẩu phục, tất cả mọi người không cần tranh. Tất cả mọi người minh bạch Lý Tử Nhiễm dụng ý. Thứ nhất. Muốn để Diệp Quân Lâm thủ hạ đặc chế chiến y. Thứ hai, tiếp tục đâm kích Diệp Quân Lâm. Được, chúng ta tới so tài một chút đi. Tất cả mọi người nói ra thứ hạng của mình. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân. Lão đại là chuẩn thần bảng xếp hạng hơn 7.000, là xếp hạng thấp nhất. Chiến y cho lão đại. Tất cả mọi người là một bộ tâm phục khẩu phục dáng vẻ. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận chiến y. Đưa nó mang về. Đi vào chỗ ở của mình về sau, Diệp Quân Lâm cầm lấy chiến y quan sát đến. Còn giống như có thể càng mạnh, hiện tại cũng không phải là hoàn mỹ trạng thái. Nói, Diệp Quân Lâm hai tay phát lực. Xoẹt. Đặc chế chiến y nháy mắt chia 5 xẻ 7, hóa thành lam lũ mảnh vỡ. Hắn chỉ là thử xem, không nghĩ tới so hắn trong tưởng tượng muốn yếu ớt. Đúng lúc này đợi, Lý Tử Nhiễm đi đến, vừa vặn thấy cảnh này. Lý Tử Nhiễm trực tiếp mắt trợn tròn. Nhìn xem biến thành mảnh vỡ đặc chế chiến y, nàng kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Vậy mà vỡ vụn thành dạng này rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này, này sao lại thế này? Lý Tử Nhiễm run rẩy hỏi. Ta xé toang. Diệp Quân Lâm nói. Thật sao, ta không tin. Lý Tử Nhiễm trực tiếp lắc đầu. Nàng nếu là lại hơi sớm một chút tiến đến. Liền có thể nhìn thấy Diệp Quân Lâm xé rách chiến y một màn kia. Chẳng qua nàng hơi chậm mấy bước. Lúc tiến vào chỉ thấy chiến y đã thành mảnh vỡ một màn.
bởi vậy nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng là Diệp Quân Lâm xé nát. Ta minh bạch. Bỗng nhiên, Lý Tử Nhiễm hoảng sợ nói. Ngươi minh bạch cái gì rồi? Diệp Quân Lâm rất hiếu kỳ. Chiến y sở dĩ chia 5 xẻ 7, đó là bởi vì tại trước đó trong khảo nghiệm đã nhận cực lớn trình độ tổn thương, khi đó kỳ thật liền đã vỡ vụn, chỉ có điều còn kém chút. Mặt ngoài hoàn hảo, nội tại đã triệt để phá hủy. Nếu như là chính ngươi dựa vào man lực xé mở, vậy chỉ có thể là hai nửa a. Làm sao lại thành chia 5 xẻ 7 tình huống? Lý Tử Nhiễm phân tích. Diệp Quân Lâm cười cười, đó là bởi vì ta khí lực lớn a. Tiện tay liền có thể xé rách. Không đúng, khẳng định là chiến y tiếp nhận không được cái này cường độ. Đã sớm vỡ vụn. Lý Tử Nhiễm càng là nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn xem Diệp Quân Lâm hỏi, người có phải hay không đã sớm biết chiến y vỡ vụn rồi. Cho nên cố ý nói muốn tự mình đo thử xuống, muốn xé rách. Lý Tử Nhiễm bỗng nhiên nghĩ đến phía trước Diệp Quân Lâm cứng rắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người kiểm tra chiến y, muốn tự tay xé rách. Lúc ấy mọi người không có coi là chuyện đáng kể. Hiện tại xem ra, Diệp Quân Lâm đã sớm biết chiến y vỡ vụn, tốt mượn nhờ cơ hội lần này, ở trước mặt mọi người tú một cái, trang một cái. Chỉ là còn chưa bắt đầu, liền bị mình lôi đi. Quân Lâm người ít nhiều có chút ngây thơ, vậy mà loại suy nghĩ này. Chẳng qua đâu, cũng có chỗ tốt, chỉ ít giúp Côn Luân công nghiệp đo ra cái này chiến y cực hạn. Ta lập tức nói cho bọn hắn đi. Lý Tử Nhiễm chạy đi. Liền Diệp Quân Lâm cơ hội giải thích đều không cho. Ta. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ. Người ta chiến y thật tốt, chỉ là tay mình ngại, xé một chút. Theo nàng đi thôi. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Tử Nhiễm khẳng định sẽ đem tin tức sai lầm truyền cho Côn Luân công nghiệp, để bọn hắn coi là chiến y phòng ngự còn chưa đủ tốt, không chịu nổi cực hạn. Chẳng qua cái này cũng khả năng là một chuyện tốt. Bởi vì tiếp xuống. Côn Luân công nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường chiến y chất lượng, sách lực phòng ngự cao. Làm ra thứ càng tốt ra tới. Cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Không sai. Dựa theo Diệp Quân Lâm nghĩ như vậy, Lý Tử Nhiễm kịp thời đem chiến y vỡ vụn, tuyệt không cực hạn chịu đựng tin tức truyền lại cho Côn Luân công nghiệp. Thiên Sách thiếu soái chờ tất cả mọi người tin. Dù sao chiến y vật liệu cùng các phương diện đều quá chân quý. Quá thưa thớt. Dùng để thí nghiệm đều rất thua thiệt. Tiếp theo cũng không có người tình nguyện khảo nghiệm lại, nhất là tại loại này thất bại tình huống dưới. Bọn hắn đo không dậy nổi. Chỉ có thể vùi đầu tiếp tục đề cao chiến y cực hạn. Chẳng qua Thiên Sách thiếu soái vì cảm tạ Lý Tử Nhiễm, lại cho nàng một kiện chiến y. Nếu không phải Lý Tử Nhiễm tin tức, hắn rất có thể mặc chiến y đi khiêu chiến thần bảng trước mấy tồn tại. Như vậy, rất có thể bỏ mệnh. Thật tình không biết, Lý Tử Nhiễm truyền lại chính là tin tức sai lầm. Lý Tử Nhiễm trở về, lại mang về một kiện chiến y. Diệp Quân Lâm triệt để bất đắc dĩ. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể mặc. Sau đó chính là thương lượng cùng Mã Nhã công nghiệp người phụ trách gặp mặt sự tình. Diệp Quân Lâm suy nghĩ một chút, để Mã Nhã công nghiệp người đến đại hạ gặp mặt. Tin tức vừa truyền ra. Rất nhiều người đều chấn kinh. Hắc ám thượng đế cùng Mã Nhã công nghiệp cao tầng gặp mặt, địa phương làm sao lại chọn tại đại hạ đâu. Diệp Quân Lâm cho Minh Tà Thần bọn hắn lý do rất đơn giản, ta lười nhắc chạy. Để cho bọn họ tới thấy ta. Một cái Mã Nhã công nghiệp lão đại, một cái Thánh Kinh tổ chức lão đại. Họp vậy mà chọn tại đại hạ. Vị này người nào đều không để ý giải. Mã Nhã công nghiệp trên dưới tất cả mọi người không hiểu. Liền Thánh Kinh tổ chức rất nhiều người đều không hiểu. Vì cái gì chọn tại đại hạ. Mà lại Thánh Kinh tổ chức không ít Hắc Ám Thượng Đế tâm phúc biết, Hắc Ám Thượng Đế trong thời gian ngắn là không dám vào nhập đại hạ. Nhưng hôm nay lại muốn đi đại hạ rồi. Chẳng qua mọi người đối với cái này hơi có thể hiểu được một phen. Dù sao Hắc Ám Thượng Đế hiện tại quá mạnh. Hoành ép thần bảng. Càng là ép tới Mã Nhã công nghiệp cần đàm phán. Đôi bên tại đại hạ đàm phán vị trí, chọn tại Giang Bắc. Cái này làm cho tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập tại Giang Bắc. Lý Tử Nhiễm rất hưng phấn. Sư phụ khẳng định là bởi vì nàng, mới đem đàm phán địa điểm chọn tại Giang Bắc. Đáng tiếc, nếu là sư phụ có thể thu ngươi làm đồ đệ. Tương lai ngươi nhất định là thần bảng thứ hai tồn tại. Lý Tử Nhiễm nhìn xem Diệp Quân Lâm cảm thán nói. Thế nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi vẫn là muốn dựa vào chính mình. Thật tốt luyện đi, con gái của ngươi Quân Quân đã đi ra con đường của mình.
Lý Tử Nhiễm đối Diệp Quân Lâm vẫn là có lòng tin. Nương theo lấy 3 tháng kỳ hạn càng ngày càng gần. Lý Tử Nhiễm tin tưởng Diệp Quân Lâm sẽ thể ngộ. Diệp Quân Lâm cười lạnh, sư phụ của ta chỉ có một cái, những người khác không có tư cách làm sư phụ của ta. Huống chi Hắc Ám Thượng Đế là mình đâu? Hắc Ám Thượng Đế cùng Mã Nhã Công Nghiệp đầu mục tại Đại Hạ gặp mặt, đây tuyệt đối là xưa nay chưa thấy chuyện lớn. Thiên Sách Phủ tiếp vào tin tức về sau, cũng rơi vào trầm tư. Chuyện lớn như vậy tại Đại Hạ tổ chức, chủ yếu ở vào trong lúc mấu chốt, khả năng tương đối mẫn cảm. Tiếp theo, chính là Hắc Ám Thượng Đế. Thiên Sách thiếu soái cùng mấy đại thần tướng, mơ hồ nghe nói qua Hắc Ám Thượng Đế truyền thuyết. Dường như Thiên Sách Phủ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, không được Hắc Ám Thượng Đế bước vào Đại Hạ nửa bước. Nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn là không rõ ràng. Hiện tại nan đề xuất hiện, là ngăn cản Hắc Ám Thượng Đế đâu. Vẫn là không ngăn trở, để hắn tiến vào Đại Hạ đâu. Cần phải ngăn trở, thật có thể ngăn cản được sao? Hắc Ám Thượng Đế thế nhưng là thần bảng thứ nhất sức chiến đấu, muốn ngăn cản, không nhất định có thể ngăn cản được a. Cho nên bọn hắn rất xoắn suýt vấn đề này. Rất nhanh, đôi bên ước định đàm phán ngày đến. Mã Nhã Công Nghiệp đầu mục tại số lớn cao thủ hộ tống dưới, đi vào Giang Bắc. Bọn hắn hàng không mẫu hạm tại hải vực vùng biển quốc tế bên trên chờ đợi. Cơ hồ đem có thể mang tới cao thủ đều mang đến. Dù sao Đại Hạ bọn hắn kiêng kỵ nhất. Thánh Kinh tổ chức bên này, chỉ có Diệp Quân Lâm một người. Ngay tại Lâm gặp mặt trước một đêm, Minh Tà Thần mấy người vội vàng đi vào Giang Bắc. Các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Diệp Quân Lâm tò mò hỏi. Chúng ta quên nói cho ngài một việc, trước đó Hắc Ám Thượng Đế chính là tại kiêng kỵ Đại Hạ, không dám tới Đại Hạ. Nhất là không có dung hợp thiên kiếm địa đao trước, nàng là không dám xuất hiện tại Đại Hạ. Nói là sợ một người. Bây giờ ngài lấy Hắc Ám Thượng Đế hình tượng xuất hiện tại Đại Hạ, sợ là sẽ phải dẫn tới người này, thậm chí thế lực lớn a. Minh Tà Thần mấy người nói. Cứ việc chúng ta biết thực lực của ngài không sợ hết thảy. Nhưng cuối cùng vẫn là cẩn thận là hơn. Diệp Quân Lâm cười cười, tốt, ta đều biết. Không có việc gì, vừa vặn để ta xem một chút là ai. Có lẽ có thể giúp ta để lộ rất nhiều bí mật. Vậy là tốt rồi, chẳng qua vẫn là cẩn thận một chút. Chúng nhân nói, ta chính là muốn nhìn một chút Mã Nhã Công Nghiệp đầu mục là ai. Đây mới là Diệp Quân Lâm đáp ứng đàm phán mục đích. Nếu như Mã Nhã Công Nghiệp đầu mục là chư thần phòng thí nghiệm nào đó một vị, như vậy liền chứng minh hắn ý nghĩ là đúng. Chư thần phòng thí nghiệm còn tồn tại tại trên thế giới. Quân Lâm, Quân Lâm. Lúc này, truyền đến Lý Tử Nhiễm thanh âm. Nàng trực tiếp hướng Diệp Quân Lâm trong biệt thự đi tới. Các ngươi làm sao ở chỗ này? Dù sao trước đó chưa hề nhận qua bọn hắn muốn tới tin tức. Sư phụ, ngươi làm sao cũng tại. Lý Tử Nhiễm lại nhìn thấy một thân ảnh, mang theo một ổ bánh gỗ. Diệp Quân Lâm tại vừa mới thời điểm, biết tránh không kịp, dứt khoát đem mặt nạ đeo lên. Nguyên lai sư phụ ngài đến sớm, ta còn tưởng rằng ngài ngày mai mới đến đâu. Lý Tử Nhiễm a là vừa mừng vừa sợ. Ta cùng bọn hắn có chút việc thảo luận. Người đi ra ngoài trước đi. Lý Tử Nhiễm rời đi sau. Diệp Quân Lâm dặn dò Minh Tà Thần bọn hắn nhìn chằm chằm một điểm tình huống bên ngoài. Để bọn hắn cấp tốc rời đi. Qua sau một lúc, Lý Tử Nhiễm trở về. Người đâu? Lý Tử Nhiễm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Quân Lâm sửng sốt một chút, người nào đâu? Sư phụ vừa rồi tại ngươi nơi này họp. Lý Tử Nhiễm thẳng thắn. Vậy ta làm sao không thấy được? Diệp Quân Lâm cố ý mà hỏi. Lấy sư phụ tu vi, nàng không nghĩ để ngươi thấy, ngươi tuyệt đối là không nhìn thấy. Lý Tử Nhiễm mặt mũi tràn đầy đắc ý kiêu ngạo. Lý Tử Nhiễm lại nhìn xem Diệp Quân Lâm nói, ngươi tin hay không sư phụ khẳng định còn ở nơi này, chỉ là chúng ta phát hiện không được. Ta tin tưởng. Diệp Quân Lâm nơi nào không tin. Hắn đúng là nơi này a. Ai, nếu là sư phụ một mực ở trong nhà của chúng ta tốt biết bao nhiêu. Như vậy. Trên thế giới này không người nào dám chọc chúng ta a. Lý Tử Nhiễm cảm thán. Không có việc gì, có ta ở đây, cũng giống như vậy. Ai cũng không dám chọc chúng ta nhà. Diệp Quân Lâm cười cười. Ngươi, ta chờ một ngày này, hy vọng nhanh lên. Hai người tại sân biệt thự bên trong thời điểm ra đi, chợt nghe bên ngoài có trận trận tiếng ồn ào. Hai người đi ra ngoài xem xét.
Bên ngoài biệt thự ngược lại là đến không ít người. Có không ít vẫn là Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm nhận biết. Tỷ như, Phiền Thắng Nam, Tu La Chiến Thần cùng dưới trướng hắn Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang bọn người. Còn có trước đó rất nhiều quen biết cũng đều tại. Bọn hắn hiện tại tựa như là đại hạ thập đại thế lực một trong đại hạ liên minh A. Chính là đại hạ các phương hào cường thế lực tụ tập lại một chỗ, tạo thành siêu cường thế lực, dùng để đối kháng một chút cổ tộc. Thậm chí có thể nói là đại hạ thập đại thế lực đứng đầu. Không có cố định người lãnh đạo, có 6 vị đương gia. Phiền Thắng Nam cùng Tu La chính là trong đó 2 vị. Các ngươi là tới làm gì? Lý Tử Nhiễm lúc này hỏi. Cảnh giác nhìn xem đám người. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tới tìm ta. Diệp Quân Lâm cười nói. Hắn đã đoán được Đại Hạ Minh tới đây nguyên nhân. Không chỉ có như thế. Còn có rất nhiều thế lực cũng là xếp tại phía sau. Hẳn là cùng Đại Hạ Minh cùng đi. Ngươi lần này đoán sai, chúng ta thật không phải tới tìm ngươi. Thậm chí nói cùng ngươi không hề quan hệ. Tu La Chiến Thần một mặt cao ngạo nói. Bọn hắn hiện tại cũng là thần bảng hàng đầu cường giả, thậm chí so Kỳ Lân đều muốn lợi hại một điểm. Tu La Chiến Thần cùng Phiền Á Nam là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cùng Diệp Quân Lâm chào hỏi, đơn thuần là cho mặt mũi. Côn Luân Chiến Thần, chúng ta miễn cưỡng dạng này gọi ngươi đi. Hiện tại thời đại của ngươi đã triệt để đi qua, đã không phải là người người gọi ngươi tình trạng. Trước kia, lão đại của chúng ta thế nhưng là đem ngươi trở thành làm đời sau phấn đấu mục tiêu. Nhưng hôm nay, đối với ngươi, ngay cả chúng ta đều không có bất cứ hứng thú gì. Chớ đừng nói chi là những người khác. Bởi vì dựa theo thực lực, ngươi liền cùng chúng ta đối thoại tư cách đều không có. Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang ba người không lưu tình chút nào đạo. Ba vị này cũng tại thần bảng liệt kê. Mặc dù dựa vào sau. Nhưng đó cũng là thần bảng. Phiền Thắng Nam ngược lại là ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Quân Lâm, chuyện của ngươi ta nghe nói. Ngươi phải thật tốt cố gắng, nắm chắc thời đại này kỳ ngộ a. Chuẩn thần bảng hơn 7.000 tên, quả thật có chút quá thấp. Có gì cần hỗ trợ, cứ việc nói, ví dụ như công pháp một loại, ta đều sẽ đưa cho ngươi. Tu La Chiến Thần cũng gật gật đầu, ta cũng đồng ý giúp đỡ. Tu La Chiến Thần bất đắc dĩ nói. Điểm ấy xác thực, có rất nhiều không biết ngươi người không cách nào lý giải, vì sao lão đại của chúng ta thần bảng thứ 26 thực lực, đi qua vậy mà lấy ngươi làm mục tiêu. Nói ra, thật mất mặt. Còn có đồ đệ của ngươi, huynh đệ, thủ hạ, thậm chí thê tử của ngươi cùng nữ nhi, đều là thần bảng xếp hạng hàng đầu siêu cấp cường giả. Ngươi không sánh bằng bên người tất cả mọi người. Chúng ta còn nghe nói nhạc phụ ngươi nhạc mẫu đều tiến vào thần bảng, liền ra ra nãi nãi của ngươi đều xếp hạng cao hơn ngươi. Ngươi làm sao làm, bọn hắn cho ngươi nhiều như vậy hiện đại công pháp ngươi không luyện, ngươi làm sao có mặt. Chúng ta cầu ngươi. Tranh thủ thời gian hăng hái cố gắng mạnh lên đi. Ngươi không mất mặt, chúng ta cũng mất mặt a. Đi theo ngươi tương quan người đều sẽ mất mặt. Ngày xưa vương giả làm sao lưu lạc đến tận đây. Liền người già trẻ em cũng không bằng. Ngươi còn sống có ý nghĩa gì? Muốn làm rác rưởi sao? Chấm. Thất Sát, Phá Quân mấy người không lưu tình chút nào chỉ trích lấy Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm cũng không có đi ngăn cản. Nàng ngược lại cần dạng này người đến kích động Diệp Quân Lâm. Chỉ có đem Diệp Quân Lâm đả kích đến đáy, Diệp Quân Lâm mới có thể đụng đáy bắn ngược. Mà lại Thất Sát những người này nói chuyện tương đối trực tiếp. Cơ hồ là câu câu như đao, đao đao thấy máu. Dạng này kích động mới là tốt nhất. Bởi vì bọn hắn không cần bận tâm Diệp Quân Lâm bất luận cái gì tình cảm, bởi vậy mới có thể không che đậy miệng. Dạng này đối Diệp Quân Lâm đả kích mới là to lớn. Đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Khả năng đi rừng rậm nguyên thủy gặp phải tuyệt cảnh, còn không có bây giờ Thất Sát Phá Quân mấy câu dễ dùng. Mặc dù nói là nói, nhưng chúng ta càng hy vọng ngươi có thể mau chóng thoát khỏi hiện trạng, trở thành cường giả đỉnh cao. Ta chờ ngươi vượt qua tất cả chúng ta một ngày, cần hỗ trợ, cứ việc tìm chúng ta. Tu La Chiến Thần nói. Phiền Thắng Nam gật gật đầu, cần hỗ trợ, tùy thời tìm chúng ta. Chẳng qua chúng ta hiện tại còn có chuyện khác. Diệp Quân Lâm không để ý đến bọn hắn. Quay người tiến vào biệt thự. Lý Tử Nhiễm hỏi, các ngươi chuyện gì, ta nhìn có thể không thể hỗ trợ. Chúng ta nghe nghe sư phụ ngươi Hắc Ám Thượng Đế ngay ở chỗ này. Chúng ta muốn cầu kiến. Phiền Thắng Nam nói ra mục đích tới. Nguyên bản đại hạ rất nhiều thế lực chính là Thánh Kinh tổ chức tại trưởng khống.
Nhất là Đại Hạ Minh chính là Hắc Ám Thượng Đế một tay chuẩn bị lên. Tu La cùng Phiền Thắng Nam bây giờ thực lực mức độ lớn tăng lên, đều là dựa vào Hắc Ám Thượng Đế cùng Thánh Kinh tổ chức. Còn có những người khác cũng đều là như thế. Trừ Đại Hạ Minh bên ngoài, còn có mấy chục thế lực lớn, cũng đều đến cầu kiến Hắc Ám Thượng Đế. Dù sao Hắc Ám Thượng Đế cùng Thánh Kinh tổ chức cho bọn hắn hết thảy. Hiện tại Hắc Ám Thượng Đế đến Đại Hạ, bọn hắn lẽ ra bái kiến. Tốt, ta đi hỏi thăm Hạ sư phụ đi, nhìn nàng một cái phải chăng có thể thấy các ngươi. Lý Tử Nhiễm sau khi trở về, hướng phía biệt thự hô hào, sư phụ, bên ngoài có một đống người muốn gặp ngài, ngài trông thấy không gặp đâu. Thấy đi, một thanh âm từ Diệp Quân Lâm trong biệt thự truyền ra. Lý Tử Nhiễm mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Sư phụ quả nhiên còn tại Diệp Quân Lâm gian phòng bên trong. Quả nhiên chính mình suy đoán là đúng. Cho tới thời khắc này Diệp Quân Lâm đi đâu, nàng không hứng thú biết. Mà lại sư phụ lên tiếng đáp lại, khả năng Diệp Quân Lâm hiện tại bị khống chế ở, đang ngủ đi. Lý Tử Nhiễm vội vàng đi vào bên ngoài, đem Hắc Ám Thượng Đế muốn gặp tin tức nói cho Tu La bọn hắn. Đám người một mặt kích động. Đi theo Lý Tử Nhiễm tiến vào biệt thự. Diệp Quân Lâm trong biệt thự. Hắn ngồi. Chỉ có điều trên mặt nhiều khối mặt nạ. Ai cũng không có hoài nghi thân phận của hắn. Bái kiến Hắc Ám Thượng Đế. Tu La, Phiền Thắng Nam cùng tất cả mọi người toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Hắc Ám Thượng Đế đồng đẳng với ân sư, bọn hắn đương nhiên phải quỳ. Đằng sau đám người càng điên cuồng lên. Tận mắt nhìn đến Hắc Ám Thượng Đế, đã để bọn hắn lệ nóng doanh tròng. Phảng phất nhìn thấy thần minh đồng dạng. Chẳng qua Hắc Ám Thượng Đế chính là thần minh. Thứ nhất, cho ở đây tất cả mọi người thần thông công pháp, để bọn hắn cường đại đến tận đây. Thứ hai, trưởng khống toàn thế giới 1/3 thế lực. Thứ ba, thần bảng thứ nhất, vô địch chiến lực người người run như cầy sấy. Cái này còn không phải thần sao. Hắc Ám Thượng Đế tuyệt đối là Tu La chiến thần cùng Phiền Thắng Nam đám người thần tượng tín ngưỡng. Nhất là Tu La loại này sùng bái cường giả người trong mắt, càng là thần minh. Luôn luôn băng lãnh Tu La nhìn thấy Hắc Ám Thượng Đế cũng không bình tĩnh. Đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng cùng điên cuồng. Đời ta lớn nhất hy vọng chính là có thể đi theo ngài. Chấm. Tất cả mọi người tại nhìn thấy Hắc Ám Thượng Đế về sau, lộ ra tiếng lòng của mình. Diệp Quân Lâm một mặt bất đắc dĩ, ta liền nói các ngươi là tới tìm ta a. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. Hắc Ám Thượng Đế lời này là có ý gì đâu? Đúng rồi. Hẳn là Hắc Ám Thượng Đế đã sớm biết bọn hắn muốn tới. Liệu sự như thần. Trưởng khống hết thảy, thần minh tồn tại, có thể trở thành Thánh Kinh tổ chức một viên, là mộ tổ tiên nhà ta bên trên bốc khói. Đúng a, liền Mã Nhã công nghiệp loại này cấp thế lực khác đều không thể làm gì, muốn cùng ngài đàm phán. Chấm. Đám người mừng rỡ kích động, cũng không biết nói cái gì. Nhìn xem đại hạ các thế lực lớn. Diệp Quân Lâm ngược lại là minh bạch thứ gì, vì sao Thánh Kinh tổ chức điên cuồng tại đại hạ trưởng khống nhiều như vậy thế lực đâu? Xem ra chính là tại bố cục. Hắc Ám Thượng Đế sớm tối kế hoạch hẳn là tiến vào đại hạ, cho nên những người này đều là sớm tại bố cục. Hắc Ám Thượng Đế kinh doanh như thế đại nhất bàn cục. Nàng đến tột cùng đang sợ cái gì? Đại hạ có cái gì để nàng kiêng kỵ? Chẳng qua không quan trọng. Diệp Quân Lâm ngược lại là muốn gặp một lần là thần thánh phương nào. Tu La chiến thần đám người này đến tìm Hắc Ám Thượng Đế, trừ vuốt mông ngựa cùng biểu đạt kính sợ, liền không có chuyện gì khác. Diệp Quân Lâm đều nghe được phiền chán. Không có chuyện đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi. Diệp Quân Lâm không kiên nhẫn khoát khoát tay. Đám người lập tức nghe lời rời đi. Chẳng qua tất cả mọi người tại cửa ra vào bồi hồi. Các ngươi nói Hắc Ám Thượng Đế gương mặt dưới mặt nạ là dạng gì? Trẻ tuổi soái ca, vẫn là trung niên, hoặc là lão niên. Ta cảm thấy hẳn là người trẻ tuổi, chí ít diện mạo nhìn rất trẻ trung. Chấm. Đám người cũng đang thảo luận Hắc Ám Thượng Đế chân thực khuôn mặt. Chẳng qua tất cả mọi người cảm thấy Hắc Ám Thượng Đế là nam tính. Đều là từ nam tính góc độ xuất phát. Lý Tử Nhiễm ở bên cạnh che miệng cười khẽ. Thế gian này trừ nàng bên ngoài, không ai biết gương mặt dưới mặt nạ là cái dạng gì a? Là nữ. Không ai nghĩ đến a. Lúc này, Phiền Thắng Nam kiên định nói, ta cảm thấy Hắc Ám Thượng Đế là nữ nhân. Từ nàng dĩ vãng phong cách làm việc đến xem, đặc biệt tinh tế. Không phải nam tính, tuyệt đối là nữ tính.
À, Phiền Thắng Nam lời này mới ra. Tất cả mọi người kỳ quái đều nhìn nàng. Sao có thể là nữ nhân đâu? Không có khả năng, Hắc Ám Thượng Đế toàn thế giới đều biết là nam nhân a. Ngươi cùng những người khác hỏi một chút, có phải là nam tính? Lập tức lọt vào đám người phản bác. Toàn thế giới đều tại cho rằng Hắc Ám Thượng Đế là cái nam nhân. Toàn bộ đều cho rằng như vậy. Không không không, ta vừa mới cẩn thận quan sát qua, lại căn cứ dĩ vãng phong cách làm việc của nàng, nàng 70-80% xác suất là nữ nhân. Phiền Thắng Nam vẫn là quan sát nhỏ bé. Lý Tử Nhiễm khen ngợi gật đầu. Là nam nhân, ta cá với ngươi, khẳng định là nam. Nữ, ta cảm thấy chính là nữ. Chấm. Lúc này mọi người nhao nhao dùm beng. Lý Tử Nhiễm bất đắc dĩ nói, tốt ha, ta nói cho các người biết. Hắc Ám Thượng Đế là nữ. Lập tức, giữa sân yên tĩnh một mảnh, không có thanh âm. Không, là nam. Xác thực nói trước kia là nữ, hiện tại là nam. Lại một thanh âm truyền đến. Liền Lý Tử Nhiễm cũng nhìn sang. Diệp Quân Lâm vui. Con mẹ nó chứ chính là Hắc Ám Thượng Đế. Các ngươi có ta bản nhân rõ ràng sao? Ta là nam hay là nữ chính ta không biết sao? Diệp Quân Lâm ra tới. Mọi người thần sắc biến đổi. Bởi vì Diệp Quân Lâm là từ Hắc Ám Thượng Đế vừa mới ở gian phòng ra tới. Nhìn thấy mọi người hiểu lầm, Lý Tử Nhiễm lập tức giải thích, sư phụ xác thực ở tại biệt thự của hắn, nhưng cụ thể ở nơi nào, chúng ta căn bản tìm không thấy. Đừng nghe hắn nói bậy, ta gặp qua sư phụ thật khuôn mặt, các ngươi không cần loạn nghi kỵ, không được ầm ĩ. Sư phụ là chuyện của nữ nhân, các ngươi kiên quyết không thể truyền đi. Lý Tử Nhiễm còn cảnh cáo nói. Đám người đồng loạt gật đầu, vâng. Rất nhanh. Ngày thứ hai đàm phán sẽ liền đến. Mã Nhã Công nghiệp đoàn đại biểu, từ vùng biển quốc tế đi vào Giang Bắc. Một chỗ trong đình giữa hồ. Diệp Quân Lâm mang theo mặt nạ, đã sớm đang đợi. Hắn muốn nhìn đến cùng là ai. Rất nhanh, đám người một cái tiếp một cái đến. Mã Nhã Công nghiệp đầu mục cũng không phải là một người, mà là một đám người. Ước chừng có 7-8 người. Đằng sau còn đi theo hơn 20 người. Đoán chừng cũng là hạch tâm cao tầng. Đằng sau càng là đi theo số lớn cao thủ, từ một nơi bí mật gần đó còn mai phục hàng trăm hàng ngàn cường giả. Xem ra đều là một đám sợ chết ra hỏa. Xuất động một chuyến, vậy mà có nhiều người như vậy bảo hộ. Sợ mình. Vẫn là sợ đại hạ. 7-8 vị đầu mục toàn bộ ngồi tại Diệp Quân Lâm trước mặt, chào hỏi hắn. Nhìn thấy những người này. Diệp Quân Lâm không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Mã Nhã Công nghiệp cùng chư thần phòng thí nghiệm không có một chút quan hệ sao? Làm sao những người trước mắt này cũng không nhận ra? Hoặc là nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự là mới xuất hiện thế lực lớn? Không đúng. Khẳng định là lạ ở chỗ nào? Không có khả năng nói, không hề có một chút quan hệ. Hắc Ám Thượng Đế cảm tạ ngài có thể đáp ứng mời. Mã Nhã Công nghiệp các vị bắt đầu đàm phán. Đại khái chính là để Hắc Ám Thượng Đế cùng Thánh Kinh tổ chức không nên nhúng tay Mã Nhã Công nghiệp sự tình, bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể mở. Thậm chí Mã Nhã Công nghiệp còn có thể cùng Thánh Kinh tổ chức liên minh. Hắc Ám Thượng Đế ngài phải biết, một khi, ngươi cùng chúng ta liên thủ. Trên đời này sẽ có người nào cản trở được chúng ta? Dù là đại hạ, cũng phải chúng ta đi ngang. Diệp Quân Lâm cười. Liên minh cũng không phải là không thể được, nhưng phải để ta biết lai lịch của các ngươi a, tối thiểu phải có điểm thành ý. Thủ hạ ta Thánh Kinh tổ chức, mặc dù trưởng khống toàn thế giới 1/3 thế lực, có thể nói trợn nhìn chính là một đám người ô hợp. Các ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói. Diệp Quân Lâm cười nói. Hắc Ám Thượng Đế ngài nội tình như thế nào, chúng ta vẫn là biết một chút. Năm đó ngài thế nhưng là tự tay giết chết qua chư thần phòng thí nghiệm một vị người sáng lập. Bây giờ xem ra, thực lực của ngài đã đến không người có thể địch tình trạng. Đoán chừng ngài lần này đem đàm phán địa điểm chọn tại đại hạ, là tại hướng vị nào thì uy khiêu khích a. Dù sao trước đó ngươi thế nhưng là không thể tiến vào đại hạ. Mã Nhã Công nghiệp mấy lớn cao tầng nói. Diệp Quân Lâm sững sờ. Những người này, tựa hồ đối với lúc đầu Hắc Ám Thượng Đế so với mình còn hiểu hơn đâu. Còn không phải sao, chúng ta bây giờ càng ngày càng lý giải lúc trước chư thần phòng thí nghiệm hủy diệt, không phải chư thần phòng thí nghiệm yếu, mà là Hắc Ám Thượng Đế quá mạnh. Đúng, lúc ấy chúng ta còn có các loại nghi kỵ, có thể là đám người kia mưu kế,
mới có thể để cho Hắc Ám Thượng Đế cùng Thánh Kinh tổ chức dễ dàng như vậy đem chư thần phòng thí nghiệm hủy diệt. Hiện tại tất cả mọi người lý giải, nhất là Hắc Ám Thượng Đế có thể đánh giết biến chủng người chết sống lại về sau, chúng ta liền lý giải. Chấm. Nghe Mã Nhã công nghiệp cao tầng ở giữa nói chuyện phiếm. Diệp Quân Lâm trong lòng dâng lên sóng to gió lớn tới. Cái gì? Chư thần phòng thí nghiệm thật diệt rồi. Hắc Ám Thượng Đế tuyệt không nói dối. Là thật mang theo Lý Tử Nhiễm bọn hắn đem chư thần phòng thí nghiệm diệt rồi. Không nghĩ tới thật có chuyện này. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cảm thấy không có khả năng, lấy Hắc Ám Thượng Đế thêm Thánh Kinh tổ chức lực lượng, cho dù là diệt đi trước đó chư thần phòng thí nghiệm cũng tốn sức. Chớ nói chi là chư thần phòng thí nghiệm chỉ là mọi người thấy một góc của băng sơn. Không có khả năng. Cho dù là chư thần phòng thí nghiệm bị diệt, kia đoán chừng cũng là bọn hắn cố ý. Cố ý để Hắc Ám Thượng Đế, khiến người khác, nghĩ lầm chư thần phòng thí nghiệm bị diệt mất. Mã Nhã công nghiệp đám người này ngay từ đầu cùng hoài nghi của mình là đồng dạng. Cảm thấy Hắc Ám Thượng Đế thực lực không đủ, chư thần phòng thí nghiệm là giả chết, cố ý bị hủy diệt biến mất. Nhưng bọn hắn nhìn thấy mình cường thế thực lực về sau, đều tin tưởng. Diệp Quân Lâm cười khổ lắc đầu. Ai? Có điểm lạ mình. Hiện tại Hắc Ám Thượng Đế như trước kia căn bản không phải một người a. Chiến lực cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hiện tại Hắc Ám Thượng Đế là hắn, có thực lực khả năng diệt đi, nhưng trước đó Hắc Ám Thượng Đế không được a. Nàng làm không được diệt đi chư thần phòng thí nghiệm trình độ. Các ngươi hoài nghi là đúng. Chư thần phòng thí nghiệm là cố ý. Nhưng Diệp Quân Lâm ngượng ngùng nói thẳng ra. Hắn chỉ có thể thuận Mã Nhã công nghiệp ý tứ đến, là ta một tay phá hủy chư thần phòng thí nghiệm. Lúc trước có rất nhiều người không tin, chẳng qua đã là lão lịch sử, biết đến không có mấy người. Nhưng ta nghe các ngươi vừa mới nói, dường như chư thần phòng thí nghiệm hủy diệt cùng các ngươi cũng có quan hệ. Diệp Quân Lâm là nghĩ là thăm dò đám người kia nội tình. Lời này mới ra. Mấy chục người đều cười. Hắc Ám Thượng Đế nói như vậy, hủy diệt chư thần phòng thí nghiệm là ngươi cuối cùng làm được. Nhưng ở trong đó có chúng ta một nửa công lao. Nếu là không có chúng ta làm nền cùng động tác, ngài sợ là rất khó diệt đi chư thần phòng thí nghiệm a. Có người cười lấy nói. Động tác của các ngươi. Cái gì động tác, sợ là thân phận của các ngươi. Ta nhiều lần điều tra qua Mã Nhã công nghiệp, cũng không có gì manh mối. Các ngươi chẳng lẽ cùng chư thần phòng thí nghiệm có quan hệ a? Diệp Quân Lâm bỗng nhiên nhìn xem đám người hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, toàn bộ đều cười. Xác thực có quan hệ, chúng ta trước kia chính là chư thần phòng thí nghiệm người. Lời này mới ra, Diệp Quân Lâm nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong bắn ra từng đạo sắc bén ánh mắt. Sát ý của hắn đem tất cả mọi người bao phủ. Giờ khắc này, Mã Nhã công nghiệp tất cả mọi người có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Huyết dịch khắp người sôi trào, từng tấc một áp lực tăng gấp bội, mỗi người đều giống như muốn nổ tung đồng dạng. Đây chính là đến từ thần minh áp bách sao? Tất cả mọi người hoảng. Không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Trách không được Hắc Ám Thượng Đế là thần bảng thứ nhất, trách không được hắn có thể đánh giết biến chủng người chết sống lại. Quá mạnh. Hắc Ám Thượng Đế ngài đừng hiểu lầm. Chúng ta trước đó là chư thần phòng thí nghiệm người. Nhưng chúng ta tất cả mọi người ở đây xúc phạm chư thần phòng thí nghiệm phép tắc, bị định thành phản đồ, có bị trục xuất man hoang chi địa, có bị giam trong tù nhận hết tra tấn. Nói trắng ra, chúng ta chính là chư thần phòng thí nghiệm phản đồ. Đã từng vì bọn họ hiệu lực, nhưng về sau không như lợn chó. Chúng ta bọn này phản đồ âm thầm liên lạc, chuẩn bị lật đổ chư thần phòng thí nghiệm. Bởi vì chúng ta rõ ràng chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm, cơ bản biết hết thảy. Cho nên chúng ta rất nhanh chế định tạo phản kế hoạch, đồng thời áp dụng hành động. Rốt cục chúng ta từ nội bộ tan rã chư thần phòng thí nghiệm, lại lợi dụng Hắc Ám Thượng Đế ngài cùng thế lực khác từ ngoại bộ đối chư thần phòng thí nghiệm tiến hành diệt vong. Ở bên trong bên ngoài giáp công dưới, chư thần phòng thí nghiệm hủy diệt. Chẳng qua ngay từ đầu chúng ta đều cảm thấy chư thần phòng thí nghiệm có bẫy, sao có thể cái này tùy tiện diệt vong. Thực lực chúng ta dường như không đủ a. Về sau biết Hắc Ám Thượng Đế ngài kinh khủng chiến lực về sau, chúng ta xác định chư thần phòng thí nghiệm là diệt. Chấm. Chấn kinh. Mã Nhã công nghiệp nơi phát ra rốt cuộc biết. Hóa ra là chư thần phòng thí nghiệm bọn phản đồ tạo thành. Kỳ thật cũng không tính tất cả đều là phản đồ đi, có tài nhưng không gặp thời, có gặp phải chèn ép, có tại chư thần phòng thí nghiệm làm trâu làm ngựa.
mọi người đối chư thần phòng thí nghiệm là cực kỳ phẫn nộ. Đều muốn thay thế chư thần phòng thí nghiệm, đến đi con đường của nó. Chấm. Nói chuyện đến chư thần phòng thí nghiệm, từng cái phẫn nộ muốn chết. Diệp Quân Lâm cười hỏi, cho nên nói hiện tại Mã Nhã công nghiệp kỳ thật chính là chư thần phòng thí nghiệm nội tình vốn liếng tạo thành. Đúng, không sai, không thể không nói chư thần phòng thí nghiệm tiên tiến chỗ, chính là mấy năm trước khoa học kỹ thuật phóng tới hiện tại cũng là đỉnh cấp. Bây giờ Mã Nhã công nghiệp có khoa học kỹ thuật, đều là chư thần phòng thí nghiệm lưu lại. Trước mắt nổi danh nhất chính là Mã Nhã công nghiệp vũ khí bên trên đặc thù nguyên tố cùng biến chủng người chết sống lại. Cái này kỳ thật đến từ chư thần phòng thí nghiệm một vị kinh khủng nhất bác sĩ, là nghiên cứu của hắn phát minh. Chấm. Diệp Quân Lâm dường như nghĩ đến một người. Hơi có nghe thấy một vị. Chẳng lẽ chính là năm đó một tay chế tạo tạo thần kế hoạch vị nào? Diệp Quân Lâm hỏi. Đám người lập tức gật gật đầu, đúng đúng đúng, chính là hắn. Vị này kinh khủng nhất bác sĩ nhưng quá lợi hại. Mã Nhã công nghiệp hiện tại một nửa kỹ thuật, đều nơi phát ra hắn. 3 năm trước đây ta còn nhớ rõ, Diệp Quân Lâm cùng Lucifer cùng đến chỗ chết về sau, vị bác sĩ này rất nhanh liền đem Lucifer phục sinh. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cũng cuối cùng tỉnh lại. Còn không phải sao, vị bác sĩ này nói qua lúc trước Richard nếu không phải thân thể bị đánh nổ, hắn cũng có thể phục sinh. Biện pháp còn có rất nhiều loại. Cảm giác vị bác sĩ này chính là đem khoa học kỹ thuật cùng vu thuật thuật pháp kết hợp hoàn mỹ lên. Hắn quá khủng bố. Nghe tới Lucifer lúc ấy bị rất nhanh phục sinh, Diệp Quân Lâm đã rung động. Lúc ấy Diệp Quân Lâm dùng hết một hơi, chính là muốn cùng Lucifer cùng đến chỗ chết. Dễ dàng như vậy liền phục sinh rồi. Kia vị bác sĩ này được nhiều khủng bố. Hiện tại chúng ta vũ khí bên trên sử dụng đặc thù nguyên tố chính là hắn lưu lại. Toàn thế giới tìm thời gian dài như vậy biện pháp giải quyết đều không có hiệu quả. Còn có biến chủng người chết sống lại cũng là hắn lưu lại kỹ thuật dược tề những thứ này. Chỉ có điều khống chế phương pháp tuyệt không lưu lại. Chúng ta thí nghiệm thời gian rất lâu mới làm được. Về sau chính là chúng ta cải tiến. Chẳng qua chúng ta nhìn hắn nguyên thủy kế hoạch, biến chủng người chết sống lại kế hoạch hắn là muốn dùng tại cỡ lớn dã thú trên người. Chúng ta không có hắn lợi hại như vậy, chỉ có thể dùng tại trên thân người. Trừ những cái này, Mã Nhã công nghiệp cái khác rất nhiều thứ đều là bắt nguồn từ chư thần phòng thí nghiệm nội tình. Thời đại mới đến, các loại kỳ ngộ không ngừng, các loại di tích văn minh xuất hiện. Nhưng chúng ta đúng là dựa vào chư thần phòng thí nghiệm nội tình hỗn đến bây giờ, đây cũng là chúng ta cùng thế lực khác địa phương khác nhau. Bọn hắn coi trọng tốc thành, từng cái thực lực tiến bộ lên liền cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. Nhưng mà chúng ta không giống, dựa vào kỹ thuật cùng cổ xưa phương pháp, đồng thời chú trọng thực chiến. Chấm. Nghe nghe, Diệp Quân Lâm liền cười. Cho nên nói các ngươi cử hành 2 lần khiêu chiến hệ liệt, một mặt là vì phong phú biến chủng người chết sống lại tiến công thủ đoạn, một phương diện khác sợ là so sánh Mã Nhã công nghiệp cường giả cùng thời đại mới cường giả chênh lệch ha. Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng, không sai, dù sao chúng ta đi vẫn là cũ đường đi, cùng thời đại mới không giống. Lần thứ nhất khiêu chiến là ghi chép ban đầu trạng thái. Thời đại mới tựa như là mở ra chiếc hộp Pandora, các loại kỳ ngộ cái gì đều chạy đến. Các thế lực lớn đều chiếm được chỗ tốt. Chấm. Ta tương đối nghi hoặc, thời đại mới tiến đến đầu gió. Tựa như là đột nhiên đến. Diệp Quân Lâm cau mày. Đúng, cái này chúng ta cũng nghiên cứu qua. Người bình thường toàn bộ thành võ giả, siêu năng giả. Trước kia võ giả những cái này thực lực đột nhiên tăng vọt. Không biết từ chỗ nào bắt đầu. Toàn thế giới liền bỗng nhiên biến. Xác thực nói hẳn là Diệp Quân Lâm biến mất về sau. Toàn thế giới liền biến. Chư thần phòng thí nghiệm trừ Lucifer những người này sinh động 1 năm, những người khác không có tồn tại cảm. Chấm. Không bình thường. Không có chút nào bình thường. Đột nhiên một chút toàn thế giới liền biến. Tốc thành công pháp tuyệt kỹ một đống lớn xuất hiện. Các loại cải tạo nhân thể hoặc là cái khác dược tề cùng kỹ thuật xuất hiện. Tiên tiến phát đạt mấy chục năm khoa học kỹ thuật không có dấu hiệu nào xuất hiện. Chấm. Cái này như thế khả năng. Đều là từ đâu đến. Rõ ràng là có người điều khiển. Diệp Quân Lâm liền cho rằng như vậy. Nhất định có chỉ hắc thủ trong bóng tối điều khiển hết thảy. Hắn kiên định không thay đổi cho rằng chính là chư thần phòng thí nghiệm. Thời đại mới chính là chư thần phòng thí nghiệm kiệt tác. Cũng là mượn thời đại mới đến, chúng ta mới nội ứng ngoại hợp. Đem chư thần phòng thí nghiệm xử lý. Không phải chúng ta rất khó có cơ hội à? Mã Nhã công nghiệp các vị cấp cao cảm thán nói.
Bọn hắn còn muốn cảm tạ thời đại mới đến, mới có khả năng rơi chư thần phòng thí nghiệm. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cười lạnh, các ngươi kỳ thật đều bị lừa. Thời đại mới chính là chư thần phòng thí nghiệm lấy ra. Thậm chí có thể nói, thời đại mới chính là chư thần phòng thí nghiệm một trận thí nghiệm. Đem toàn bộ thế giới đều một mực khống chế ở trong tay bọn họ. Tựa như Kỳ Lân, Tiêu Phong những người này luyện đều là bọn hắn cho. Liền phòng thí nghiệm chuột bạch đồng dạng. Bọn hắn tùy thời có thể dẫm chết. Làm chư thần phòng thí nghiệm một lần nữa trở về thời điểm, như vậy chính là tai nạn tiến đến thời điểm. Còn nữa nói, chư thần phòng thí nghiệm đều là một đám cái dạng gì tồn tại, có thể để cho một đám phản đồ cho tạo phản rồi. Chuyện tuyệt đối không thể nào. Nghĩ đều nhiều lắm. Chẳng qua trước kia tất cả mọi người hoài nghi. Hiện tại mình biến thân làm Hắc Ám Thượng Đế về sau, đều không ai hoài nghi. Thực lực tuyệt đối có thể che giấu hết thảy ngờ vực vô căn cứ. Lần này đàm phán đại hội, Diệp Quân Lâm thật sự là chuyến đi này không tệ. Biết Mã Nhã công nghiệp lai lịch không nói, còn càng phát ra khẳng định thời đại mới biến hóa kẻ đầu tiêu chính là chư thần phòng thí nghiệm. Sau đó muốn toàn lực phòng bị chư thần phòng thí nghiệm. Hắc Ám Thượng Đế, vì hiện ra chúng ta hợp tác thành ý. Chúng ta còn có thể nói cho ngài một cái bí mật. Mã Nhã công nghiệp đầu mục nói. À, cái gì bí mật? Diệp Quân Lâm sững sờ. Còn có bí mật sao? Hắc Ám Thượng Đế ngài cũng biết chúng ta rừng rậm nguyên thủy khiêu chiến mục đích à? Vì thu thập các phe tiến công thủ đoạn. Lần này chúng ta đạt được một nửa số liệu. Trải qua chúng ta điều tra cùng xâm nhập nghiên cứu phát hiện lần này khiêu chiến các cường giả. Vô luận đến từ nơi đó, bọn hắn tu luyện đồ vật đầu nguồn đều cao độ trùng hợp. Chỉ là diễn biến thành ngàn vạn loại phương thức. Diệp Quân Lâm giật mình, chẳng lẽ nói bọn hắn luyện nhưng thật ra là cùng một loại đồ vật. Tiêu Phong công pháp của bọn hắn cho mình, chẳng qua Diệp Quân Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Đúng, có thể nói là cùng một loại tốc thành đồ vật. Mà lại luyện tới trình độ nhất định, có thể sẽ phản phệ. Luyện những công pháp này cuối cùng sẽ đi hướng diệt vong. Lần này Diệp Quân Lâm ngồi không yên. Cái gì, sẽ còn phản phệ, cuối cùng diệt vong. Diệp Quân Lâm quá sợ hãi. Chẳng lẽ nói Lý Tử Nhiễm, Kỳ Lân bọn hắn luyện tốc thành công pháp tuyệt kỹ. Cuối cùng đều muốn diệt vong. Vậy mình nhất định phải ngăn cản bọn hắn a. Tốt, vậy chúng ta hợp tác, điều kiện ta đằng sau sẽ xách mấy cái. Diệp Quân Lâm sốt ruột, đáp ứng hợp tác. Về sau, hắn vội vàng về chỗ ở. Hắn không phải Hắc Ám Thượng Đế hình tượng, là hình tượng của mình. Tử Nhiễm, đem tất cả mọi người triệu tập lại. Ta có chuyện lớn muốn tuyên bố. Nhanh, đều cho ta nhanh. Nếu quả thật như cùng hắn suy nghĩ. Như vậy phiền phức lớn. Chư thần phòng thí nghiệm là một mực tồn tại. Bọn hắn tại cầm toàn bộ thế giới làm thí nghiệm. Thời đại mới hết thảy đều là bọn hắn làm. Cổ di tích, cổ văn minh, các loại công pháp, các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật. Hết thảy đều bắt nguồn từ chư thần phòng thí nghiệm. Dạng này hết thảy đều nói thông được. Đáng thương thế nhân đần độn còn tưởng rằng thật sự có thời đại mới giáng lâm, đạt được một chút chỗ tốt cùng ngon ngọt về sau, cả đám đều điên cuồng. Kỳ Lân bọn hắn chính là điển hình đại biểu. Suy nghĩ kỹ một chút thật sự là dạng này. Mã Nhã công nghiệp hiện tại là đỉnh tiêm thế lực lớn một trong. Ở vào thế giới dẫn trước trình độ. Nhưng bọn hắn dựa vào mà sống kỹ thuật vậy mà đều là 2-3 năm trước chư thần phòng thí nghiệm lưu lại. Ví dụ như đặc thù nguyên tố, toàn thế giới không thể làm gì. Biến chủng người chết sống lại căn bản giết không chết. Liền trước kia vật cổ xưa, lại đem thời đại mới mạnh mẽ đánh mặt. Cái gì cổ xưa hết thảy đào thải. Đều là kéo con bê. Kỳ thật hết thảy đều là chư thần phòng thí nghiệm thí nghiệm. Bọn hắn trước kia có so đáng sợ thời đại mới còn tân tiến hơn khủng bố. Cường đại như vậy chư thần phòng thí nghiệm sẽ bị đào thải. Làm sao có thể? Ai có năng lực như thế? Tưởng tượng liền có vấn đề. Còn có lúc trước huyết tộc tỉnh lại, đoán chừng còn có rất nhiều cổ tộc cũng bị tỉnh lại. Hết thảy đều là chư thần phòng thí nghiệm động tác. Đoán chừng đều là kế hoạch của bọn hắn. Mã Nhã công nghiệp bọn này bọn phản đồ, còn tưởng rằng là bọn hắn lật đổ chư thần phòng thí nghiệm. Thật tình không biết bọn hắn là quân cờ. Nói không chừng còn là chư thần phòng thí nghiệm người xúi dục bọn hắn mỗi một bước đường đều là chư thần phòng thí nghiệm thiết kế tốt. Hiện tại Diệp Quân Lâm càng ngày càng hoài nghi hết thảy đều là chư thần phòng thí nghiệm động tác. Bọn hắn thả ra rất nhiều tiên tiến đồ vật, đến thay đổi thời đại này.
Còn có lúc trước muốn lấy được tận thế hạt giống kho đủ để chứng minh hết thảy. A, à, làm sao rồi? Lý Tử Nhiễm bị Diệp Quân Lâm đột nhiên hốt hoảng động tác dọa sợ. Tranh thủ thời gian trước tiên đem người triệu tập lại. Sự tình đợi sẽ nói cho các ngươi biết. Diệp Quân Lâm thúc giục nói. Rất nhanh. Lý Tử Nhiễm đem có thể triệu tập đến người toàn bộ triệu tập đến. Trừ Thanh Long Kỳ Lân bọn hắn tại Côn Luân công nghiệp bên ngoài. Tiêu Phong cùng Kiếm Tà Thần bọn hắn toàn bộ đến. Sư phụ gấp gáp như vậy đem chúng ta gọi tới đến cùng chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người coi là phát sinh đại sự. Tranh thủ thời gian, đem công pháp của các ngươi chiến kỹ những cái này đều cho chúng ta. Trước đó các ngươi cho, đều bị những người kia chia cắt. Ta muốn không trở lại. Diệp Quân Lâm nóng nảy nói. Hắn muốn đem công pháp của bọn hắn nghiên cứu một lần, nhìn xem có phải là Mã Nhã công nghiệp nói tới đồng dạng. Luyện đến cấp độ sâu liền sẽ phản phệ. Nhưng nghe được Diệp Quân Lâm lời này. Tất cả mọi người sửng sốt. Khẩn cấp như vậy đại sự thế mà là cái này. Mọi người thật sự cho rằng ra cái đại sự gì. Lý Tử Nhiễm bọn người vụng trộm bóp một cái mồ hôi lạnh. Sư phụ đem chúng ta vội vàng tụ tập lại chính là vì cái này sự tình. Tuần Khắc một mặt không thể tin. Đúng, liền chuyện này. Mau đem công pháp của các ngươi toàn bộ lấy ra. Diệp Quân Lâm nóng nảy tại xoa tay. Mọi người vẫn là một mặt không hiểu. Lúc này Tiêu Phong cười to nói, chuyện tốt a, thiên đại hảo sự. Mọi người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó toàn bộ kịp phản ứng. Là chuyện tốt, đúng là chuyện tốt. Lý Tử Nhiễm bọn người cười. Cho tới nay, bọn hắn đều tại ngôn ngữ châm chọc đả kích Diệp Quân Lâm, còn tại rừng rậm nguyên thủy bên trong chuyên môn vì hắn chế tạo tuyệt cảnh, chính là để hắn tỉnh ngộ, biết thiếu sót của mình, phải thích ứng cái này thời đại mới hết thảy. Hôm qua mấy cái người quen biết cũ lại nói thẳng châm chọc. Hiện tại xem ra, Diệp Quân Lâm là thật chịu đựng không nổi. Triệt để tỉnh ngộ. Đoán chừng nghĩ nổi điên đề cao mình. Hiện tại đã chủ động hướng bọn hắn muốn thời đại mới công pháp. Đây là hiện tượng tốt ha. Không đúng là bọn họ muốn nhìn đến sao. Cho là mình cầm những công pháp này đi tu luyện. Chúc mừng sư phụ tỉnh ngộ. Đây là công pháp của ta chiến kỹ cho hết ngài. Hy vọng sư phụ mau mau cất cánh. Tiêu Phong đem mình áp đáy hòm đồ vật toàn đem ra. Còn có ta, sư phụ. Tuần Khắc cũng đem ra. Ta, Kiếm Tà Thần, Độc Tà Thần, Yêu Tà Thần. Chấm. Mọi người một cái tiếp một cái đem công pháp của mình những vật này toàn bộ giao ra. Diệp Quân Lâm đem tất cả mọi thứ lấy đi. Từ giờ trở đi, ta muốn bế quan, bất kỳ người nào đều không nên quấy rầy ta a. Diệp Quân Lâm còn dặn dò một câu. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười. Xem ra sư phụ là thật gấp, nghĩ tốc độ nhanh nhất đề cao. Tiêu Phong cười cười. Đúng a, đạt được công pháp những cái này về sau, ngựa không dừng vó đi bế quan. Còn không cho chúng ta quấy rầy, đoán chừng là muốn chút mặt mũi. Ha ha ha. Các huynh đệ, một khi sư phụ nghiêm túc, như vậy hắn tăng lên nhưng nhanh. Rất nhanh mọi người liền có thể tại thần trên bảng nhìn thấy hắn. Chúng ta đây, cũng phải nắm chặt, ngàn vạn không thể để cho sư phụ vượt qua chúng ta a. Chấm. Diệp Quân Lâm vô ý cử chỉ, lại kéo theo tất cả mọi người. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, tiếp xuống bọn hắn muốn nổi điên tu luyện, giữ vững thứ hạng của mình, không để sư phụ vượt qua. Lý Tử Nhiễm thấy cảnh này, từ đáy lòng cười. Đây mới là nàng muốn nhìn đến. Diệp Quân Lâm rốt cục biết điều. Đây là nàng nghe được tin tức tốt nhất. Về phần 3 tháng kỳ hạn còn có 10 ngày qua. Lúc đầu 10 ngày qua về sau, Diệp Quân Lâm nhất định sẽ thua rất thảm. Nhưng bây giờ Diệp Quân Lâm bắt đầu luyện những công pháp này, kết quả kia liền không giống. 10 ngày khả năng tăng lên rất cao rất cao. Tiến vào thần bảng hơi cường điệu quá. Nhưng nếu là tiến vào chuẩn thần bảng trước 3000 vẫn có chút cơ hội. Dù sao thời đại này công pháp chính là tăng lên nhanh, tốc thành cùng cưỡi tên lửa đồng dạng tốc độ. Này 10 ngày còn thật là khiến người ta chờ mong a. So trước kia còn chờ mong. Lý Tử Nhiễm cười cười. Lúc đầu 3 tháng kỳ hạn, nàng chỉ là muốn nhìn một chút cuối cùng Diệp Quân Lâm có bao nhiêu thảm, cùng mình có bao nhiêu chênh lệch. Càng lớn càng nhỏ. Nhưng bây giờ khác biệt. Nàng muốn nhìn chính là Diệp Quân Lâm cuối cùng mình chênh lệch có bao nhiêu nhỏ càng tốt. Bởi vậy nàng càng chờ mong. Dù là không thu thập đến Kỳ Lân bọn hắn. Nhưng Diệp Quân Lâm cũng thu thập được rất nhiều thần bảng cùng chuẩn thần bảng cường giả công pháp.
Một ngày một đêm qua, hắn đem tất cả công pháp đều tỉ mỉ nghiên cứu một lần. Một chút xíu chi tiết đều không bỏ qua. Hắn muốn nhìn Mã Nhã công nghiệp phát hiện trọng đại có phải là đúng. Lúc này bên ngoài, liên quan tới Hắc Ám Thượng Đế cùng Mã Nhã công nghiệp chuyện hợp tác đã truyền khắp. Cái này hai thế lực lớn liên hợp, ai cũng muốn e ngại. Về phần Lý Tử Nhiễm bọn hắn không quan tâm cái này. Bọn hắn chỉ quan tâm Diệp Quân Lâm tình trạng. Bởi vì Diệp Quân Lâm thái độ khác thường. Tính cả Kỳ Lân, Thanh Long bọn hắn cũng vội vàng chạy đến. Tất cả mọi người xúm lại tại Diệp Quân Lâm nhà. Thậm chí liền phiền Á Nam cùng Tu La bọn hắn cũng đều đến. Đều muốn biết Diệp Quân Lâm bị cái gì kích động, làm sao đột nhiên liền nghĩ mở. Bọn hắn trước đó nói qua có thể cung cấp hỗ trợ. Hiện tại chạy tới, cũng là hỏi thăm Diệp Quân Lâm có cần hay không trợ giúp. Mọi người ngồi cùng một chỗ, nói thoải mái. Trao đổi lẫn nhau công pháp tâm đắc cái gì. Đồng thời mọi người đối Diệp Quân Lâm vô cùng chờ mong. Hắn phải chăng có thể tại cái này thời đại mới sáng tạo một cái thần thoại. Ta rất chờ mong a, hắn đã từng nhưng được vinh dự là ta cả đời đối thủ a. Nếu như hắn ở thời đại này không có một phen hành động, tin tưởng rất nhiều người đều cảm giác không có ý nghĩa. Tu La nói, đúng vậy a, lần này lão đại hảo tốt luyện, chúng ta chờ đi. Không ra thời gian nửa năm, một cái vương giả giáng lâm. Thanh Long cười cười, làm sao nhiều như vậy người. Đúng lúc này đợi, một thanh âm vang lên. Diệp Quân Lâm ra tới. Tiêu tốn ròng rã một ngày một đêm thời gian sau. Hắn rốt cuộc tìm được đáp án. Mã Nhã công nghiệp số liệu phân tích là đúng. Ngàn vạn công pháp tuyệt kỹ kỳ thật đồng xuất một triệt, đến từ cùng một cái đầu nguồn. Chỉ là thiên biến vạn hóa, diễn hóa được không cùng phương thức. Có đông phương cổ võ hình thức, có phương Tây siêu năng hình thức. Nhưng thật ra là một loại đồ vật. Bác Kiển Triều Ti, liền có thể phát hiện bản chất. Kết quả tất cả bản chất đều là giống nhau. Còn có Diệp Quân Lâm nghiên cứu đem mỗi một môn công pháp luyện đến cực hạn. Quả nhiên lại nhận phản phệ. Tất cả công pháp cuối cùng đều là phản phệ. Dù sao cũng là tốc thành phương thức, không có cơ sở nhất định. Khi người luyện đến cực hạn thời điểm, không có cơ sở đến chèo chống, tự nhiên sẽ bị phản phệ diệt vong. Đoán chừng những công pháp này chỉ là thí nghiệm. Người ta chỉ cần thu thập số liệu, mới sẽ không quản ngươi có chết hay không đâu. Chẳng qua sáng tạo ra cái này ngàn vạn công pháp cũng là nhân vật lợi hại. Rõ ràng là một môn tốc thành phương pháp, lại diễn hóa thành ngàn vạn công pháp. Đến nơi này, Diệp Quân Lâm càng ngày càng tin tưởng đây hết thảy đều là chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch. Bởi vậy những công pháp này kiên quyết không thể luyện. Toàn thế giới tất cả mọi người hắn tự nhiên khống chế không được. Nhưng Thánh Kinh tổ chức trưởng khống 1/3 hắn có thể khống chế. Còn có huynh đệ của mình đồ đệ bọn hắn. Cũng là có thể khống chế. Đem hết thảy chứng minh về sau, Diệp Quân Lâm liền vội vàng xuất quan. Vừa vặn nhìn thấy nhiều như vậy người tại. Diệp Quân Lâm kinh ngạc dưới. Lập tức hắn lộ ra nụ cười tới. Tốt, mọi người tập hợp một chỗ ngược lại càng tốt hơn. Miễn cho ta từng cái đi tìm. A, à, nghe được Diệp Quân Lâm lời này. Tất cả mọi người là sững sờ. Không biết Diệp Quân Lâm muốn làm gì. Ngươi làm sao liền xuất quan rồi? Là có vấn đề gì sao? Vẫn là cần trợ giúp. Lý Tử Nhiễm kinh ngạc hỏi. Theo lý mà nói Diệp Quân Lâm bế quan, tối thiểu cũng phải 10 ngày nửa tháng. Làm sao một ngày một đêm liền ra tới? Côn Luân, nghe nói ngươi đã bắt đầu luyện, cần ta hỗ trợ sao? Công pháp của ta những cái này đều có thể toàn bộ cho ngươi. Tu La Chiến Thần mở miệng nói. Còn có chúng ta cũng đều có thể. Thất Sát, Phá Quân bọn hắn cũng bắt đầu tỏ thái độ. Thanh Long nhìn ra Diệp Quân Lâm dị dạng, tò mò hỏi, lão đại ngươi làm sao rồi? Ta nhìn ngươi sắc mặt có chút không đúng, nên sẽ không xảy ra chuyện đi. À, xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người cảm giác Diệp Quân Lâm xác thực có điểm gì là lạ. Sắc mặt quá kém. Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.